mở đầu câu chuyện trong một căn phòng gỗ bừa bộn nam chính của chúng ta đang bị thương nặng nằm thoi thóp trên giường anh tên tiêu huyền là một trong những trưởng lão của môn phái hồng môn lục phong vây quanh anh là năm tên đệ tử và một nữ nô đang quỳ gối bên giường cô gái lau nước mắt gọi tiêu trưởng lão cô gái tên chí nô trước nay luôn một lòng trung thành với tiêu huyền trái lại với cô tên ngũ đệ tử lý sơn quay sang đại đệ tử diệp thu hàn gấp rút hỏi đại sư huynh sư phụ sắp không ổn rồi hiện tại phải làm sao diệp thu hàn thản nhiên trả lời làm sao ư đương nhiên là đi tìm trưởng lão khác bái sư không thì định ở đây chịu tang hộ lão sao tam đệ tử ngô phong lắc đầu chán nản đám phế vật vô dụng ra bên ngoài làm nhiệm vụ đã bị thương thành thế này đúng là lãng phí thời gian của ta còn tên nhị đệ tử lâm hạo thiên lại im lặng không nói gì nhưng trong bụng đang suy tính trừ khi ta lấy được bí kíp pháp công của ông ta lão già này làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được lúc này tứ đệ tử vương phong đặt tay lên vai ngũ sơn phe phẩy chiếc quạt trên tay cười khẩy lão sớm đã muốn đi rồi chùa hòa thượng này ai thích ở thì ở bổn công tử đi bái nhị trưởng lão có nhiều nữ đệ tử nhất làm xưa đây chứng kiến năm tên đệ tử vong ân phụ nghĩa này không hề có chút lo lắng nào cho sự phụ lại chỉ có suy tính riêng chị nô quỳ đó tức giận nắm chặt tay thốt lên hai từ khốn kiếp rồi cô đứng dậy hướng về lũ vong ơn kia mà chửi mắng nếu như không có tiêu trưởng lão năm người các ngươi đến cửa để tu tiên cũng không bước vào được bây giờ có khi sớm đã mục nát thành đống xương rồi các ngươi chính là một đám súc sinh vong ân bội nghĩa nghe vậy năm tên đệ tử lửa giận đùng đùng tên ngô phong trực tiếp tiến đến cho chị nô một bạt tai làm cô ngã mạnh xuống sàn hắn cười bỡn cợt a à, thật sự là cho ngươi chút mặt mũi rồi sau đó ánh mắt hắn tràn đầy sát khí, ở cấp bậc nào mà lại dám nói chuyện với ta hả? Đúng lúc này Diệp Thu Hàn lên tiếng, "Lão tam, một phế vật như cô ta thì có gì đáng nói chứ? Cô ta tình nguyện ở lại thì cứ ở thôi." Hắn ta chạm tay vào một bình đan dược trên bàn nói, "Dù sao đồ của lão phế vật đó đều bị chúng ta thu dọn sạch sẽ rồi." Nói rồi năm tên đệ tử rời đi cùng pháp bảo và tiên dược hữu dụng, trước khi đi còn cố ý cười nhạo, "Ha ha ha, trưởng lão phế vật ở cùng với nữ nô, đúng là hợp mà." Tiêu Huyền không ngờ lại thu nhận chúng năm tên nghịch đồ này, đúng là nuôi ong tay áo mà chị nô nằm giữa đống tàn của hỗn độn trên sàn cố gắng sức chống người dậy không nói lên lời nghịch đồ cô rơm rớm nước mắt lau vết thương trên mặt ấm ức mà chửi đám hạ tiện kia là một đám phản đồ đáng chết lúc này một giọng nói yếu ớt chuyển đến chị nô chị nô lập tức lao đến bên giường gọi tiêu trưởng lão người không sao chứ người yên tâm mấy kẻ vong ân bội nghĩa kia đi rồi cũng tốt chị nô có thể chăm sóc tốt cho người tiêu huyền nằm trên giường sắc mặt tiều tụy môi khô khốc thừa thào hỏi lại cô từ khi đem con lên núi ta chưa từng để con bái sư chưa từng chỉ dạy con tu hành con hận ta không chị nô lau đi hai hàng nước mắt đáp chị nô tự biết căn cốt không đủ không có cơ duyên tu hành lúc đầu trưởng lão cứu chị nô trong tay đám buôn nô lệ chị nô cảm kích khôn nguôi chưa từng oán hận chị nô hận ông trời không công bằng kẻ ác hoành hành người tốt sẽ không chết nghe những lời này tiêu huyền nắm tay run rẩy ngồi dậy anh hối hận nói lúc đầu nếu sớm thu nhận con làm đệ tử thì tốt rồi anh gắng gượng muốn nói gì đó nhưng thân thể suy yếu lại không ngừng ho khan bàn tay che miệng vậy mà dính đầy máu anh biết tính mạng mình bây giờ như ngọn nến lay lắt trước gió anh cười bi ai nói ta bây giờ sớm như người đã chết rồi nghe vậy Chí nô quỳ dạp xuống sàn khẩn thiết và này nếu như trưởng lão không chê hãy thu nhận Chí nô làm đệ tử sau này Chí nô nhất định sẽ tự tay giết chết nghịch đồ báo thủ cho trưởng lão trưởng lão nếu không chấp nhận con sẽ không đứng dậy tiêu huyền nghe vậy thì rất ngạc nhiên không ngờ đến phút cuối đời của anh Chí nô vẫn trung thành với anh như vậy anh khẽ cười lắc đầu thở dài rồi vừa đưa tay lên trước ngực như tìm kiếm thứ gì đó vừa nói chị nô ta bị bệnh chứ không ngốc đồng ý rồi không phải sẽ đẩy con vào chỗ chết sao chị nô lo lắng đỡ lấy tiêu huyền nhắc nhở trưởng lão người đừng động đậy tiêu huyền lấy ra một bình đan dược đưa cho chị nô chỗ này ta có một bình ninh viễn đơn mặc dù không phải thứ đồ tốt gì nhưng mà đây là thứ cuối cùng ta có thể đưa cho con rồi chị nô không nghĩ nhiều cô đỡ lấy tiêu huyền vội vàng khuyên nhủ người đừng lo lắng cho con nữa nằm xuống đi thấy chị nô ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy tiêu huyền an ủi con yên tâm ta không nhanh như thế nhưng chưa kịp nói hết câu anh đã thổ huyết bình đan dược trong tay cũng rơi xuống khoảnh khắc bình đan dược vỡ tan thì cuộc đời tiêu huyền cũng đặt dấu chấm hết ánh mắt anh dần trở nên mơ hồ từ từ khép lại hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là khuôn mặt chị nô gào khóc gọi anh trưởng lão người đừng động khí là chị nô không tốt con không bái sư nữa người tỉnh lại đi thì ra chết đi chính là cảm giác như thế này bất lực mà nghe thấy tiếng gào khóc thảm thương bi ai của người bên cạnh còn có cảm giác tức giận anh tức giận cái gì nhỉ anh tức giận giá như mình nhận chị nô là đồ đệ sớm hơn sau đó không cam lòng mà nhắm mắt đúng lúc này tiếng của hệ thống vang lên kiểm tra xác nhận chủ nhân và người quan hệ sư đồ chân tâm hệ thống tiếp nhận đồ đệ chính thức khởi động lúc này linh hồn tiêu huyền lập tức rơi vào không gian hệ thống anh kinh ngạc nhìn màn hình lớn trước mắt sau đó có một viên đan dược vô cùng đẹp mắt xuất hiện lúc này màn hình hệ thống hiển thị ban thưởng giám sát thấy túc chủ ban cho đồ đệ 6 viên ngưng nguyên đan phản hồi ban thưởng một ngàn lần thu hoạch được một viên vô lượng kim đan tiêu huyền vui mừng cầm lấy viên đan hét lớn thế mà đúng thật là vô lượng kim đan phải biết một viên vô lượng kim đan có chứa linh khí thiên địa tương đương với gần một vạn viên ninh viễn đan sau khi phục hồi không chỉ có xung kích cảnh giới mà còn có thể chữa lành vết thương bảo vật chân quý như vậy khiến tiêu huyền phải đưa lên má rụi rụi mà cảm thán sống trên đời 20 năm rồi kim thủ cuối cùng cũng đến rồi tiêu huyền hồi tưởng lại quá khứ của mình hóa ra anh là người của thế giới hiện đại 20 năm trước vì một trận nổ xe mà xuyên đến thế giới này vốn nghĩ rằng mình cầm chúng kịch bản của nam chính long ngạo thiên có ra thế ưu việt tài năng xuất chúng chưa đầy 10 tuổi đã tự dựng lên cơ đồ vậy mà không ngờ rằng 15 năm sau khi gia nhập môn phái hồng môn tu vi của anh không những không được như trước mà còn kém hơn trở thành một trò cười cho mọi người. Anh tự nhủ, vẫn may ông trời có mắt cho ta thêm một cơ hội. Giờ nắm được sự trợ giúp của hệ thống trong tay, lòng anh tràn đầy quyết tâm. Trước tiên cũng phải tìm hiểu rõ về hệ thống trước mắt này đã. Tiêu Huyền tò mò hỏi hệ thống, chương trình này chỉ cái gì? Hệ thống lập tức giải đáp, đúng như tên gọi, bất cứ thứ gì chủ nhân đưa cho đồ đệ với tư cách là sư phụ thì đều được nhận về phần thưởng theo cơ chế nhân bộ số. Tiêu Huyền đã hiểu cách hoạt động của hệ thống, lại thăm dò kỹ càng hơn. Vậy tuyệt đỉnh truyền công cho đệ tử cũng tính sao? Hệ thống trả lời, đó dưới sự hướng dẫn của chủ nhân tu vi hoặc lĩnh hội của đồ đệ được tăng lên chủ nhân cũng được nhận lại giá trị tương ứng tăng thêm nói một cách đơn giản chủ nhân dạy cho đồ đệ tu vi tương đương với 200 ngày thì người sẽ nhận lại tu vi bằng 200 ngày đó nhân nửa lần đồng thời đồ đệ dưới sự chỉ dẫn của chủ nhân lĩnh hội kiếm pháp được một tầng chủ nhân cũng sẽ nhận được thêm nửa lần như thế trực tiếp thăng cấp lĩnh hội thêm nửa tầng nghe vậy tiêu huyền nhìn viên đan dược trong tay phấn khích hỏi vậy hiện tại đem kim đan này tặng cho đồ đệ có thể nhận được nửa lần sao hệ thống phản hồi không tất cả những đồ vật phản lợi của hệ thống đều không có giá trị đến lần thứ hai nhưng nếu như chủ nhân dạy đệ tử những lĩnh hội mới không nằm trong danh sách của hệ thống thì có thể nhận được hai lần tiêu huyền đã nghe hiểu quy tắc của hệ thống mặc dù không thể đơn giản tạo thành vô hạn anh thầm nghĩ nếu đã như vậy thì nhân cơ hội này tiêu huyền nuốt vô lượng kim đan xuống lập tức anh cảm thấy cả cơ thể như có một luồng linh khí mạnh mẽ dâng trào anh vận khí hấp thụ một quyền liền đột phá kim đan cảnh ngoài thế giới thật chị nô đang không ngừng khóc thương mong tiêu huyền tỉnh lại trưởng lão người mau tỉnh lại đi ta đồng ý với người không bái sư nữa, ta cũng không cần báo thù nữa, cũng không cần Ninh Nguyên Đan, Chí Nô chỉ cần người tỉnh lại. Bỗng có một bàn tay tràn đầy linh lực ấm áp vươn tới xoa đầu cô, Chí Nô ngẩng mặt lên nhìn đầy kinh ngạc. Giọng nói trầm ấm của Tiêu Huyền vang lên bên tai, "Chí Nô ngốc, nhớ kỹ, vi sư dạy con điều đầu tiên chính là, có thù ta tất báo, hơn nữa còn phải tăng thêm gấp nhiều lần." Tiêu Huyền sống lại thăng cấp, quyết định đòi lại tất cả những gì đã mất. Lúc này tại khán đài cửa môn phái Hồng Môn Lục Phong, tên tam đệ tử Ngô Phong của Tiêu Huyền đang quỳ bái dưới đất thỉnh cầu, tại hạ Ngô Phong nguyện bái vương trưởng lão nhận ta làm đồ đệ hắn giơ cao một quyển trục lên đây chính là toàn bộ cơ mật của thất phong tiêu huyền cố ý đem dâng lên tặng cho vương trưởng lão tỏ thành ý vương trưởng lão dùng linh lực thu lấy quyển trục từ tay ngô phong về tay mình lão chính là trưởng lão lục phong kiêm quản sự chấp sự pháp đường vương hạn lão đưa tay vuốt vuốt trùng dâu của mình cười mỉa mai tiêu huyền quả thật đã dạy ra một đồ đệ tốt thiên tài số một của hồng môn kiêu ngạo một thời vậy mà lại có ngày này dứt lời lão nhìn xuống ngô phong âm hiểm nói muốn bái ta làm sư cũng được thôi nhưng chấp pháp đường luôn có giới xích có thể cắt đứt linh căn con người nói rồi vương ngạn ném xuống trước mặt ngô phong một tấm dưới xích lão hùng hồn bảo nếu ngươi có thể mang linh căn của tiêu huyền về đây ta lập tức phong ngươi làm đại đệ tử lại còn tiện nhắc nhở ngươi phải giữ cho tốt giới xích này nếu như gặp máu không dùng mật pháp cũng có thể dễ dàng bạo phát ngô phong nhặt tấm giới xích kia lên ra xảo cười đắc ý vương trưởng lão yên tâm tại hạ ngô phong chắc chắn sẽ hoàn thành ngay sau đó có một luồng linh lực màu vàng kim từ trên trời lao về phía ngô phong với tốc độ ánh sáng khiến hắn chưa kịp phản ứng đã bị đánh văng vào chân tượng đá tạo ra một vụ nổ lớn khói bụi tan đi ngô phong run rẩy chống tay vào tường không ngừng ho khụ khụ lúc này ngô phong nhận ra điều gì đó hắn mở to hai mắt nhìn xuống thì chết lặng vậy mà giới xích kia lại vô tình cắm chúng vào người hắn giới xích đâm sát linh căn của hắn khiến hắn đau đớn bò trên mặt đất la hét nước mắt nước mũi trào ra không ta không thể chết ở đây tiền đồ của ta chỉ mới bắt đầu thôi trưởng lão vương ngạn không thèm để ý ngô phong đang lăn lộn trên đất kia vội ngẩng đầu nhìn lên trời hỏi ai đó thì thấy tiêu huyền đang ngự kiếm phía trên bay tới cùng chỉ nô hóa ra luồng linh lực kia là do tiêu huyền phóng ra bàn tay anh vẫn còn vết linh lực của đòn vừa rồi tiêu huyền tiêu sái nói vương trưởng lão muốn lấy được linh căn của ta tại sao không tự tay đến mà lấy chứng kiến một màn vừa rồi vương ngạn lập tức e ngại cười gượng tiêu trưởng lão nói quá rồi vừa nãy ta chỉ là cùng đệ tử của ngươi nói đùa thôi lão ta khó hiểu nghĩ không phải nói phế vật này sắp chết rồi sao tại sao khí tức lại mạnh thế này như vừa đột phá kim đan trên đời nào lại có chuyện nực cười như vậy người khác bảo đệ tử mình phế linh căn mình giết mình lại chỉ là nói đùa thôi sao Tiêu Huyền biết rõ ý đồ của lão nên đâu thể dễ dàng tha cho lão lần này. Anh khẽ cười, "Ồ vậy sao, chỉ là ta không nói đùa như Vương trưởng lão." Nói rồi Tiêu Huyền triệu hồi vô số kiếm khí xuất hiện. Vương Ngạn lập tức kinh hồn, "Này là Thương Lãnh Kiếm Quyết ư?" Lão nhớ rõ lúc đầu mình cùng Tiêu Huyền cùng gia nhập Hồng Môn, bởi vì Tiêu Huyền tự tạo ra Thương Lãnh Kiếm Quyết mà được trưởng môn yêu ái, nhận được vô số tài nguyên tu luyện, cũng may về sau lão đột phá được Kim Đan kỳ trước, còn Tiêu Huyền lại trở thành phế vật. Không ngờ tới Tiêu Huyền lại sử dụng chiêu thức này. Nghĩ đến đây Vương Ngạn liền tụ tập linh lực vào pháp khí trong tay lập tức tạo ra một kết giới chắn lại những kiếm khí đang vun vút lao về phía mình lão ta vẫn tự đắc mà hét lớn tiêu trưởng lão đừng động thủ ta hôm nay mới chỉ đạt đến kim đan nhị trọng nếu ta và ngươi đánh nhau ngươi không đứng vững sợ rằng chưa đợi lão nói hết câu kết giới của lão đã vỡ vụn lão ta lập tức thất kinh không ngờ tiêu huyền bỗng nhiên lại mạnh đến mức này tiêu huyền nhìn lão cười khinh bỉ ha 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 vương trưởng lão chẳng qua chỉ có thế thôi sao rồi anh thi triển kiếm quyết điều khiển vô số kiếm khí chém vào vương ngạn vương ngạn sợ rồi Lão không nghĩ Tiêu Huyền lại đột phá cảnh giới một cách thần kỳ như vậy, quyền năng này ít nhất cũng phải tam trọng, thậm chí còn cao hơn. Ngay sau đó, một thanh kiếm khí đâm xuyên bàn tay của lão, lão la hét đầy đau đớn, "A a a a a, tay của ta." Vương Ngạn lập tức nhảy lùi về sau tránh đòn tấn công, lão cay cú thét lên khốn kiếp rồi buông lời đe dọa, "Tiêu Huyền, tiểu tử nhà ngươi nếu dám giết ta, tông môn nhất định sẽ không tha cho ngươi." Nhưng Tiêu Huyền không để lời lão lọt vào tai, lập tức triệu hồi nhiều kiếm khí hơn phóng về phía lão, ta ngược lại muốn xem nếu như ta cố ý giết ngươi, tông môn sẽ xử lý ta như thế nào tình thế cấp bách biết bản thân không thể tránh được vương ngạn lấy ra pháp khí hình một chiếc mai rùa cây cú nghĩ tiêu huyền đáng chết chỉ có thể dùng cái này thôi pháp khí kia lập tức biến lớn tạo thành một màn chắn vững chắc uy lực mạnh mẽ chắn lại được tất cả kiếm chiêu của tiêu huyền vương ngạn tức giận nói đáng hận pháp khí huyền giai thượng phẩm chỉ có thể dùng ba lần đây là lần cuối cùng vô dĩ muốn chờ tới khi đột phá nguyên anh sẽ dùng để chống lại lôi kiếp vậy giờ lão lại phải dùng để tránh đòn tấn công của tiêu huyền tiêu huyền ngự kiếm trên cao nhìn vương ngạn phải hèn mọn chống đỡ trước mặt lập tức buông lời châm chọc ồ quao vương trưởng lão của chúng ta đúng là thâm hậu những năm nay cất giữ không ít bảo bối nhỉ vậy thử chiêu này xem thế nào anh quyết định lần này phải để lão nếm mùi đối đầu với mình là như thế nào rồi anh tập hợp tất cả kiếm khí thành một thanh kiếm khổng lồ phóng thẳng tới mai rùa vương ngạn nhìn thấy uy lực khủng khiếp này chỉ biết hét lên tiêu huyền ngươi dám nhưng đổi lại chỉ được một cái cười lạnh của tiêu huyền tại sao ta không dám ầm một tiếng chiếc mai rùa của vương ngạn vỡ nát lão trố mắt nhìn thanh kiếm khổng lồ đang lao xuống không cam tâm hết lớn không rồi thanh kiếm lao xuống chỗ lão ta khiến cả một vùng trời nơi ấy nổ tanh bành tiêu huyền lúc này cũng thu lại kiếm khí khói bụi tản ra hiện ra một hố trũng lớn vương ngạn lúc này tả tơi nằm trên đống đổ nát ho sặc sụa thấy tiêu huyền bước đến hắn hoảng sợ mặt tái mét miệng không ngừng la hét ngươi ngươi đừng qua đây tiêu huyền vừa bước đến vừa chất vấn hắn lá chắn này ít nhất cũng là huyền giai thượng phẩm nhỉ pháp khí trên thế gian này phẩm chất tốt xấu cao thấp đều được phân thành nhân huyền địa thiên tiên trong đó lại phân thành bốn loại hạ trung huyền giới thượng phẩm đặt trong những tông môn phổ thông cũng có thể coi là bảo vật chân phái không ngờ vương ngạn ngươi lại giấu được bảo bối này nhưng mà vừa nói tiêu huyền vừa triệu hồi ra một thanh kiếm trong tay sau đó ánh mắt đầy sát khí vung kiếm vào phía vương ngạn đến đây là kết thúc rồi ngay lúc này có một giọng chấn động vang lên tiêu huyền trưởng lão hãy thủ hạ lưu tình rồi một màn chắn hiện lên cản một kiếm của tiêu huyền trước khi anh chém xuống tiêu huyền bị ngăn cản thì rất tức giận anh u ám nhìn lên xem là ai dám ngăn cản anh giết tên xúc sinh vương ngạn này thì ra là trưởng môn hồng môn tông trương hạc đang cưỡi hạc bay đến ông mỉm cười hòa giải tiêu trưởng lão xin đừng kích động đồng môn tương tàn có vi phạm môn quy cũng chỉ bị trục xuất khỏi tông môn thôi tiêu huyền liền thu kiếm lại màn chắn trên người vương ngạn cũng từ từ tan biến vương ngạn được trưởng môn nói đỡ mừng giờ nghĩ rằng lão được cứu rồi còn có biết xấu hổ mà lên tiếng tố cáo trưởng môn người phải làm chủ cho ta tiêu huyền hắn tàn sát đồng môn không ngờ trưởng môn lại tức giận lập tức dùng linh lực cho lão một bà tai mắng ngươi cầm miệng cho ta ông ham hay nhìn chằm chằm lão chất vấn vương trưởng lão có muốn theo ta vào trong hồ vấn tâm của chấp pháp đường xem xem là ai đáng bị đuổi khỏi tông môn không vương ngạn sợ sự thật bị vạch trần lão chỉ đành dưng dưng ôm cái má xưng vù đáp không không đâu trưởng môn quay sang tiêu huyền ôm quyền nói chúc mừng sư đệ sau bao nhiêu khổ cực cuối cùng đã bước vào kim đan cảnh tiêu huyền thái độ cũng rất cung kính ôm quyền đáp lại trưởng môn còn xen vào đó lời tố cáo lão cáo giả vương ngạn kia đa tạ trưởng môn nếu như ta không đột phá được kim đan lần này sợ rằng đã bị người khác liên hợp với phản đồ cướp linh căn của ta vương ngạn thấy vậy vẫn cố giảo biện mà cầu xin đều là hiểu lầm chẳng qua chuyện này thực ra là ta sơ xuất ta đồng ý thu nhận người ngoài tông môn vẫn mong tiêu huyền sư đệ đừng tính toán với ta tiêu huyền còn không thèm nhìn liếc lão một cái anh bình thản nói ở trước mặt trưởng môn tính mạng của người ta có thể tạm thời tha sau đó anh nhìn lại tên phản đồ ngô phong đang quằn quại rút giới xích ra ở phía sau sắc mặt bỗng tối sầm lại nhưng mà ngô phong giết sư diệt tổ lấy oán báo ơn nhất định phải phế đi tu vi của hắn đuổi khỏi tông môn từ nay không được đặt chân đến hồng môn nửa bước ngô phong nghe vậy sợ hãi cầu xin trưởng môn cứu hắn nhưng trưởng môn lại nhắm mắt cái này giao cho tiêu huyền trưởng lão xử lý đi ngay lúc ấy một bóng hình thanh mảnh nhảy vụt xuống chí nô lên tiếng không cần sư tôn động thủ ngô phong nhìn chí nô từng là phế vật bị mình coi thường giờ lại dám tự đắc như vậy liền ra đòn tấn công cô chỉ dựa vào phế vật nhà ngươi cũng dám động thủ với ta đứng trước đòn tấn công của ngô phong chí nô bình tĩnh tích tụ linh lực trong tay thi triển thương lãng kiếm quyết một quyền đánh tan đòn tấn công của hắn ngô phong giữ người hắn từ lúc bái sư đến nay vẫn chưa lĩnh hội được thương lãng kiếm quyết vậy mà chí nô lại có thể nhìn lưỡi kiếm chĩa về phía mặt hắn chỉ biết kinh ngạc mà hỏi ngươi ngươi không phải phế vật sao từ lúc nào đã học được thương lãng kiếm quyết rồi nghe vậy tiêu huyền cười nhạt phế vật sao rồi hồi tưởng lại về ba ngày trước chị nô ngoan ngoãn ngồi trên nền cỏ mọi thông tin về cô đã được tiêu huyền thấy hết qua màn hình hệ thống họ tên chị nô thân phận đại đệ tử chân truyền khả năng lĩnh hội 260, căn cốt 15, thiên phú vô thiên kiếm thể chưa kích hoạt điều kiện kích hoạt đạt tới cảnh giới cơ bản được kiếm pháp tổ truyền của lâm gia công nhận tiêu huyền lầm nhầm xoa cằm cảm thán nếu đã là tiên thiên kiếm thể trước nay hiếm gặp chị nô nghe thấy thắc mắc hỏi sư tôn thế nào là tiên thiên kiếm thể tiêu huyền chỉ ngại ngùng đánh chống lảng không có gì vi sư đang cảm thấy con có thiên phú luyện kiếm dù sao hắn cũng không thể nói với chị nô mình biết hết về cô qua bảng hệ thống được chị nô cũng ra vẻ ngạc nhiên ồ ồ vài tiếng chuyển cảnh tiêu huyền đang biểu diễn thương lãng kiếm quyết cho chị nô xem chỉ một đường cơ bản đã có thể chém đứt một thân cây gỗ lớn tiêu huyền can dặn lát nữa ta sẽ đi tìm ngô phong vi sư không thể để con mất mặt được đây chính là thương lãng kiếm quyết là công pháp vi sư năm đó tự chế tạo con chỉ cần học phần này Chí Nô đứng đằng sau co ngừng hứng thú ghi chép, trọng điểm trọng điểm, ghi lại ghi lại. Sau đó nhanh chóng Chí Nô cũng triệu hồi ra được một thanh kiếm khí nhỏ, cô vui mừng chạy đến khoe, sư tôn, người xem có phải thế này không? Màn hình hệ thống hiển thị cô đã nhập môn thương lãng kiếm quyết, đúng là thiên tài hiếm gặp khiến Tiêu Huyền cũng phải bất ngờ thốt lên trời đất mà cho một lay. Like. Sau đó anh nhanh chóng sửa lại dáng vẻ của sư tôn, a à, không phải, vi sư nói là con làm tốt lắm. Lúc này hệ thống hiển thị thông tin, chủ nhân truyền thụ cho đệ tử thương lãng kiếm quyết tuyệt phẩm nhân giới, thu về giải thưởng gấp 10 lần, nhận được trảm thiên quyết, huyền giới thượng phẩm nhìn chị nô kiên cường trước mặt tiêu huyền co ngừng cảm thán trong suy nghĩ cô mới là bảo vật hàng thật giá thật đúng vậy chị nô không phải phế vật chỉ là tiêu huyền chưa từng dạy bảo khai phá ra tài năng của cô mà thôi quay trở lại thực tại chị nô đang trừng phạt tên phản đồ ngô phong cô dẫm lên giới xích cắm trên ngực hắn khinh bỉ mắng có được sự dạy bảo của sư tôn cứ mãi không thể lĩnh hội không biết ai mới là phế vật ngô phong giơ tay lên cầu xin không đừng mà lời vừa dứt cũng là lúc chị nô đạp lên ngực tên phản đồ thanh giới xích đâm sâu phá nát linh căn của hắn ta Chị Nô quay sang cung kính hành lễ với Tiêu Huyền, căn linh của phản đồ đã bị con phá nát, mời sư tôn kiểm tra, Tiêu Huyền cũng hài lòng khen, làm tốt lắm. Lúc này trưởng môn ở bên cạnh lên tiếng, nếu Tiêu trưởng lão đánh cũng đánh rồi, phạt cũng phạt rồi, vậy Vương trưởng lão bên này sẽ do ta xử lý. Tiêu Huyền ngước nhìn lên, nở một nụ cười xấu xa, ta từ khi nào nói chuyện này kết thúc rồi? Trưởng môn nghi hoặc, ngươi vừa nãy không phải đồng ý tha cho hắn một mạng sao? Vương Ngạn sợ toát mồ hôi hột quát, vậy ngươi còn nghĩ gì nữa? Tiêu Huyền chỉ cười nham hiểm, Ta nói là tha cho hắn một mạng ánh mắt anh nổi huyết sắc chỉ tay về phía Vương Ngạn, chứ không nói có thể bỏ qua cho hắn, về việc làm thế nào mới khiến ta hài lòng, vậy thì phải xem thành ý của Vương trưởng lão rồi. Vương Ngạn nghe vậy tức đến phát run nhưng cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Vương Ngạn nhắm mắt cố mình cười đáp được, "Được." Ngoài mặt bằng lòng nhưng nụ cười lão cũng dần biến mất. Hắn lấy ra túi càn khôn, cúi đầu dâng lên bằng hai tay, tất cả đồ của ta đều nằm trong túi càn khôn này, vẫn mong Tiêu trưởng lão đừng chê cười. Tiêu Huyền không khách khí thu lấy túi càn khôn cười hài lòng, Vương trưởng lão là một người thông minh đúng thật hiểu đạo nghĩa vậy đa tạ vương trưởng lão rồi anh quay người đi không quên nhắc nhở đừng qua nữa vương trưởng lão rồi gọi lớn chí nô chúng ta đi chí nô vui mừng đi bên cạnh không ngừng ca ngợi sư tôn người lợi hại quá tiêu huyền ân cần bảo cô trở về nghỉ ngơi một vài ngày ngày mai vi sư sẽ chính thức dạy con tu luyện hai người vui vui vẻ vẻ không để ý đến sức mặt vương ngạn đằng sau đã đen kịt lại bên này trưởng muôn cũng hết chuyện liền rời đi trước khi đi còn không quên nhắc nhở ta cũng đi trước đây vương trưởng lão chăm sóc tốt cho mình lúc này chỉ còn lại một mình vương ngạn lão ta vô cùng tức giận vẻ mặt lúc này đã trở nên vận vẹo trông rất đáng sợ hai mắt chừng lớn nổi lên tia máu lão cam phẫn mà nghĩ trong lòng tiêu huyền ngươi chờ đó chuyển cảnh trên đỉnh thất phong thần bên trong nơi ở của tiêu huyền anh đang lấy các vật phẩm từ túi càng khôn ra để kiểm kê một lượt trước mắt bày ngổn ngang những bí kíp tiêu huyền cầm ra một viên đan dược cảm thán vương hạn này tích lũy cũng nhiều đó đây đều là những kim đan kỳ dược dùng để chế đan dược nhưng mà chất lượng thì tầm thường quá tiêu huyền chọn hai cuộn công pháp nhìn có vẻ ấn tượng cầm trong tay anh lẩm nhẩm nhân giới huyền giới nhân giới huyền giới tiên thiên công ở địa giới này vừa hay phù hợp với chị nô tiếp đó anh nhìn đến ngũ hành xích trung phẩm địa giới suy nghĩ tính toán nếu nói thứ tốt nhất trong đám đồ này của vương ngạn thì chính là cái này nhưng đồ này ta căn bản không dùng đến cho chị nô đi còn nói đến những bảo bối thì vẫn phải chờ hệ thống phản hồi nữa tiêu huyền đăm chiêu nhìn cái túi mong chờ còn lại những gì không ngờ đập vào mắt tiêu huyền là vô vàn linh thạch đỏ trói sáng lấp lánh tiêu huyền kinh ngạc tất cả đều là linh thạch sao một trưởng lão bé nhỏ mà lại có cả trăm viên linh thạch thượng phẩm Chắc rằng tên tiểu tử Vương Ngạn này trong những ngày kia đã kiếm không ít, đúng là vàng từ trên trời rơi xuống, Tiêu Huyền vui vẻ xoa cằm, thế này phát tài rồi, hôm khác đi xây biệt thự ở vậy. Đúng lúc Chí Nô vừa hai bước đến gõ cửa gọi, "Sư Tôn, người vào con hai tiếng sau đến tìm người luyện công, bây giờ có thể vào chưa ạ?" À? Tiêu Huyền nói, "Vào đi." Lúc này Tiêu Huyền đã sắp xếp sẵn chỗ ngồi cho hai người, anh ngồi khoanh chân, nghiêm túc bảo, "Chí Nô, ngồi xuống." Chí Nô lễ phép đáp, "Được ạ, à, Sư Tôn." Sơ lược một chút về cảnh giới của tu sĩ, từ thấp đến cao được phân thành, hậu thiên tiên thiên luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh phân thần hợp thể đại thừa độ kiếp 10 cảnh giới mỗi cảnh giới lại phân thành 10 tầng tiểu cảnh cảnh giới hậu thiên kích thích sức mạnh của khí huyết rèn luyện cơ bắp xương và da nâng cao thể lực và tố chất tiên thiên cảnh giới khí huyết chuyển hóa thành nội công tăng cường sức mạnh tấn công và khả năng phòng thủ của cơ thể cho đến khi độ qua lôi kiếp luyện được tới tầng cao nhất mới có thể thành tiên nhưng mà đó đều là những điều truyền thuyết không thể đạt được tiêu huyền chạm hai tay mình vào hai tay chỉ nô truyền công nói vi sư sẽ dạy con tên thiên công trước con dụng tâm lĩnh hội chị nô đáp vâng anh bảo con hãy vận hành một vài vòng để cảm nhận thử chị nô ở tư thế vận công từ từ lĩnh ngộ công pháp vừa được truyền dạy lúc này bảng hệ thống hiển thị lên thông tin của cô họ tên chị nô thân phận đại đệ tử chân truyền khả năng lĩnh hội 260, căn cốt 15, thiên phú vô thiên kiếm thể chưa kích hoạt điều kiện kích hoạt đạt tới cảnh giới cơ bản được kiếm pháp tổ truyền của lâm gia công nhận tiêu huyền xoa cảm suy nghĩ căn cốt chỉ có 15 rồi anh ra lệnh hỏi hệ thống hệ thống người bình thường căn cốt và khả năng lĩnh hội cao nhất vào khoảng trình độ nào hệ thống lập tức hiển thị giá trị bình quân là từ 50 đến 60. không ngờ căn cốt của chị nô lại thấp như vậy tiêu huyền thầm nghĩ chẳng trách chị nô lĩnh hội được công pháp lại chậm như thế nhưng mà muốn tu hành quả thực rất khó xem ra chỉ có thể cắt tủy thôi nghĩ rồi anh liền đứng dậy tay bộc phát ra linh lực rồi chậm rãi truyền linh lực đến khắp cơ thể của chị nô một lúc sau chị nô từ từ mở mắt cô vận chuyển công pháp đem linh lực xung quanh tiến vào đa điền rất nhanh cô đã đột phá đến hậu thiên thập trọng sau khi tu luyện xong chí nô dưng dưng lo lắng hỏi tiêu huyền sư tôn sao người lại có thể làm phép trực tiếp cho con con nghe nói cái giá phải trả khi thực hiện nó rất lớn không chỉ tu vi bị tổn hại mà còn có thể tụt cảnh giới thậm chí còn tổn thương căn cốt tiêu huyền đưa tay xoa đầu chí nô an ủi yên tâm đi vi sư không sao lúc này hệ thống hiện ra thông tin chủ nhân đã chuyển cho đồ đệ tu vi một trăm ngày nhận về phần thưởng gấp năm lần đạt được năm trăm ngày tu vi cho một được năm tiêu huyền cười mỉm thậm chí còn tốt hơn tiêu huyền lấy ra túi càng khôn đưa cho chị nô nói có một số thứ gắn không hề mất đi ban đầu là vi sư hồ đồ không có đồ gì tốt cho con hôm nay coi như bù đắp cho con lễ bái sư vậy chị nô nhìn túi càng khôn to đùng trước mắt hai mắt sáng lấp lánh sư tôn đây là toàn bộ quà người cho con ư vừa tặng xong hệ thống liền thông báo phần thưởng chủ nhân tặng cho đồ đệ một viên tam giới tiểu hoàn đơn 10 viên nhị giới ninh viễn đơn phần thưởng nhận được về tăng 15 lần nhận được tứ giới đại hoàn đơn chị nô chắp tay cảm tạ tư huyền đa tạ ân nghĩa của sư tôn sư tôn sau này có việc gì cần giao phó chị nô sẽ làm hết sức mình Chị nô sẽ vì người chết cũng không từ bỏ. Hệ thống thông báo phần thưởng, chủ nhân tặng đồ đệ 17 võ công công pháp, nhận thưởng gấp 20 lần, nhận được tung hoành vạn lý ngự kiếm quyết thiên giới tuyệt phẩm. Tiêu Huyền nhìn chị nô nhẹ nhàng nói, còn khách sáo với vi sư sao? Trở về luyện tập tăng năng lực lĩnh hội lên, chờ đến khi hòa quyện hành thông, vi sư sẽ lại truyền công cho con. Chị nô ngạc nhiên đến mức thốt lên, còn, còn có lần sau ư? Hệ thống lại thông báo phần thưởng, chủ nhân tặng cho đồ đệ một viên ngũ hành xích địa giới trung phẩm, nhận được phần thưởng gấp 20 lần, nhận được nhiễu chỉ nhu kiếm địa giới tuyệt phẩm. Chị Nô lo lắng hỏi Tiêu Huyền, "Sư tôn, người cứ như vậy truyền công cho Chí Nô, có thật là không sao không?" Tiêu Huyền đặt tay lên vai chị Nô cười dịu dàng, "Vi sư rất tốt, nếu con không tin, chờ ta bế quan 3 ngày, đảm bảo sẽ đột phá kim đan ngũ trọng." Nghe vậy chị Nô cũng đã yên tâm, cô ôm quyền bảo, "Vậy con nhất định sẽ bảo vệ sư tôn thật tốt, ai cũng không được phép lại gần." Tiêu Huyền ái ngại nói, "Được rồi được rồi, đừng khoa trường nữa, con cũng đi tiêu hóa bớt đi." chị Nô vui vẻ đáp, "Ồ, vậy con không làm phiền sư tôn nữa." Sau khi Chí Nô rời đi, Tiêu Huyền mở hệ thống ra xem, được rồi, tiếp theo để ta xem hệ thống cho những bảo bối gì nào. Anh lấy từ không gian hệ thống ra một viên đan dược, Tứ Đại Hoàn đan này ta ít nhất thì cũng cần đạt tới Nguyên Anh tu sĩ thì mới tu luyện được tiêu Huyền vừa cầm đan dược trong tay. Nó đã tỏa ra một luồng linh khí nồng đậm lan tỏa khắp căn phòng. Anh tự nhủ, tất cả những thiên tài địa bảo ở đây, trong tứ giới đan dược cũng chính là cao cấp nhất, nhưng mà cho dù có lật đổ cả Hồng Môn tông thì cũng chưa chắc tìm được năm viên. Tiếp đó Tiêu Huyền lấy ra từ không gian hệ thống một thanh kiếm và một cuộn công pháp. Nhưng mà khiến ta hài lòng nhất vẫn là Tung Hoành Vạn Lý Ngự Kiếm Quyết của thiên giới tuyệt phẩm. Đây chính là tuyệt kỹ đỉnh cao trong điều khiển kiếm, có tuyệt kỹ này rồi, phối hợp cùng với địa giới tuyệt phẩm Nhiễu Chỉ Nhu đúng là có ai bì được. Tiêu Huyền suy nghĩ test thử ngay, vận công thử xem rồi anh sử dụng kiếm quyết tuyệt phẩm lên thanh Nhiễu Chỉ Nhu phóng thẳng ra ngoài. Thanh kiếm với tốc độ ánh sáng phóng thẳng tới tảng đá lớn khiến nó vỡ vụn. Tiêu Huyền thu kiếm về, hài lòng nói, không tồi, Tung Hoành Vạn Lý kiếm quyết này nghiên cứu về đạo kiếm, nếu như có thể tìm thêm được càng nhiều loại kiếm, sợ rằng càng có nhiều cấp độ thử thách hơn chắc cũng tiêu hóa chút tu vi của hệ thống rồi tiêu huyền nhếch mép cười đắc ý lần này ít ra cũng có thể đột phá đến kim đan ngũ trọng chuyển cảnh đến hội trợ tông môn hồng môn tông nơi đây người người qua lại rất đông vui náo nhiệt trong đó có tên tứ đệ tử vương phong đang hai tay ôm lấy hai mỹ nữ tình tứ nói chuyện đi trên phố rất vui vẻ theo sau là ngũ đệ tử lý sơn nhìn có vẻ sầu đời vì phải ăn cơm chó lúc này đằng xa có hai cô gái đang xì xào bàn tán nghe nói gì chưa thất phong tiêu trưởng lão hình như sau khi bị đánh lén đã khôi phục bây giờ luyện tới kim đan kỳ rồi đó còn xảy ra xung đột với lục phong vương trưởng lão vương trưởng lão bị đánh bại rồi đúng là cho dù ở thời đại nào thì camera chạy bằng cơm cũng rất hot chuyện trong môn phái người trong môn chưa rõ lúc sau cả thiên hạ đã biết rồi hai cô gái nói xong còn liên tưởng đến hình ảnh tiêu huyền phong xoáy lãng tử khiến ai cũng say đắm ngất ngây tim đập loạn nhịp ta còn nghe nói tiêu trưởng lão không tiếc căn cốt của bản thân truyền công cho nữ đệ tử nữa tiêu trưởng lão đẹp trai quá thật ngưỡng mộ người có được sư phụ như vậy nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người kia ngũ đệ tử lý sơn đen sầm mặt lại hắn nghiến răng nghĩ ngợi tiêu huyền truyền công cho nữ đệ tử ai cơ lẽ nào chính là chị nô mỹ nữ tóc vàng trong vòng tay vương phong lên tiếng hỏi vương sư đệ và lý sư đệ trước đều là người của thất phong sao người bên cạnh cũng tiếp lời tại sao lại rời đi vậy vương phong vậy mà lại lật lọng không biết xấu hổ đổi trắng thay đen nói sư tỷ đừng tin lời đồn tiêu huyền lão già đó đối với đệ tử rất hung ác chúng ta chính là chịu không nổi mới rời đi hắn nghiêng đầu lại hỏi lý sơn đúng không lý sơn lý sơn đứng đằng sau gãi gãi đầu cười cười đáp a đúng đúng mỹ nữ tóc vàng hỏi lại ai ra vương sư đệ nói có thật không cùng lúc đó ở phía này tên nhị đệ tử lâm hạo nhiên đang cầm trong tay một bình đan dược đã nghe hết được cuộc nói chuyện vừa rồi hắn bóp chặt bình đan dược trong tay đến mức vỡ vụn nhân mặt nghĩ tiêu huyền lão già đó đột phá kim đan rồi đến vương trưởng lão còn đánh không lại chuyển công cho đệ tử thật hay giả thế phải đi xem tình hình nghĩ rồi hắn lập tức ngự kiếm phóng vút lên trời lại chuyển cảnh đến thất phong sơn môn lúc này có một đệ tử đến đang bái kiến bái kiến tiêu trưởng lão lâm hạo nhiên vừa lúc cũng đến nơi hắn bèn núp sau bụi cây nghe nóng người đến bái kiến là diệp thần đại đệ tử của trưởng môn trường hạc quả nhiên phong thái khác người hắn ôm quyền dõng dạc truyền lời tiêu trưởng lão lần này đến đây thay mặt trưởng môn truyền lời một trăm ngày sau chính là cuộc thi của tông môn trưởng môn phái đệ tử đến nhắc nhở tiêu trưởng lão chuẩn bị cho tốt truyền lời xong hắn ngập ngừng nói nhưng mà thứ lỗi cho đệ tử nói thẳng người chọn đồ đệ cũng không chọn kỹ rồi tư chất của vị sư muội này nếu đến cuộc thi trong tông sợ là sẽ không bị đánh cho tới khóc đó chứ chị nô bàng hoàng trước những lời nói đó của hắn bị xem thường như vậy khiến cô tức giận quát lớn người tiêu huyền lúc này đặt tay mình lên vai chị nô thay cô tiếp lời diệp sư sợ là mắt có cục nhọt diệp thanh bị mắng như vậy thì chừng mắt nghiến răng ngạc nhiên hỏi gì cơ tiêu huyền tự hào nói nữ đồ nhi của ta ba ngày trước tu vi còn không được bằng người bình thường bây giờ đã tăng lên cấp 10. với tốc độ tu luyện thế này dám hỏi diệp sư có thắng nổi không diệp thanh nghe vậy mắt chữ a mồm chữ ô có tin thốt lên ba ngày hậu thiên nhập phong nói đủ cái gì thế đúng là tên nhóc con vắt mũi chưa sạch tiêu huyền trực tiếp muốn sâu cho hắn xem năng lực của đệ tử mình dày công nuôi dạy không tin sao đồ nhi hoa đến cho hắn xem Chị nô dõng dạc đáp, được, sư tôn, rồi bộc phá ra linh lực cường hạn. Hai sư đồ nhà này đúng là chiến cả đôi. Diệp Thanh chứng kiến cảnh trước mắt lại càng không thể tin vào mắt mình, còn, còn thật sự là hậu thiên thập trọng. Nhưng mà, sao có thể được, lúc này Lâm Hạo Nhiên trốn trong lùm cây chứng kiến tất cả cũng bị làm cho sốc đến mở to mắt. Tiêu Huyền quay lưng rời đi, chẳng muốn giải thích nhiều, còn có quên buông lời nhắc nhở, mọi chuyện đều có khả năng đó Diệp Thần. Chị nô dằn mặt được tên đáng ghét này liền lêu 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 châm chọc. Lâm Hạo Nhiên ở đằng xa đang cắn ngón tay tức tối, phế vật đó đột nhiên lại đạt được hậu thiên thập trọng với tư chất của cô ta nếu là tự tu luyện chỉ sợ là đến chết cũng không đạt được cấp độ đó xem ra đúng là tư huyền đã truyền công cho cô ta rồi sau đó hắn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ không ngờ rằng lão già này đột nhiên chuyển tính rồi nghe nói truyền công hao tổn tu vi rất lớn không bằng đánh cho hắn một trận tiêu huyền đang lúc buồn chán vậy mà lại có một thằng ngu tự tìm đến cửa lâm hạo nhiên đến hội trường nghị sự thượng đỉnh số 3. hắn kể hết mọi chuyện cho một vị trưởng lão uy nghiêm đang ngồi chống cằm vắt chân trên bàn tọa làm bằng xương thú lão ta là trưởng lão tam đỉnh mạnh vũ nghe lâm hạo nhiên kể như vậy lão trầm giọng hỏi ý của ngươi là tiêu huyền đã lấy hết đồ đạc của tên vương ngạn đó bây giờ đang thọ pháp cho đệ tử sao trong lúc yếu đuối nhất có thể mượn cơ hội này đánh một trận lớn lâm hạo nhiên đứng dưới ôm quyền nịnh bợ thuận nước đẩy thuyền mạnh trưởng lão anh minh thần võ ngài vốn dĩ nên có được tài nguyên tu luyện nhiều nhất trong tay tiêu huyền tên nhóc đó chỉ là một kẻ phung phí của trời thôi mạnh vũ nghe vậy chống tay từ từ đứng lên nếu đã như thế vậy theo ngươi đi một chuyến hắn hào hứng nói lần này nếu thành công ta sẽ nhận ngươi làm đại đệ tử lâm hạo nhiên vui mừng đáp đa tạ trưởng lão cùng lúc này tại căn nhà gỗ đơn sơ của tiêu huyền anh đang cùng chị nô ngồi trong phòng luyện công tiêu huyền hỏi chị nô chuẩn bị xong chưa hôm nay vi sư giúp con phá vỡ tiên thiên thanh tẩy ấn tủy nếu thuận lợi sau này việc tu hành của con sẽ thuận lợi hơn sẽ không đau nữa chị nô nhớ lại bản mặt châm chọc của tên diệp thanh đáng ghét kia lửa giận bừng bừng ngữ khí mạnh mẽ đáp con chuẩn bị xong rồi cô thầm nghĩ tên diệp thần đáng chết thế mà dám xem thường ta chờ ta học hành thành công nhất định sẽ cho ngươi thấy nhìn thấy chị nô quyết tâm tu luyện chiến đấu như vậy tiêu huyền mỉm cười nghĩ mặc dù tiểu tử diệp thần đó đã phản bội trưởng môn nhưng xem dáng vẻ tràn đầy ý chí của chị nô hiện tại cảm giác cũng không phải chuyện gì xấu đúng lúc chị nô bộc phá đại cảnh giới sẽ là thời điểm tốt nhất để tẩy ấn tủy tiêu huyền lấy ra từ trong túi một viên đan dược lần trước từ tên vương ngạn lấy được không ít tiền tài có thể mua một chút tẩy tủy đan cấp 4. lúc này có thể lấy ra dùng rồi anh vận chuyển công pháp rút linh lực từ viên đan hướng về phía chị nô nói to vậy vi sư bắt đầu nhé nói rồi anh đem toàn bộ linh lực truyền cho chị nô Chín Nô nghiến chặt răng nhắm mắt ở tư thế luyện công cố gắng hấp thụ linh lực. Một lúc sau, toàn thân cô run rẩy, lần này còn đau hơn cả lần trước, nhưng mà, sau khi nhẫn nhịn được, cảm giác cả cơ thể đều trở nên nhẹ nhàng hơn rồi. Chín Nô thư thái, cảm giác như mình đang ngồi thiền trên mặt nước tĩnh lặng. Lúc này màn hình hệ thống hiển thị, ký chủ đã truyền cho đệ tử 200 ngày tu vi, tăng 70 điểm căn cốt, nhận về phần thưởng gấp đôi, 400 ngày tu vi và thu thủy kiếm pháp, địa giới hạ phẩm. Tiêu Huyền liếc mắt cười vui vẻ, thành công rồi cảm giác bay bay này thật thích lập tức tiêu huyền cảm thấy linh lực cho cơ thể tăng mạnh anh trực tiếp tăng lên kim đan lục trọng chị nô lúc này cũng nhẹ nhàng mở mắt cô cảm nhận được một luồng linh lực ấm áp đang bao trùm lấy cơ thể đây chính là tẩy ấn tùy sao hiện tại con đã ở tiên thiên cảnh giới có thể chiến đấu với diệp thần rồi sao tẩy ấn tùy không những giúp cô tu luyện dễ dàng hơn còn giúp cô trực tiếp tăng lên tiên thiên nhất trọng màn hình hệ thống lúc này hiển thị thông tin của cô họ tên chị nô thân phận đại đệ tử chân truyền khả năng lĩnh hội hai căn cốt tám thiên phú vô thiên kiếm thể chưa kích hoạt điều kiện kích hoạt đạt tới cảnh giới cơ bản được kiếm pháp tổ truyền của lâm ra công nhận căn cốt của chị nô đã tăng lên vượt mức người bình thường rồi tiêu huyền vui mừng vỗ vai cô nói tự tin lên đem diệp thần treo lên mà đánh đánh diệp thần xong vi sư dẫn con tới thách đấu với thiên kiều chị nô phấn khích hỏi con con thật sự có thể sao đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa liên hồi người bên ngoài gấp rút gọi to tiêu trưởng lão có đó không đệ tử của ngươi vì có thể lấy được thảo dược chữa bệnh cho người thân mang trọng thương sắp không ổn rồi mau ra đây xem đi Tiêu Huyền vừa nghe là biết đám người này đến gây chuyện, anh cao này ồ một tiếng. Thấy Tiêu Huyền đứng lên đi ra ngoài, Chí Nô ngạc nhiên thầm nghĩ, đệ tử của sư tôn, ngoài ta ra sư tôn còn vị đệ tử nào nữa? Tiêu Huyền mở cửa, Chí Nô nhìn ra ngoài lập tức kinh ngạc quát lớn, Lâm Hạo Nhiên, sao lại là ngươi? Bên ngoài, Mạnh Vũ trưởng lão đang đứng chống nạnh cạnh một tên đệ tử tóc nâu, bên cạnh là một tên đệ tử tóc xanh đang ngồi xuống đặt Lâm Hạo Nhiên băng bó kín thân nằm trên cáng xuống đất. Hắn luôn miệng run rẩy gọi sư tôn, tay nắm chặt một cây linh dược. Hắn run rẩy đưa cây linh dược lên nói, sư tôn, đệ tử vô năng chỉ có thể hái được một cây long huyết thảo người người mau uống đi chị nô không nhịn được tiến lên mắng hắn ngươi tên phản đồ mặt dày này không phải đã gia nhập tam đỉnh rồi sao còn về đây làm gì tiêu huyền đứng bên cạnh im lặng không nói gì anh muốn xem tên phản đồ này định bày trò gì lâm hạo nhiên yếu đuối run rẩy ngồi dậy cố giải thích cụ ừ, chị nô hiểu nhầm rồi ta vốn dĩ muốn vào tam đỉnh là muốn nhờ họ giúp đỡ để có thể hái được một cành long huyết thảo cứu mạng sư tôn tên này đúng là diễn giỏi thật anh trai à sao anh không đi đóng phim hollywood đi hai tên đệ tử của mạnh vũ cũng chen vào tên đệ tử tóc xanh nắm chặt tay quát lâm sư đệ bởi vì long huyết thảo này mà suýt chút mạng cũng không còn các người thế này là có ý gì tên tóc nâu bên cạnh tiếp lời đúng đó không cảm ơn thì thôi đi tại sao lại buông lời cay đắng như thế mạnh vũ cũng chỉ tay về phía sư đồ tiêu huyền chỉ trích đúng thế tiêu trưởng lão đồ đệ này của ngươi bởi vì muốn ta ra tay giúp đỡ đã quỳ ở trước của của ta ba ngày đến ta cũng bị cảm động rồi chị nô thấy chúng phối hợp với nhau như vậy không nhịn nổi cơn tức giận chỉ thẳng tay móng ngươi cầm miệng rõ ràng hắn là kẻ phản bội sư tôn lúc này lại còn cố gắng đổi trắng thay đen chứng kiến màn kịch năm sao thú vị này tiêu huyền trấn an chỉ nô cười nhẹ bảo ở đây giao cho vi sư xử lý đi rồi từ tốn bước xuống anh hạ giọng hỏi lâm hạo nhiên nếu ngươi đã vào tam đỉnh hôm nay lại về làm gì rồi anh trừng mắt nhìn hắn vung tay hỏi lẽ nào muốn quay lại chỗ ta lâm hạo nhiên nói đệ tử tự biết tội mình nghiêm trọng phản bội sư tôn không xứng đáng trở thành đệ tử của sư tôn chỉ mong sư tôn nhận lấy chu long huyết thảo này vừa nói hắn vừa ngoan ngoãn dâng cây linh thảo đến trước mặt tiêu huyền bằng hai tay phía sau hai tên đệ tử của mạnh vũ vẫn đang phối hợp diễn cùng hắn tên đệ tử tóc xanh đứng khoanh tay quan sát nói nhưng mà tiêu trưởng lão khí huyết dồi dào không giống với thân mang trọng bệnh sợ rằng cũng không cần tới loại long huyết thảo này tên đệ tử tóc nâu liền giả bộ u sầu thương tiếc đáng tiếc quá lâm sư đệ căn cốt bị thương nếu không có tứ giới đan dược ngày sau sợ rằng tu vi sẽ bị hạn chế nói rồi sắc mặt hai tên đó lập tức trở nên xảo quyệt mắt liếc nhìn tiêu huyền cười nham hiểm tiêu trưởng lão từ giới đan dược này người không phải sẽ không lấy ra đó chứ lâm sư đệ là vì người nên mới bị thương lâm hạo nhiên vẫn tiếp tục thể hiện tài năng diễn xuất của bản thân nhăn mặt đau đớn quay đầu lại nói với hai tên kia hai vị nặng lời rồi tiêu huyền thấy màn kịch này ngày càng hay cười ha một tiếng đầy khoái chí anh cũng không hề kém cạnh bật mô đen diễn xuất của ảnh để oscar một giây đã vào vai ai ra ai nói vi sư không cần vi sư hôm nay thể lực yếu ớt đúng lúc đang cần chu long huyết thảo để bồi bổ có phải không chị nô no? vừa nói tiêu huyền vừa ngã dựa vào chị nô nháy mắt một cái chị nô cũng lập tức hiểu ý của tiêu huyền đỡ lấy tiêu huyền phối hợp diễn cùng anh a à, đúng 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 sư tôn gần đây cơ thể rất yếu đám người lâm hạo nhiên và sư đồ mạnh vũ thấy vậy bèn ba chấm cạn lời diễn xuất giỏi cũng không chỉ mình mấy người biết đâu lâm hạo nhiên thấy tình thế không nằm trong dự tính nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ lão cầu này sao lại biến thành bộ dạng không cần mặt mũi này thế hắn nắm chặt cây chu long huyết thảo trong tay bỏ đi dù sao long huyết thảo này cũng không đáng tiền nếu như thật sự có thể đổi lại tứ giới đan dược vậy cũng không thiệt nghĩ rồi lâm hạo nhiên đưa linh thảo ra ho khụ 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 vài ba tiếng ôm ngực ra vẻ đau đớn nói nếu đã như thế vậy chu long huyết thảo này sư tôn giữ lấy dùng đi dù sao cái mạng què này của ta cũng không sao cả tiêu huyền và chị nô đứng xem không nhịn được nữa mà dùng mình tên này cũng quá xén xúa rồi tiêu huyền thoát cái đã dịch chuyển đến trước mặt lâm hạo nhiên cầm lấy long huyết thảo trên tay hắn nói to cảm ơn nhé lâm hạo nhiên nhiên chỉ kịp thốt lên nhanh quá chưa kịp định thần lại thì tiêu huyền đã dịch chuyển về phía chị nô anh đưa long huyết thảo cho cô cười bảo mau giữ lấy tối nay hầm canh gà ăn chị nô kinh ngạc long huyết thảo hầm gà thảo dược quý như vậy mà sư tôn lại đem hầm gà sao lúc này màn hình hệ thống hiển thị thông báo phần thưởng thông tin ký chủ tặng nhân giới long huyết thảo cho đồ đệ nhận được 5 lần quà địa giới long huyết thảo lâm hạo nhiên lúc này đứng dậy tỏ vẻ bi thảm khụ 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 có thể giúp được sư tôn là tốt hai tên đệ tử của mạnh vũ vội vàng đỡ lấy lâm hạo nhiên anh bên trái tôi bên phải ra vẻ lo lắng tên tóc nâu gọi to lâm hạo nhiên tên tóc xanh cũng đồng thời oán trách lâm sư đệ vì cứu sư tôn mà không ngại tự làm tổn thương tu vi tiêu trưởng lão thật sự thấy chết không cứu sao mạnh trưởng lão người phải làm chủ cho sư đệ mạnh vũ đứng đằng sau đã đen mặt lão đứng khoanh tay hung hãn nhìn về phía tiêu huyền chất vấn tiêu trưởng lão nhân mệnh quan thiên chúng ta thân là sư phụ sao có thể thấy chết mà không cứu sau này chuyện này truyền ra ngoài thất phong còn có thể thu nhận đồ đệ sao tiêu huyền bước về phía đám người kia Thông rong mà nói, "Chờ chút, vội gì chứ? Nếu như đã diễn một màn sư đồ tình thâm, ta sao có thể thấy chết mà không cứu được, không phải chỉ là tứ giới đan dược thôi sao? Nhưng mà đang trọng thương sợ rằng không thể hấp thụ đan lực, không thì ta truyền lực đả thông kinh mạch cho ngươi trước." Anh quỳ chống chân, đối mặt với Lâm Hạo Nhiên mỉm cười nhưng thần sắc không lay động, giữ chặt lấy tay hắn. Lâm Hạo Nhiên bỗng thấy có một sự cảm không lành, hắn toát cả mồ hôi hột. Mạnh Vũ đứng bên thấy thái độ khác thường của Tiêu Huyền, cũng cười gượng gạo nói một lời tán dương, "Tiêu trưởng lão thật tốt bụng mà." thật ra trong lòng lão đang thầm nghĩ xem ra tiêu huyền truyền công cho đệ tử là có thật rồi hắn dám chủ động truyền công sợ rằng có bí pháp không tốn công lực cứ quan sát xem sao tiêu huyền lặng lẽ đưa hai ngón tay lên cổ lâm hạo nhiên thi triển thuật cấm ngôn lâm hạo nhiên lập tức chấn động tiêu huyền nói ngươi đều vì ta mà không màng mạng sống chút yêu cầu này ta sao có thể không thành toàn dứt lời một luồng linh lực mạnh mẽ chạy dọc cánh tay lâm hạo nhiên hắn đau đớn hét lên lâm hạo nhiên đau đến hai mắt trắng dã miệng sùi bọt mép còn lâm hạo nhiên lúc này đang cực kỳ kinh hãi nghiến răng nhìn chừng chừng tiêu huyền lão cầu đó căn bản không phải đang truyền công cho ta hắn đang cắt đứt gân cốt lấy đi tu vi của ta tiêu huyền nhìn lâm hạo nhiên cười nham hiểm ánh mắt tràn đầy sát khí thi triển công lực ngày càng mạnh mẽ hơn lâm hạo nhiên lúc này đã đau đến không chịu nổi nước mắt chảy ròng ròng bộ dạng vô cùng khó coi hắn muốn cầu cứu nhưng đã bị tiêu huyền thi triển thuật cấm ngôn không thể lên tiếng toi rồi tại sao ta lại không nói được mạnh trưởng lão mau cứu ta Mạnh Vũ đứng sau không biết sự tình còn vui vẻ tặng cho Lâm Hạo Nhiên một like, "Tiểu Lâm, làm tốt lắm, Lâm Hạo Nhiên phe này hết cứu." Sau một hồi thống khổ, Lâm Hạo Nhiên ngã xuống bất tỉnh trên mặt đất, lại thêm một tên phản đồ phải trả cái giá đắt. Tiêu Huyền khoan khoái thu hồi công lực, nhìn xuống tên phản đồ nói, "Được rồi, có thể chữa bệnh bằng thuốc. Ta khi nãy ra tay có chút mạnh, tu vi của hắn quá thấp đỡ không nổi, các người đem hắn về tĩnh dưỡng chút đi." Tiêu Huyền lại gần Chí Nô, đưa tay lên chán ra bộ mệt mỏi, lãng phí một nửa công lực, "Ta cũng muốn nghỉ ngơi một lát." không giữ các vị nữa chị nô đỡ lấy tay tiêu huyền lo lắng sư tôn mạnh vũ phía sau ngoài mặt nói được 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 nhưng trong lòng đang có suy tính mặc dù không nhìn ra môn đạo của quán đỉnh nhưng mà khí tức của tiêu huyền đã yếu hơn rất nhiều không bằng nhân cơ hội này lão tích tụ linh lực vào lòng bàn tay định nhân cơ hội phế đi tiêu huyền tiêu trưởng lão ngàn vạn bảo trọng nhé vừa nói lão vừa lao về phía tiêu huyền thi triển một quyền công lực khủng khiếp tiêu huyền bình tĩnh liếc nhìn lão ánh mắt sắc bén anh mỉm cười đắc ý nhanh chóng xoay người lại công lực bộc phá mạnh mẽ oanh một tiếng một tay đỡ lấy đòn tấn công của mạnh vũ tiêu huyền cười gian mãnh hai mắt ánh lên tia đỏ Trừng trừng nhìn về phía mạnh vũ hỏi mạnh trưởng lão xứng đáng là một người thầy sao tại sao lại hạ độc thủ với phế nhân yếu đuối vừa mới truyền công cho người khác xong mạnh vũ một phen kinh sợ trong lòng hoảng loạn không thôi chờ chút hắn không phải vừa truyền công cho lâm hạo nhiên sao sao linh lực lại có thể dồi dào như thế tiêu huyền thi triển công lực ngày càng mạnh mẽ áp chế linh lực của mạnh vũ mạnh vũ thất thủ bị tiêu huyền đánh văng ra xa mạnh vũ ngã phịch xuống đất đệ tử của hắn lao nhanh tới hoảng hốt gọi trưởng lão tiêu huyền không để tâm đến tên mạnh vũ thất bại thảm hại kia khoan khoái ngoắc tay nói với chí nô chí nô chúng ta đi trở về hầm gà thôi chí nô lúc này càng thêm ngưỡng mộ tiêu huyền vui vẻ đáp được và nhanh chân bước theo anh bỗng lúc này cái tên lâm hạo nhiên kia không biết đã tỉnh từ lúc nào nhổng dậy quát hai tên đệ tử của mạnh vũ các ngươi còn chờ gì nữa hai tên đệ tử của mạnh vũ liền gật đầu ra hiệu với nhau quả nhiên ăn không được thì phải đạp đổ cho bằng được tên đệ tử tóc nâu lấy ra ba mảnh châm độc nhìn về phía tiêu huyền đầy sắc khí ám khí mà trước đây trong lúc du hành mạnh trưởng lão thu thập được với pháp môn đặc biệt thao túng có thể hòa tan trong không khí không hương không vị đến nay chưa ai chắn được trước khi xuất phát mạnh trưởng lão đặc biệt đưa châm cho hắn nếu như xảy ra sự cố có thể sử dụng nó đối phó với tiêu huyền tuyệt đối không để hắn vùng lên một lần nữa rồi hắn hướng về phía tiêu huyền phi thẳng ba cây châm độc tới tốc độ châm độc nhanh vun vút nhưng tiêu huyền mặt không đổi sắc nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh được ba cây châm cắm thẳng vào tường gỗ phía trước rồi nhanh chóng bị tan ra tiêu huyền nhìn ba cây châm độc kia cau mày thầm nghỉ quả nhiên cổ quái may mà sau khi dùng vô lượng kim đan ngũ cảm của ta đều đã mạnh lên có thể cảm nhận được sát ý nếu không hôm nay lại phải chịu thiệt rồi rồi anh từ từ quay đầu lại nhìn hai tên xúc vật kia chúng vẫn chưa chịu bỏ cuộc dù có bất ngờ khi tiêu huyền tránh được nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục tấn công chúng cùng nhau phóng thêm nhiều châm độc hơn về phía tiêu huyền tiêu huyền vẫn chắp tay sau lưng anh lên tiếng gọi chỉ nô no, chỉ nô no thương lãng kiếm quyết mục tiêu phía sau bên phải chị nô hô rõ sau đó cô nhanh chóng triệu hồi kiếm khí trong tay xoay người chém một vòng tiếng châm độc va vào kiếm gãy lác rắc. Chí nô sửng sốt nhìn châm độc rơi trên mặt đất hệ thống lúc này vang lên thông báo nhận thưởng phần thưởng kiểm tra thấy đồ đệ của ký chủ dưới sự chỉ dạy của ký chủ đã lĩnh hội được thương lãng kiếm quyết ý nhất trọng nhận thưởng gấp ba lần nhận được linh long bảo giáp địa giới trung phẩm tiêu huyền nhìn bóng lưng chị nô mỉm cười vô cùng hài lòng không hổ là tiên thiên kiếm thể thương lãng kiếm quyết này dạy cho cô ấy mới vài ngày thế mà cô ấy đã lĩnh hội được kiếm ý rồi còn hai tên đồ đệ của mạnh vũ đứng phía xa thì rất hốt hoảng cái gì cái này sao có thể đừng nói là tiên thiên cảnh đến phân thần cảnh cũng không thể nào tránh được mới đúng hắn dựa vào đâu lâm hạo nhiên thấy tình thế không ổn bò lê lết trên mặt đất định trốn đi trời đất phải mau chạy thôi chị nô lập tức chú ý đến hắn cô sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ phản đồ nào có mưu đồ bất chính với sư tôn chị nô cầm chắc đoàn kiếm giơ lên trước mắt ánh mắt sắc lạnh nói lâm hạo nhiên ngươi phản sư diệt tổ đổi trắng thay đen bây giờ lại còn mưu đồ làm hại sư tôn lâm hạo nhiên nghe giọng chị nô sợ đến mức cứng đờ chị nô hét lên mấy chữ không thể tha thứ nói rồi chị nô giẫm chân một cái vung kiếm lên nhẹ nhàng lao tới chỗ hắn lâm hạo nhiên sợ vãi cả linh hồn chỉ biết hét lớn ngươi ngươi đừng qua đây một giây sau đoàn kiếm của Chí nô chém xuyên qua người hắn căn cốt của hắn bị cô cắt đứt hắn đau đớn chừng to hai mắt cả người co quắp lại chị nô thu tay về cô nhìn lâm hạo nhiên đã nằm bệt trên mặt đất mặt đầy thống khổ thổ huyết miệng vẫn còn lẩm nhẩm đây đây không thể nào có lẽ giờ hắn đang hối hận biết mọi chuyện sẽ như thế này đánh chết hắn cũng không tính kế tìm đến tiêu huyền trục lợi chị nô xử lý xong lâm hạo nhiên liền tiến lại phía đám sư đồ mạnh vũ đang dìu đỡ nhau tên đệ tử tóc nâu chỉ biết sợ hãi la hét ngươi đừng qua đây mạnh vũ trọng thương biết phe này sẽ không thể đấu lại nhưng vẫn cứng mồm ngươi ngươi sát hại đồng môn trưởng môn sẽ không tha cho ngươi đâu tên đệ tử tóc xanh thì không cam lòng nhận thua như vậy hắn tức giận nói không phải hai người chúng ta cộng lại tăng thêm một kim đan tại sao lại sợ cô ta một người ở tiên thiên chứ mạnh vũ không nhịn được mắng đệ tử thư không có mắt nhìn này ngươi không nhìn ra đằng sau cô ta là ai sao chị nô tu luyện mới chỉ ở tiên thiên nhưng sau lưng cô là tiêu huyền quyền năng hưng hực sát ý đang nhìn về phía bọn chúng tiêu huyền đặt tay lên vai chị nô cảng cô lại chị nô vẻ mặt lúc này rất nghiêm túc nhìn anh nói sư tôn đừng làm bẩn tay của người đồ nhi thay người giải quyết bọn chúng tiêu huyền bèn bảo chị nô đồ nhi vi sư còn cần dạy con một chuyện có những lúc chết còn nhẹ nhàng hơn sống tiêu huyền cười đầy nham hiểm ánh mắt đỏ sắc lẹm nhưng lại nhíu mày như thương hại nhìn lũ dòi bọ lời nói của tiêu huyền khiến hai tên đệ tử của mạnh vũ không rét mà run khuôn mặt đầy sợ hãi mếu máo ngươi ngươi muốn làm gì ngươi đừng qua đây trong ánh mắt sợ hãi đến phát khóc của chúng tiêu huyền từ từ tiến lại ánh mắt đáng sợ như một ác ma vương tay đến bây giờ biết sợ rồi sao muộn rồi có lẽ giờ phút này sư đồ mạnh vũ cũng như lâm hạo nhiên rất hối hận nhưng đáng tiếc trên đời này làm gì có bán thuốc hối hận đâu chuyển cảnh đến đệ nhất vị của môn phái hồng mông giữa phong cảnh đồi núi chập trùng là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ nơi đây là nơi ở của trưởng môn hồng mông tông trong chính điện chim hạc co chân lội giữa hồ sen kiến trúc trong cung điện cao sang quyền lực lại có phần tao nhã lúc này tiêu huyền cùng mạnh vũ đang quỳ trên thảm vải đối diện cửa lớn phía đối diện trên bục cao trưởng môn đang uy nghiêm ngồi trên tọa vị chạm khắc hình bát quái tiêu huyền lúc này ôm quyền cúi người hành lễ tố cáo tội trạng của lão mạnh vũ kia bẩm trưởng môn sự tình đã như vậy mạnh vũ liên hợp với phản đồ của thất phong chúng ta vô cớ đến trước cổng gây chiến hai sư đồ chúng ta vì để tự bảo vệ bản thân giết chết lâm hạo nhiên và phế đi tu vi hai đệ tử trưởng môn là người có nguyên tắc tin chắc rằng sẽ không trách phạt ta mạnh vũ lúc này quỳ dạp trên sàn cúi gằm mặt không dám lên tiếng trưởng môn vừa nghe tiêu huyền nói sắc mặt vừa có vẻ tức giận đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ nghiêm nghị cùng lông mày khẽ cao lại ông nhìn xuống dưới oai hùng lên tiếng tiêu trưởng lão phản đồ mặc dù chết chưa hết tội nhưng chuyện vi phạm môn quy đã xảy ra nhiều lần trưởng môn nói nửa câu lại dừng ông chắc chỉ có ý nhắc nhở tiêu huyền tiêu huyền cung kính cúi đầu vâng tiêu huyền nghe theo sự dạy bảo của trưởng môn mạnh vũ không cam lòng với phán quyết như vậy lão nhỏm dậy chỉ tay thẳng vào tiêu huyền nhìn về phía trưởng môn nói lớn trưởng môn ngài sao có thể thiên vị tiêu huyền như vậy hắn căn bản chính là đảo lộn thị phi hồ ngôn loạn ngữ lão ta nhìn tiêu huyền đầy sự căm ghét trừng mắt nghiến răng còn cố chấp biện hộ muốn đổi trắng thay đen ta đưa đồ nhi thành tâm đến cửa bái phòng Ngươi lại giết nó, vi phạm môn quy, luận tội lên trục xuất ra khỏi môn phái." Tiêu Huyền liếc nhìn lão già gian xảo này, ánh mắt bỗng trở nên đỏ rực đáng sợ, anh cười lạnh, "Bái phòng ư? Ngươi nếu đã thu Lâm Hạo Nhiên làm đồ đệ, sinh tử của hắn ngươi phải tự chịu trách nhiệm, đang êm đẹp ngươi đưa đến đệ thất phong của ta làm gì?" Nói rồi Tiêu Huyền lấy ra châm độc của lão ném xuống đất hét lớn, "Càng huống hồ, bái phòng cái gì có thể chuẩn bị trước đồ như này? Ngươi coi trưởng môn là tên ngốc sao, lừa gạt không thành à?" Trưởng môn ngồi trên bục cao bỗng bị cắm cho một cái danh hiệu tên ngốc ông tự thầm vụ này không xử lý thỏa đáng sẽ không yên lòng được trưởng môn một môn phái cớ sao lại để kẻ khác dễ dàng qua mặt nhìn bằng chứng vật chứng rõ ràng trước mắt mạnh vũ sợ hãi đến đổ đầy mồ hôi lão run rẩy sợ hãi nói ta không phải ta không có ngươi ngươi nói bừa trưởng môn đập mạnh tay lên tọa vị hét lớn đủ rồi khó được mạnh trưởng lão có lòng bảo vệ môn quy ta thấy chi bằng để mạnh trưởng lão người chủ động gây chuyện dựa theo môn quy tự phế tu vi làm gương thế nào mạnh vũ không thể dày mặt thanh minh được nữa lão vội vã cúi người cầu xin trưởng, trưởng môn. Không để lão nói hết câu, trưởng môn đã lên tiếng cắt ngang, ngữ khí đùng đùng khiến người kinh sợ, chuyện này dừng tại đây. Mạnh trưởng lão hành động liều lĩnh, phạt ba tháng bổng lộc, cấm túc trong vách đá một tháng để suy nghĩ, không bàn cãi nữa. Mạnh vũ không bị xử quyết, tiêu huyền cũng không muốn dây dưa tạo nên tiếng đồn, anh chắp tay nói, trưởng môn anh mình. Bên này hai thủ hạ của trưởng môn đã tiến đến để đưa mạnh vũ ra ngoài. Mạnh vũ quỳ ngây ngốc trên sàn, lão trộm gà không thành, còn mất nắm gạo, giờ cũng chẳng thể thanh minh gì nữa, im lặng để giữ cái mạng nhỏ thì hơn một thủ hạ của trưởng môn lên tiếng mạnh trưởng lão mời mạnh vũ đứng dậy cùng hai người thủ hạ đi lướt qua tiêu huyền lão quay lại nhìn tiêu huyền ánh mắt đầy sự căm thù tuyên thể trong lòng tiêu huyền thù này không báo mạnh vũ ta thể không làm người có lẽ tương lai sẽ có những sóng gió đón chờ nam chính toàn năng của chúng ta chuyển cảnh đến phòng luyện công của tiêu huyền trên đệ thất phong chị nô đang ngồi trên bồ đoàn luyện công cô đã vào trạng thái lĩnh hội nhắm mắt thiền định vận chuyển linh khí hấp thu vào đan điền cả thân cô nổi lên hồng mang nồng đậm tỏa ra xung quanh. chị nô ngộ tính cao, căn cốt nhờ tiêu huyền nay đã hơn người bình thường. cô chuyên tâm tu luyện sẽ nhanh chóng trở thành cao thủ tuyệt thế. đúng lúc này tiêu huyền đẩy cửa bước vào, anh cười hỏi, tham ngộ thế nào rồi? chị nô mở mắt bất ngờ thốt lên, sư tôn. cô gấp gáp chạy đến bên tiêu huyền, đi qua đi lại lo lắng hỏi dồn dập, sư tôn, lần này đi gặp trưởng môn có bị trưởng môn làm khó không? chị nô nhất thời xúc động giải quyết phản đồ, nếu như trưởng môn trách phạt, chị nô nguyện một mình gánh chịu. Tiêu Huyền ngạc nhiên trước dáng vẻ quan tâm lo lắng của cô đồ đệ ngoan này. Anh mỉm cười ấm áp nói, đồ nhi ngốc, vi sư sao có thể để chuyện này dính lên người. Yên tâm, có vi sư ở đây ai cũng không làm gì được con. Lời nói ra đã khiến chị nô đỏ mặt rung động. Sau này con nhớ kỹ, đừng nói là một phản đồ nhỏ nhoi, cho dù là chư thiên thần Phật, nhân hoàng tể tướng, ai phạm ta thì ta phạm người. Chị nô tròn xoe mắt nhìn tiêu huyền, cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Dù trời có sập xuống vi sư cũng chống đỡ thay người. Tiêu Huyền vừa dứt lời, chị Nô bỗng thấy sống mũi cay cay, nước mắt cô bỗng dưng chảy ra lan dài trên đôi má ửng hồng. Cô nghẹn ngào gọi sư tôn. Cô biết lần này chính mình gặp may mắn, nếu như đổi lại là người khác, cho dù có thiên phú cũng chưa chắc được ưu ái như thế. Còn người sư phụ này như coi cô là người thân mà đối đãi. Chị Nô quả thực vô cùng cảm động, cô vội quỳ dạp xuống sàn dập đầu để tạ ơn. Tiêu Huyền hốt hoảng, con đây là làm cái gì vậy? Anh đỡ cô dậy, nhẹ nhàng bảo có gì cứ nói. Chị Nô giọng vẫn không thôi nghẹn ngào lên tiếng có chút chuyện cảm thấy không nên giấu sư phụ. Thực ra Đồ Nhi tên thật là Lâm Trĩ, là con gái của gia chủ Lâm gia phía Tây Nam. Tiêu Huyền bất ngờ, Lâm gia Tây Nam ư? Đó là gia tộc võ đạo nổi tiếng từ xưa ở Tây Nam. Anh ngẫm nghĩ, nhưng không biết 10 năm trước xảy ra cái gì, trong một đêm bị người ta diệt môn. Chỉ nô sụt xù sùi kể lại quá khứ cho Tiêu Huyền nghe, 10 năm trước. Cô vừa kể vừa hồi tưởng lại quá khứ đầy bi kịch. Chuyện bắt đầu từ 10 năm trước, trên lãnh địa Lâm gia đào được một khoáng mạch linh thạch cực lớn. Linh thạch to lớn chất đầy cả một sơn động mọi người đều vui vẻ hô hào, phát tài rồi. Tài nguyên linh thạch phong phú đến mức có thể trong một đêm tạo ra một thế lực mạnh mẽ như Hồng Mông Tông. Linh thạch đủ để mua lại được những tài bảo pháp khí, cơ sở vật chất tốt nhất để xây dựng gia tộc. Lúc đó phụ thân của Chí Nô cũng là gia chủ Lâm gia hạ lệnh xuống không được để chuyện này truyền ra ngoài, sợ sẽ dẫn họa sát thân. Ông lo lắng rằng những môn phái khác sẽ lăm le đến khoáng mạch linh thạch kia, tàn sát gia tộc họ để độc chiếm. Nhưng phòng thù ngoài lại không để ý giặc trong, tên đại bá của chị nô bởi vì không hài lòng với phân phối của phụ thân cô mà bán tin tức cho lạc vân tông hắn vẫn ôm mối hận không được làm gia chủ muốn hủy diệt toàn bộ gia tộc ăn không được thì phải đạp đổ phản bội người nhà đúng là tên mặt người dạ thú lạc vân tông vì cướp đoạt linh khoáng liền giết toàn bộ lâm gia một gia tộc phồn thịnh chốc lát bị tàn phá chỉ còn lại đống hoang tàn sau một đêm tiếng la hét vang trời máu chảy thành sông chỉ có chị nô dưới sự bảo vệ của phụ thân cô mà may mắn sống sót sau này trong lúc cô đào vong gặp phải thổ phỉ tiền bạc bị cướp sạch không còn gì, còn bị đem bán. Chúng đối xử với cô như chó mèo, đánh đập hành hạ, để cô ăn mặc rách dưới đem ra chợ đen giao bán. Cũng may cuối cùng cô đã gặp được Tiêu Huyền, nếu không cô cũng không biết đang trôi giặt nơi nào. Tiêu Huyền lúc đó xuất hiện như tia sáng chiếu rọi cuộc sống đen tối ấy của cô. Anh đưa tay về phía cô, giọng nói dịu dàng ấm áp, đi theo ta đi. Lúc đó cô đã thể dù có làm trâu làm ngựa cũng sẽ đi theo phục tùng, báo đáp công ơn cứu mạng của anh. Chị Nô kể xong quá khứ thảm thương của mình, cô thầm nghỉ, những năm gần đây cô luôn giấu kín xuất thân của mình ở tận đáy lòng lúc tiêu huyền trọng thương cũng không phản bội rời đi giống đám người kia chính là vì đền đáp công ơn cứu mạng nếu như không phải tiêu huyền đối đãi với cô tốt như vậy cô sẽ không tiết lộ bí mật này đến lúc chết tiêu huyền nghe xong chuyện đau lòng mà rơi lệ không ngờ rằng thân thế của đồ nhi lại thảm như vậy sao con không nói sớm với ta chẳng trách con lại căm ghét phản bội chị nô vội vàng lên tiếng thật ra cũng không nghiêm trọng như thế đâu tiêu huyền nắm lấy bàn tay ngọc ngà của chị nô nói đi đồ nhi vi sư dẫn con xuống núi chị nô thắc mắc hỏi xuống núi ư đi đâu vậy ạ à? tiêu huyền cười nói nếu con đã nhận ta làm sư phụ vậy chúng ta có ơn tất trả có thủ tất báo không phải chỉ là lạc phân tông sao vi sư cùng con xuống núi tự tay báo thủ ngữ khí của tiêu huyền bình thản lại có chút bá đạo rất đáng tin chị nô nghe được những lời này hai hàng lệ lại tôn trào nhưng không phải vì thù hận cô cảm động gọi sư tôn trước kia lúc chưa gặp tiêu huyền cô luôn lẻ loi một mình cố gắng sống sót nhưng tiêu huyền không những cứu mạng cô anh còn hao phí một lượng lớn linh lực truyền võ đạo cho cô, hiện tại còn muốn giúp cô báo thủ. Ơn nghĩa này, chị Nô sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Chị Nô rất kích động, bổ nhào vào lồng ngực Tiêu Huyền khóc lớn, "Sư tôn, con chỉ cầu mong sư tôn cả đời bình an, con tình nguyện cả đời này bầu bạn với người." Tiêu Huyền nhẹ giọng xoa đầu cô an ủi, "Đừng nói những lời khách khí như thế, sau này sư đồ chúng ta một bước lên mây, tiền đồ vô lượng rồi." Tiêu Huyền vui vẻ bảo chị Nô xuất phát, chị Nô cũng vui vẻ đáp được. Chuyển cảnh đến khu rừng bên ngoài Lạc Vân Thành, giữa rừng núi vừa xảy ra một trận đại chiến trên mặt đất ngổn ngang thi thể ở giữa có hai thiếu niên và thiếu nữ thân mang trọng thương bị dồn đến bên một tảng đá lớn thiếu niên tên là bạch lạc nhật còn thiếu nữ bên cạnh tên là lý thanh tuyền hai người chính là đệ tử của đệ nhị phong hồng mông tông có thiên phú tốt từ nhỏ là thanh mai trúc mã nên được đệ nhị phong trúc huyền trưởng lão truyền thừa cho tử thanh song kiếm bạch lạc nhật chĩa kiếm về phía trước ánh mắt đầy tức giận nói ta sớm đã biết là ngươi vì tiền tài liền đẩy chính thuộc hạ của mình vào chỗ chết lãng phí thể lực của hai chúng ta cũng chỉ có người mới có thể làm ra chuyện này. Lúc này trước mặt hai người họ không xa là một lão đầu đang từ từ bước đến, thân hình hắn to lớn, vai đeo một sâu đầu lâu, hắn là Nhật Nguyệt Quỷ Môn Trương Nghị. Hắn vác một thanh trường đao, vẻ mặt đắc chí cười nói, không hổ là đồ đệ mà trúc tiên tử đem tới, giết nhiều thủ hạ của ta như thế, thanh tử song kiếm, danh bất hư truyền, nhưng mà cũng chỉ có thế thôi. Nói rồi hắn vừa bật người phóng thẳng như bay về phía thiếu niên thiếu nữ vừa cười một cách ngông cuồng. Hai người Bạch Lạc Nhật và Lý Thanh Tuyền căm hận thốt lên, đáng chết họ đã thấm mệt sau trận chiến vừa rồi chỉ đành bất lực tiếp tục gắng gượng ra đấu với lão già gian xảo này đúng lúc này có một luồng linh lực màu hồng từ đâu phóng thẳng đến phía sau trương nghị hắn nhanh chóng nghiêng đầu né tránh luồng linh lực va chạm vào vách đá nổ ầm một tiếng lớn trương nghị tức giận quát lớn là tên khốn nào bạch lạc nhật và lý thanh tuyền thất kinh nhìn vết nứt trên vách đá nghĩ thầm đó là một bóng dáng thiếu nữ bước tới ngại ngùng nói lệch rồi hóa ra là chị nô và tiêu huyền vừa đúng lúc đi ngang qua tiêu huyền phe phẩy quạt cười bảo nhìn xem Vi sư đã nói khi nãy con ra tay quá sớm rồi, con quá vội vàng rồi. Chị nô nhìn Tiêu Huyền vẻ mặt phụng phịu. Trương Nghị hướng về phía đôi nam nữ vừa xuất hiện kia lên tiếng, "Rô, thì ra là một tiểu mỹ nhân à?" Hắn lẻ lưỡi liếm thanh trường đao trong tay, ánh mắt lộ ra một vẻ dâm tà, miệng cười quỷ dị, "Ngươi vừa phá hỏng chuyện tốt của ta, định bồi thường thế nào đây, tiểu mỹ nhân?" Chị nô đưa tay lấy ra đoàn xích, cô hướng về phía Trương Nghị xông tới, giận dữ mà quát lớn, "Tên khốn to gan, mồm miệng toàn phun ra mấy điều tục tiểu vô nghĩa, muốn chết sao?" Trương Nghị nhìn Chí Nô xông tới, hắn vung tay chém cây trường đao, một vệt quang đỏ thấm lóe lên đã chém bay đoàn xích trong tay Chí Nô. Hắn đắc ý, khóe miệng vành lên hả hê nói lớn, "Tiểu mỹ nhân, sư phụ của ngươi lẽ nào không dạy ngươi không có thực lực thì đừng ra mặt bừa bãi sao?" Bạch Lạc Nhật và Lý Thanh Tuyền đứng bên lo lắng hét lớn, "Cô nương cẩn thận, họ đều lo sợ Chí Nô vì ra tay giúp mình mà bị lão ma đầu này sát hại." Chí Nô đưa hai ngón tay lên thi triển kiếm quyết, cô nhìn dáng vẻ ngông cuồng của tên ma đầu, cô lạnh lùng nói, "Sư tôn ta chỉ dạy qua, gặp loại người khốn nạn như ngươi chị nô chưa dứt câu phía sau trương nghị đã lóe lên một vệt ánh sáng hắn liếc nhìn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra thì thanh âm lạnh lùng của chị nô lại vang lên vạn lần không được mềm lòng cô dứt lời thì theo sau đó là vô số kiếm khí phóng thẳng tới đánh cho trương nghị không kịp trở tay mà ngã xuống đất sau khi đánh bại trương nghị chị nô ôm túi càn khôn của hắn bước lại phía tiêu huyền dáng vẻ đánh kẻ xấu xong thì chấn lột này chắc chắn là học được từ thanh niên tiêu huyền của chúng ta rồi cô dân túi càn khôn cho tiêu huyền nói sư tôn đây chính là túi càn khôn của hắn. Con xem qua rồi, bên trong chỉ có một số linh thạch và đan dược, không có thứ gì tốt. Tiêu Huyền rất hài lòng với màn thể hiện vừa rồi của Chí Nô, anh đưa tay ra bảo cô, "Con cầm lấy trước đi." Lúc này Bạch Lạc Nhật và Lý Thanh Tuyền vội vàng chạy tới cúi đầu cảm tạ, đa tạ hai vị ra tay tương trợ. Bạch Lạc Nhật mở lời hỏi, "Chúng ta là đệ tử của Trúc Huyền trưởng lão ở Hồng Mông Tông, dám hỏi quý danh của hai vị?" Tiêu Huyền khẽ cười, "Thì ra là đệ tử của Trúc sư tỷ Nhị Phong à, ta là Thất Phong Tiêu Huyền, đây là đồ nhi của ta Lâm Trí." nghe vậy bạch lạc nhật và lý thanh tuyền không khỏi ngạc nhiên đồng thời cũng lộ ra giọng điệu hưng phấn thì ra là tiêu trưởng lão tham kiến tiêu trưởng lão tiêu huyền khoát tay bảo loại hành lễ này thì thôi đi ta lại rất tò mò các ngươi sao lại ở nơi hoang vu này còn dây dưa với người của nhật nguyệt ma môn bạch lạc nhật thở dài cậu vừa lấy trong ngực ra một hộp gỗ vừa trả lời nhật nguyệt ma môn trước nay có thủ với hồng mông tông có những ma tu của nhật nguyệt ma môn thậm chí còn lấy việc hành hạ tu sĩ của hồng mông tông làm thú vui lần nguy hiểm này đều là vì viên địa giới hạ phẩm vô tâm thảo nghìn năm này. Hộp gỗ vừa mở ra liền có một luồng linh khí thoang thoảng bay ra, bên trong là một cây linh thảo xanh đẹp như ngọc bội. Thế gian có năm giới: Nhân, Huyền, Địa, Thiên, Tiên. Mỗi giới lại có bốn loại vật phẩm gồm hạ, trung, thượng, tuyệt tứ phẩm. Vô Tâm Thảo nghìn năm tuy chỉ là địa giới hạ phẩm nhưng cũng là bảo vật hiếm có trong thiên địa. Tiêu Huyền nhìn Vô Tâm Thảo ngàn năm nói, đây là đồ tốt để luyện chế trúc cơ đan, vận may không tồi đâu. Vô Tâm Thảo ngàn năm tuy chân quý, nhưng đối với tu sĩ kim đan mà nói có cũng được mà không có cũng không sao có thể dùng để luyện tứ phẩm trúc cơ đan đột phá trúc cơ có thể dùng có thể uẩn dưỡng tử phủ để căn cốt thêm vững chắc bạch lạc nhật thở dài cả trăm năm nay vô tâm thảo mặc dù chỉ là nguyên liệu trúc cơ đan nhưng giá trị không thấp hai người chúng tôi không dễ dàng mới tìm thấy được không ngờ rằng bởi vì thiếu tiền bị trương nghị theo dõi cả đường bị hắn truy sát tới tận đây sau đó bạch lạc nhật cung kính dâng vô tâm thảo đến trước mặt tiêu huyền tiêu trưởng lão nếu như không phải người tới kịp thời, Vô Tâm Thảo ngàn năm này sẽ bị Nhật Nguyệt Quỷ muôn cướp đi mất, vì thế để báo đáp ân cứu mạng, mong người hãy nhận lấy. Tiêu Huyền cười hỏi, các người muốn có Vô Tâm Thảo ngàn năm này nghĩa là muốn luyện trúc cơ đan sao? Uống trúc cơ đan rồi, luyện trúc cơ sẽ tăng thêm cơ hội thành công rất nhiều, tại sao lại tặng cho ta? Bạch Lạc Nhật và Lý Thanh Tuyền đều nhìn Tiêu Huyền với ánh mắt chân thành nói, sư phụ dạy chúng ta có ơn tất báo có thù tất trả, đây là thứ mà Tiêu trưởng lão xứng đáng có được, xin người hãy nhận lấy đi tiêu huyền cũng không già mồm nữa bèn khoan khoái nhận lấy vô tâm thảo bỏ vào túi chữ vật hắn nói không hổ là đệ tử của trúc sư muội nếu đã như thế chờ ta luyện thành trúc cơ đan sẽ chia cho các ngươi một ít bạch lạc nhật và lý thanh tuyền nghe vậy thì đều lộ ra vẻ vui mừng đa tạ tiêu trưởng lão tiêu huyền không chỉ là đệ nhất phong trưởng lão mà còn là đệ nhất thiên tài của tông môn chỉ với một cây linh thảo đã có thể cùng y giao hảo đối với hai người bọn họ đây quả là cơ duyên lớn một vụ trao đổi không hề thua lỗ tiêu huyền liếc nhìn ra sau nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng mà bây giờ cảm ơn cũng quá sớm rồi. Vừa hay lên lớp cho ba người các ngươi luôn. Sau này khi giết người nhất định phải chú ý, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nói rồi anh phất cây quạt trên tay một cái, một thanh đoàn kiếm theo luồng linh lực phóng ra. Ba người Bạch Lạc Nhật và Lý Thanh Tuyền cùng Chỉ Nô đều bất ngờ. Thanh đoàn kiếm nhanh chóng chém đổ gốc cây lớn phía sau. Lúc này phía sau gốc cây lộ ra hai bóng người một nam một nữ. Nam tử vận đồ trắng, thân trên cởi trần, vóc dáng cao lớn vạm vỡ mái tóc màu bạch kim phấp phới đoàn xích loảng xoảng cuốn quanh người nữ tử toàn thân khoác lên một bộ đồ đen tóc đen tuyền buông xõa vai vác một cây đại trùy khuôn mặt âm độc trong mắt họ đều lộ ra vẻ băng lãnh cùng chút coi thường vừa nhìn là biết không dễ chọc bạch lạc nhật và lý thanh tuyền đều giật mình sợ hãi hét lớn bọn chúng trốn ở đó từ khi nào thế nữ tử kia từ từ đứng dậy cười rất quỷ dị nói chỉ là kim đa nhất trọng hành sự lại khoa trương như vậy hơn nữa còn dám giết đồ đệ yêu quý của ta nam tử kia tiếp lời may mà hai chúng ta ở ngay gần đây ngày chết của ngươi tới rồi hắn cầm chắc đoàn xích trong tay dáng vẻ hưng phấn có chút biến thái hai người này một đen một trắng tựa như câu hồn địa phủ hắc bạch vô thường bọn chúng chính là trưởng môn của nhật nguyệt quỷ môn nam tử tên là thanh dương tử tu luyện đạt tới kim đan tứ trọng nữ tử tên là bạch âm tử tu luyện đạt tới kim đan tam trọng giờ đây ánh mắt chúng đều toát lên sát ý nhìn tiêu huyền như một con mồi béo bở trước dáng vẻ điên cuồng khát máu của hai kẻ kia tiêu huyền chỉ bình thản gấp cây quạt trong tay nói sống nghe nói nhật nguyệt quỷ môn có hắc bạch vô thường hai vị trưởng lão câu hồn đoạt mệnh nằm trong tầm tay chắc là hai vị rồi tiêu huyền bình tĩnh ung dung như thường tựa hồ như đã đoán trước được anh thầm nghĩ trước khi xuất phát đã dùng chút pháp môn ẩn tàng khí tức quả nhiên gặp được hai kẻ không có mắt thanh dương tử cười ha hả hắn đoán chừng tiêu huyền bình tĩnh như vậy có thể đang cất giấu đại chiêu gì đó hắn phóng đoàn xích về phía tiêu huyền nếu đã biết tới uy danh của bọn ta còn không sợ hãi như thế ta thật muốn xem tiểu tử nhà ngươi có bản lĩnh gì đoàn xích vừa phóng ra ma khí nồng nặc màu tím cũng tỏa ra xung quanh tiêu huyền nhanh chóng nghiêng người tránh né đoàn xích đánh thẳng vừa thân cây bên cạnh tiêu huyền liếc nhìn phần thân cây vừa đỡ chiêu đã cháy xém sắc mặt anh khi này cũng vô cùng cảnh giác thanh dương tử càng ngông cuồng hơn điều khiển đoàn xích cuộn trào như lốc xoáy hướng thẳng tiêu huyền phóng tới vừa ra chiêu hắn vừa nói Dây huyết xích này của ta dùng huyết khí của cả ngàn người tu luyện thành, dù có là tu sĩ nguyên anh thì khi chạm vào cũng biến thành xương trắng, tiểu tử, hưởng thụ đi." Tiêu Huyền linh hoạt né tránh đoàn xích đang cuồn cuộn lao tới, có chút châm chọc nổi lên trong suy nghĩ, nói năng linh tinh gì thế, chỉ cần không bị dây xích này chạm vào người là được rồi. Sau đó anh cảm giác có gì bất thường nhìn xuống dưới, Tiêu Huyền bất ngờ ồ một tiếng. Dưới chân anh cuồn cuộn ma khí nổi lên, linh hồn của các tu sĩ do thanh dương tử sát hại trồi lên thống khổ cuồng loạn nắm lấy chân tiêu huyền như muốn kéo anh xuống địa ngục lúc này bạch âm tử bên cạnh cũng giơ cây chùy của mình ra để trợ lực cho thanh dương tử oán khí nồng nặc nổi lên xung quanh cây chùy những oan hồn gào thét lao ra ngoài à ta cười thâm hiểm nói khúc tang bổng của ta lấy nguyên thần của cả ngàn người để luyện thành tiểu tử sau này ngươi vào đó nhất định sẽ không cô đơn đâu tiêu huyền có chút hưng phấn nói còn biết kết hợp với nhau không tồi bạch âm tử cảm thấy như bị tiêu huyền coi thường à phẫn nộ hét lớn đi chết đi khi này xung quanh tiêu huyền ma khí ngút trời oan hồn dày xéo nhau trồi lên hướng về phía anh đòi mạng đoàn xích của thanh dương tử bổ cây như lồng giam huyết khí trào dân cùng một mùi hôi tanh rợn người bốc lên như thể xé toạc dương thế mang cả địa phủ dựng lên trước mắt thế nhưng tiêu huyền lại vẫn bình thản bất động như cũ thậm chí đến tay còn chưa nhấc lên chị nô đứng đằng sau vô cùng lo lắng hét lớn sư tôn cẩn thận bạch lạc nhật và lý thanh tuyền vẻ mặt cũng tràn đầy lo âu gọi tiêu trưởng lão tiêu huyền bên này hừ lạnh một tiếng sau đó anh giơ hai ngón tay lên thi triển thuật pháp thúc động tung hoành vạn tinh ngự kiếm quyết linh khí hừng hực tỏa ra cùng hàng vạn kiếm khí màu vàng kim xuất hiện giống như bạo vũ lôi hoa châm bao phủ xung quanh tiêu huyền tiêu huyền phẩy tay một cái hàng vạn kiếm khí như muốn phá vỡ lồng giam đoàn xích hướng về phía thanh dương tử và bạch âm tử phóng tới vốn nghĩ tiêu huyền chỉ có thực lực kim đan hai người bọn chúng vẫn vô cùng tự đắc bạch âm tử hét lớn giơ tay chịu trói đi thanh dương tử cười chế nhạo chỉ là một linh khí hóa hình cũng muốn phá vỡ pháp bảo của bọn ta sao quá ngây thơ rồi chưa để bọn chúng tự đắc lâu kiếm khí của tiêu huyền như thiên địa cuồng nộ đã cắt đứt đoàn xích của thanh dương tử phóng vun vút tới phía hắn thanh dương tử chỉ kịp bất ngờ thốt lên cái gì thanh dương tử chưa kịp phản ứng thì phập một tiếng kiếm khí của tiêu huyền đã xuyên qua giữa đầu hắn máu tươi văng ra bạch âm tử bên cạnh vô cùng sợ hãi à không ngờ chỉ một chiêu này của tiêu huyền đã giải quyết thanh dương tử một kim đan tứ trọng à thẳng thốt Linh kiếm của hắn sao lại có uy lực cỡ này, không hay rồi. Chỉ nô hét lớn, sư tôn, còn có một kẻ muốn chạy trốn. Tiêu huyền quay người thì thấy bạch âm tử đã co giò bỏ chạy. À sợ đến toát mồ hôi hột, không cần giữ thể diện mà đã bỏ mặc đồng đội chạy mất. Vừa chạy à vừa nghỉ, kiếm quyết mà tiểu tử đó sử dụng rất cổ quái. Chỉ là địa giới tuyệt phẩm, nhưng cho dù là trong tay tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể phát huy được hiệu lực như vậy. Lúc này sát phía sau à vang lên một giọng nói, muốn chạy sao? tiêu huyền đâu dễ tha cho đám tà ma ngoại đạo anh nhìn về phía ả bạch âm tử đang chạy trốn cười khẩy một người cũng đừng nghĩ chạy rồi anh thi triển kiếm quyết phóng tới kiếm khí màu vàng lóe lên xe gió lao vun vút về phía bạch âm tử ả vừa nghiến răng vừa kinh sợ đáng chết sau đó ả lập tức vung cây chùy của mình hô lên chắn cho ta một lát từ cây chùy oan hồn của những tu sĩ bị ả sát hại cùng lệ khí ngập trời tỏa ra chúng cuồn cuộn vây xung quanh bạch âm tử gào thét thảm thiết vươn tới cuốn lấy kiếm khí của tiêu huyền dưới chân bạch âm tử hình thành ấn khí loài sáng các oan hồn rền vang phá được trận này chúng ta sẽ tự do rồi nhưng khi kiếm khí của tiêu huyền xuyên qua tất cả chúng đều như được giác ngộ chúng quay ngược lại tấn công bạch âm tử chúng không bị thao túng nữa hưng hực muốn trả thù á ác nữ đã sát hại đầy đọa mình bạch âm tử hoàng hốt các ngươi làm gì thế phản rồi sao vô số oan hồn lao vào cắn xé bạch âm tử trong tiếng hét thảm thiết của ả à, thả ta ra máu tươi tung tóe bắn lên hết lượt này đến lượt khác oan hồn lao tới như cá đói rỉa mồi cuối cùng bạch âm tử đến mảnh xương cũng không còn các oan hồn sau đó lần lượt bay vút lên trời cao rồi tan biến tiêu huyền đứng dưới cười mỉm chuyển sinh đi tất cả đã kết thúc xung quanh yên tĩnh lại bạch lạc nhật và lý thanh tuyền nhìn khung cảnh trước mắt vẫn không khỏi kinh sợ họ thầm nghỉ hai đại trưởng lão của nhật nguyệt quỷ môn thế mà bị tiêu trưởng lão hai chiêu diệt sạch trừ khi tiêu trưởng lão đã thăng cấp nguyên anh rồi tiêu huyền vừa giết hai kim đan mà chỉ như một chuyện nhỏ bé đã vậy khí thế từ đầu đến cuối luôn lãnh đạm bình thản quả là khiến người ta nể phục chị nô cười giòn tan chạy tới sư tôn bảo bối trên hai người đó đều ở đây cả rồi. Cô gái này động tác càng ngày càng thành thục, trước lạ sau quen, quả nhiên thực hành mới có thể có kinh nghiệm phong phú. Tiêu Huyền cũng phải ngợi ca tinh thần học hỏi của cô đồ đệ ngoan, không tồi, đồ nhi ngoan thu dọn chiến lợi phẩm càng lúc càng thành thục rồi. Còn có túi càng khôn lúc trước của Trương Nghị con đều cầm đi. Chỉ nô mắt sáng như sao đáp, đa tạ sư tôn. Bạch Lạc Nhật và Lý Thanh Tuyền đứng bên mở to mắt nhìn, trực tiếp đem toàn bộ cho đồ đệ rồi ư. Đó là toàn bộ tích lũy của hai đại trưởng lão Nhật Nguyệt Quỷ môn nó. Chị Nô vui mừng đến nói lắp, đây, đây ít nhất cũng phải có tới mấy vạn hạ phẩm linh thạch đó, còn có nhiều đan dược như thế. Sư Tôn, con có một mình làm sao dùng được nhiều như này chứ? Tiêu huyền đương nhiên không ngại hào phóng với đồ đệ, vì vốn dĩ anh cũng nhận lại được gấp bội, cho con đó, con phải giữ gìn thật tốt. Anh nóng lòng chờ tiếng thông báo của hệ thống, để ta xem thử xem có được bảo bối nào rồi, tiếng tinh tinh quen thuộc vang lên. Màn hình hệ thống hiển thị, kiểm tra những đồ vật mà ký chủ tặng đồ đệ có 68.720 viên hạ phẩm linh thạch, 4.600 viên trung phẩm linh thạch, 36 viên ngưng nguyên đan, 16 viên tam giới phi hoàng đan, một viên vô thâm thảo vạn năm một chiếc nhẫn càn khôn 100 mét khối, hai chiếc túi càn khôn 50 mét khối. Tất cả phần thưởng là giải thưởng tri ân, một viên tứ giới dưỡng thần đan, một chiếc nhẫn càn khôn 15.000 mét khối, một viên vô tâm thảo 500 năm, 2.000 viên cực phẩm linh thạch. Tiêu Huyền nghe đến đây thì trên mặt không giấu được vui mừng thầm nghỉ, 2.000 viên cực phẩm linh thạch luôn. Linh thạch gồm có hạng trung, thượng, cực tứ phẩm cấp tỷ lệ trao đổi giữa các phẩm cấp trung bình là 100 đổi một vậy ta không phải có tới 20 tỷ hạ phẩm linh thạch sao tiêu huyền cảm giác như mình như tỷ phú tắm trong mưa tiền thật muốn vùng vẫy cho thỏa thuê một đêm giàu to cũng chỉ có thế này a à. lúc này chị nô bước tới gần tiêu huyền bẽn lẽn nói sư tôn con đã có những càn khôn tốt hơn rồi con có thể đem hai túi càn khôn lần này và cái lúc trước của vương trưởng lão tặng cho sư huynh sư tỷ không bạch lạc nhật và lý thanh tuyền rất ngại ngùng trước nay bởi vì quá nghèo nên tới giờ họ vẫn chưa mua được vật dụng hàng ngày lần đầu tiên họ thấy được món quà giá trị như vậy bạch lạc nhật vẫy tay cười không 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 sư muội như thế khiến chúng ta ngại ngùng làm đó tiêu huyền xoa đầu chị nô quả nhiên anh không nhìn lầm người anh dịu dàng nói nếu đã tặng cho con rồi vậy thì đó là đồ của con tùy con xử lý thôi ngay sau đó hai túi càn khôn đều được chị nô trao tận tay bạch lạc nhật và lý thanh tuyền chị nô khuôn mặt đỏ bừng cười ngọt ngào mọi người nhận lấy đi nhìn bóng lưng của chị nô bạch lạc nhật và lý thanh tuyền cảm kích vô cùng tiêu trưởng lão và sư muội thật sự là người tốt mà họ vừa mừng như muốn phát khóc vừa có chút đố kỵ nhìn tiêu huyền cùng chị nô rời đi đáng ghét thật ngưỡng mộ sư phụ như thế nếu ban đầu chúng ta bái nhập thất phong là được rồi chuyển cảnh sang tiêu huyền cùng chị nô đến phòng luyện đang trong thành lạc vân trong này linh khí thoang thoảng lò luyện đan lớn nhỏ luôn nổi lửa bất kể ngày đêm đây là nơi rất nhiều các tu sĩ đến để luyện chế đan dược chị nô nhìn xung quanh hứng thú hỏi sư tôn chúng ta tới nơi này làm gì ạ tiêu huyền nói vừa nãy ở ngoại thành có một viên vô tâm thảo nghìn năm vừa hay có thể luyện chế trúc kỳ đan cho con để phòng trừ mất tác dụng chữa bệnh chúng ta sẽ luyện đan này trước sau đó đi tìm lạc vân tông nét mặt chị nô lập tức tươi gió lộ ra vẻ hiếu kỳ đây là lần đầu tiên nàng được thực hành luyện đan dược lúc này có một thiếu nữ tóc vàng đứng từ xa đã chú ý đến sư đồ tiêu huyền thiếu nữ khuôn mặt thanh tú tinh xảo cử chỉ dịu dàng mang khí chất đại gia khuê tú đặc biệt là đôi mắt xanh trong như suối biếc làm người si mê nàng là tô mộc hàm đại tiểu thư của đan đạo thế gia tô gia cũng là đệ nhất mỹ nhân lạc vân thành nghe nói có người muốn luyện trúc kỳ đan nàng có chút hứng thú nhìn đến tiêu huyền sau đó tô mộc hàm khẽ nở một nụ cười thầm nghĩ muốn luyện được trúc kỳ đan ít nhất cũng phải có tu vi kim đan vị công tử này nhìn có vẻ trẻ tuổi lại là kim đan tu sĩ rồi sao thật sự không thể nhìn mặt mà bắt hình rong được lúc này tiêu huyền cùng chị nô đang hì hục truyền linh khí vào lò luyện đan tiêu huyền cùng chị nô hì hục luyện trúc cơ đan tưởng không khó mà khó không tưởng kết quả lò luyện đan nổ tung khiến hai người họ văng ra tô mộc hàm cũng phải hốt hoảng chị nôi đầu tóc rối bù mặt mũi lấm lem ngập ngừng hỏi tiêu huyền sư tôn người thật sự biết luyện đan à tiêu huyền bị nói trúng tim đen dù sao anh cũng là thiên tài kim đan trước giờ chưa từng gặp khó khăn nào nên quả thực không giành luyện đan chỉ đạo cơ mà thừa nhận trước mặt đồ đệ thì quả thực sẽ có chút mất mặt anh lấy quạt che mặt nghiêm giọng giữ chút thể diện cụ vi sư chẳng qua là chưa từng luyện chúc cơ đan mà thôi tô mộc hàm đứng bên này nhìn dáng vẻ vụng về của hai sư đồ cũng bất giác phụ cười dù sao lĩnh ngộ đan đạo cũng không hề dễ dàng cần thời gian và tích lũy kinh nghiệm từ vô số lần thử nghiệm nên luyện đan không phải cứ có cấp bậc tốt là có thể thành nàng bước về phía sư đồ tiêu huyền dịu dàng lên tiếng công tử nếu như luyện chế trúc cơ đan thì ta có thể cống hiến sức lực chị nô vừa nhìn thấy tô mộc hàm liền tròn mắt ca ngợi wow tỷ tỷ người đẹp thật đấy tiêu huyền cũng quay lại nhìn bóng dáng thiếu nữ đang bước đến tô mộc hàm ân cần bảo có điều trúc cơ đan cần truyền một lượng lớn linh lực đến lúc đó bước này cần công tử tự ra tay rồi lúc này ánh mắt của mọi người trong phòng đều hướng về phía tô mộc hàm có vẻ nàng không những đẹp người mà còn đẹp nét ai ai cũng ngợi ca tô cô nương hôm nay cũng chỉ dạy miễn phí sao thật sự là người vừa đẹp vừa tốt tiêu huyền chú ý đến phù hiệu chữ nhị may trước ngực áo tô mộc hàm khuôn mặt có chút kinh ngạc thầm nghĩ cô gái này trẻ tuổi như thế mà đã là luyện đan sư nhị giai tiêu huyền lộ ra vẻ vui mừng làm phiền cô nương rồi thù lao sẽ trả gấp hai lần so với giá trị bình thường tô mộc hàm bước đến bên lò luyện đan đem thể nội linh khí hóa thành đan hỏa quấn lấy linh thảo rồi lần lượt dựa theo phương thuốc thêm vào các loại linh thảo quý khác sau đó cho vào lò luyện đan nung khô, kỹ năng chuyển hóa đan hỏa thuần thục của Tô Mộc Hàm khiến lò luyện đan duy trì được nhiệt độ lý tưởng, hơi nóng, hương thơm của linh thảo cứ hừng ngược tỏa ra. Linh thảo bên trong không hề biến chất, ngưng kết thành từng viên đan. Tô Mộc Hàm dơ ra bình càng khôn hút lấy đan dược, đan thành. Nàng tư tốn đưa bình đan dược cho Tiêu Huyền. Tiêu Huyền vô cùng cảm kích đưa linh thạch ra bảo, "Đa tạ cô nương, đây là thủ lao lần này." Tô Mộc Hàm cười nói, "Không cần đâu, chỉ là giúp đỡ mà thôi." Lúc này bỗng có một nhóm tu sĩ sôi nổi chạy qua, hội đấu giá bắt đầu rồi, mau lên tầng 2. Nghe nói lần này có bảo kiếm địa giai, không biết có tài lực để mua nổi không. Tô Mộc Hàm sau khi nghe thấy liền có chút vội vã, vẫy tay chào tạm biệt sư đồ Tiêu Huyền rời đi, ta đi trước đây, không cần thủ lao đâu. Tiêu Huyền ngẩng đầu nhìn theo thầm nghĩ, hội đấu giá còn có bảo kiếm địa giai à? Không phải Chỉ Nhi đúng lúc đang thiếu một thanh binh khí thuận tay sao? Hơn nữa trong hội đấu giá chắc chắn có không ít bảo bối, mua hết tặng cho đồ đệ, như vậy chẳng phải sẽ hơi to. Một người ăn cả nhà no bụng, năm ngửa cũng tăng tu vi, quả là món lời thơm ngon không thể bỏ qua. Tiêu Huyền cất lời gọi Chí Nô, đi, đồ đệ ngoan, chúng ta cũng đi xem hội đấu giá. Chí Nô hiếu kỳ đáp to, được. Thời gian trôi qua một chút, lúc này tại tầng 2 của Thiên Cơ Lâu, buổi đấu giá đã diễn ra được một lúc. Đấu giá sư đang đứng giữa khán đài giới thiệu vật phẩm đấu giá, đây là Thiên La Biện do Thiết Mộc nghìn năm luyện thành. Rót linh khí hoặc là khảm linh thạch sẽ khiến sát thương tăng gấp bội, phẩm cấp có thể tăng đến trình độ huyền giai hạ phẩm. Giá khởi điểm 3 vạn phẩm linh thạch, lời giới thiệu vừa dứt bóng dáng chỉ nô ngồi phía đối diện đã đứng phất dậy tươi cười hét lớn 10 vạn mọi người xung quanh khán đài có vẻ cũng đã quen với cảnh bị hớt tay trên trước mặt ai cũng chỉ có thể thở dài ngán ngẩm hoặc tức giận mà thầm mắng chết tiệt lại là sư đồ đó từ lúc bắt đầu hai người họ chưa dùng lần nào mười mấy bảo bối đều là họ đấu giá được lần nào cũng đều báo giá trên trời người ta không thể nào theo được thật là giàu có thô kệch lúc này tô mộc hàm ngồi giữa đám đông đang bàn tán nàng nhìn lên khán đài nét mặt lộ ra vẻ lo lắng chờ đợi một lúc sau vật phẩm đấu giá tiếp theo được bưng lên, hai đóa liên hoa toàn thân tỏa ra nhiệt độ nóng rực, một đóa lớn hơn hai bàn tay, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra mang quang nhàn nhạt, nhạt. Đấu giá sư lớn tiếng hô, vật phẩm đấu giá tiếp theo là Dung Tâm Hỏa Liên Địa giai thượng phẩm. Qua kiểm tra, phẩm chất của Dung Tâm Hỏa Liên này tương đối xuất chúng, vì thế giá khởi điểm là 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Tô Mộc Hàm trên khán đài nhìn Dung Tâm Hỏa Liên, lại nhìn ngó xung quanh, nàng nắm chặt lấy biển số trong tay, lần này nhất định phải có được Dung Tâm Hỏa Liên phía bên này chị nô vẫn thành thục lại dơ biển số ra tươi cười hét lớn ta ra giá 200 vạn vừa nghe đến đây tô mộc hàm lập tức đổ vỡ hy vọng quả là mức giá quá chát rồi hoàn toàn không cho nàng cơ hội tranh giành đấu giá sư dõng dạc hai vạn lần thứ nhất xung quanh nổi lên những tiếng xì xầm đầy tiếc nuối không theo nổi nhưng đường cho triệu phú vậy một hồi nữa cùng với tiếng búa gõ xuống đấu giá sư hét lớn 200 vạn thành giao tiêu huyền móc linh thạch ra thanh toán đưa tay xoa cầm chép miệng nói một câu ây ra cảm giác nghèo chỉ còn có tiền này thật là. Chị Nô nghe được liền cảm thấy cạn lời, sư phụ tự sướng thật đấy, người nghèo nhìn thấy thì phản cảm lắm. Đầu giá sư giải quyết dứt khoát, sau đó liền có người sai vặt bưng dung tâm giả liên xuống để lên bàn, khách nhân, chúc mừng ngài đã đấu giá được dung tâm hỏa liên. Chị Nô hào hứng nhìn dung tâm hỏa liên thốt lên, wow, đẹp thật. Phía đằng sau, ánh mắt tô mộc hàm vẫn dõi theo dung tâm hỏa liên, nàng vân vê đôi bàn tay thầm nghĩ là cặp sư đồ vừa rồi. Họ thật sự muốn đấu giá hết tất cả bảo bối sao nếu như mình đi chào hỏi nói họ nhường lại dung tâm hỏa liên cho mình thì họ có đồng ý không nghĩ rồi tô mộc hàm bước về phía sư đồ tiêu huyền lên tiếng gọi công tử chị nô reo lên a à, người không phải là tỷ tỷ luyện đan sư vừa rồi sao tiêu huyền vừa liếc mắt nhìn sang chưa kịp chào hỏi thì tô mộc hàm đột nhiên quỳ dạp xuống trên mặt đất công tử ta là tô mộc hàm gia phụ luyện công tẩu hỏa nhập ma cần gấp hỏa liên để cứu mạng cầu xin ngài bán lại hỏa liên này cho ta ta nguyện làm châu làm ngựa để đền đáp ân tình của ngài tiêu huyền không nói lời nào còn Chí Nô cùng những người xung quanh đều có một phen kinh ngạc. Nhìn thấy Tô Mộc Hàm cầu xin thành khẩn như vậy, Chí Nô liền ngập ngừng gọi Tiêu Huyền, sư tôn. Tiêu Huyền cũng nhìn thấy được sự do dự trong ánh mắt nàng. Anh cười nói, "Đồ nhi Hoan, ta tặng hoa liên này cho con rồi, muốn làm thế nào thì tùy theo tâm ý của con là được." Lúc này hệ thống hiện lên thông báo tin tức, kiểm tra được ký chủ tặng cho đồ đệ cây dung tâm hỏa liên nhất phẩm, phần thưởng đáp lại gấp 5 lần, đạt được một gốc dung tâm hỏa liên ngũ phẩm. Tiêu Huyền cảm thấy tâm trạng tươi tỉnh hẳn lên chị nô rất vui vì được sư tôn chiều chuộng nàng cũng không lỡ nhìn tô mộc hàm quỳ lại cầu xin nếu đã như thế vậy thì chưa đợi nàng dứt câu một thanh âm nam tử đã vang lên cắt ngang đợi đã sau đó một dây roi gắn lưỡi đao sắc nhọn từ đâu lao tới chị nô chị nô nhanh chóng phát giác rồi nàng nhanh chóng xoay người rút ngũ hành đoàn xích ra đánh văng lưỡi đao đi nàng tức giận hét lớn là kẻ nào mọi người xung quanh thấy có biến đều nhìn lại hóng drama quào wow, đánh nhau rồi thanh âm vừa rồi lên tiếng ngăn cản lại một lần nữa vang lên này tiện dân công tử nhà ta ra giá 300 vạn, mua hỏa liên hoa của người. Lúc này trên khán đài cao hơn là một tên thị vệ dáng vẻ cao ngạo, chân đạp bàn, nhìn chín hô với ánh mắt khinh bỉ, roi vừa rồi là do hắn đánh tới. Người xung quanh đều thẳng thốt, 300 vạn ư, vượt qua giá trị của nhân giai linh dược luôn rồi. Phía sau tên thị vệ là một gã công tử anh tuấn tiêu xoái, người khoác áo lông, tay ôm mỹ nữ. Hắn tên là U Vinh, là con trai thành chủ Lạc Vân Thành. Hắn cất giọng đầy kiêu ngạo, chỉ là 300 vạn mà thôi, vì tô tiểu thư xinh đẹp động lòng người, này thì có tính là gì nhìn thấy hắn tô mộc hàm vội vàng đứng dậy vẻ mặt có chút sợ hãi lầm nhầm, lại là hắn tiêu huyền có chút tò mò có biết tô mộc hàm cùng tên hoa hoa công tử kia có quan hệ gì sau đó phía sau liền rộn lên tiếng xì si xào bàn tán thiếu thành chủ lại đến quấy nhiễu tô cô nương rồi thật là tạo nghiệp từ lúc tô cô nương kế thừa chức vị gia chủ của tô ra thì thiếu thành chủ lại cứ quấn lấy không thôi ta thấy còn bực thay cho tô cô nương tiêu huyền âm trầm ra là một tên bám đuôi không biết xấu hổ làm phiền con gái nhà người ta à tên thị vệ trên đài cao vẫn chỉ vào Chí nô không ngừng hô hào này tiện dân bên kia không nghe thấy công tử nhà ta muốn có dung tâm hỏa lên sao còn không mau hai tay dâng lên Chí nô nhìn thái độ hách dịch của hắn mà ngứa cả mắt nàng chỉ tay quát ngươi nói bán thì ta phải bán sao nằm mơ chúng ta không bán tiêu huyền cũng từ từ đứng dậy phong thái bình thản nhưng ánh mắt nhìn lũ người kia đầy sự nham hiểm đúng lúc này tô mộc hàm vội lao đến nắm lấy tay Chí nô giọng điệu cầu khẩn đừng kích động cô nương nhất thiết không được đắc tội với người này đâu tiêu huyền tò mò hỏi tô mộc hàm hình như cô nương có dây dưa gì với người này nhỉ tô mộc hàm ngập ngừng à rồi năng thẳng thắn nói người này là con trai của thành chủ lạc vân thành cũng tính như là tiểu bá vương một phương hắn từng đến cửa cầu hôn ta nhưng ta không đồng ý sau đó hắn liền làm phiền ta mọi chỗ xin lỗi nhị vị là ta đã gây phiền phức cho hai người rồi năm vạn linh thạch này coi như là tạ tội với các người ta sẽ rời đi ngay tiêu huyền hết lần này đến lần khác bất ngờ trước cô gái trẻ này nhìn bóng lưng tô mộc hàm rời đi anh mỉm cười nghĩ xin thuốc cho phụ thân mà còn có thể làm được như này lại gặp phải biến cố mà không rối loạn hơn nữa tuổi còn nhỏ mà đã là nhị giai luyện đan sư cũng là đồ đệ có thể dạy tiêu huyền liếc nhìn tô mộc hàm nói cô nương dừng bước dung tâm hỏa liên này tặng cho cô thiếu thành chủ này ta cũng có thể giải quyết thay cô nhưng có một điều kiện tô mộc hàm hết sức bất ngờ nàng quay đầu hỏi điều kiện gì tiêu huyền mở quạt ánh mắt kiên định cùng khuôn mặt anh tuấn dáng vẻ đáng tin điều kiện này chính là bái ta làm thầy tô mộc hàm lúc này mới lấy lại tinh thần trả lời giòn tan ta nguyện ý chỉ cần có thể cứu gia phụ mộc hàm đều nguyện ý nàng hướng về phía tiêu huyền dập đầu sư phụ ở trên xin nhận của đồ nhi một lại tiêu huyền đỡ lấy tô mộc hàm cười nói đồ nhi ngoan sau này ngươi chính là nhị đệ tử chân truyền của ta rồi mau đứng lên đi chị nô đằng sau cũng rất vui mừng từ nay nàng sẽ có một sư tỷ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang rồi hệ thống vang lên thông báo tin tức chúc mừng ký chủ nhận đồ đệ thành công kiểm tra được đệ tử có đánh đạo chi tâm nhân giai tỷ lệ luyện đan thành công tăng 30% phần thưởng đáp lại gấp đôi ký chú có được đan đạo chi tâm địa giai, tỷ lệ luyện đan thành công tăng 70%. Đã có số hóa tin tức của đệ tử Tô Mộc Hàm, đang mở màn hình tin tức, tên Tô Mộc Hàm, thân phận, nhị đệ tử chân truyền, ngộ tính 60, căn cốt 50, thiên phú, đan đạo chi tâm, nhân giai, có thể tăng cường, điều kiện tăng cường, cải tiến tam giai đan dược. Tiêu Huyền xem xét một hồi, ấn tượng với đan đạo chi tâm, nhưng đáng tiếc căn cốt ngộ tính đều hơi bình thường, xem ra cũng phải đi theo con đường truyền công xối nước mới được tô mộc hàm đã thành tâm đồng ý thì tiêu huyền cũng sẽ không nuốt lời anh nháy mắt với chị nô nếu đã như thế tiểu chị nhi chị nô dơ cao thanh ngũ hành đoàn xích hào hứng đáp có đồ nhi thay vi sư diệt đám tay sai này tuần mệnh dứt lời chị nô nhún người nhanh như chim cắt đã lao đến trước mắt tên thị vệ hỗn hảo của u vinh hắn tăng sông mắng chị nô ngông cuồng rồi vung roi định dạy cho nàng một bài học chưa kịp xuất chiêu thì chiếc giày của chị nô đã nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn khiến hắn bay một chiếc răng cửa hắn bị đá văng dầm một tiếng vào tường tên u vinh nhìn thị vệ trung thành của mình bị đánh bại trong một chiêu thì chố mắt há mồm thất kinh chị nô hừng hực khi thế mắng ghét nhất là đám chó ỉ thế hiếp người các ngươi tên u vinh lúc này đã rén rồi nhưng vẫn giả mồm đe dọa ngươi 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 dám đánh người của ta à ngươi có biết cha ta là ai không chị nô không thèm để lời hắn vào tai cầm chắc ngũ hành đoàn xích lao thẳng tới ta kệ cha ngươi là ai ta muốn đánh ngươi đến mức cả cha ngươi cũng không nhận ra thấy chiêu mày biết bố tao là ai không của mình không có tác dụng tên u vinh sợ rụt cả vòi vội vàng hô gọi thảm thiết vô danh vô danh ngươi mau ra đây nếu như ta gặp chuyện gì cha ta sẽ không tha cho ngươi trước lúc thanh kiếm đoàn xích của chị nô chém xuống một bóng người nam tử đeo mặt nạ lao vụt ra đón lấy hất chị nô về phía sau chị nô nhanh chóng lấy lại cân bằng lui về sau nhìn kỹ nam tử kia người này thực lực không tầm thường lại có thể đỡ được một kiếm của một tiên thiên nhất trọng như nàng tiêu huyền cũng chú ý ồ một tiếng nhìn về phía hắn nam tử là thị vệ vô danh của uông gia luôn đi theo phò tá ung vinh tu luyện đạt tới nguyên anh nhất trọng uông vinh với được cộng dương cứu mạng thì vô cùng đắc ý nở một nụ cười nham hiểm đe dọa chị nô ngươi không phải ngông cuồng làm sao tiếp tục đi chứ vô danh giúp ta đánh cô ta còn có tên tiểu tử phía sau cô ta nữa đám bọn chúng một người cũng không được bỏ qua tuy mạnh mùng nhưng hắn vẫn chỉ là một tên hèn nhát vừa nói vừa núp sau mông thị vệ nếu có phải vừa rồi bị ngăn cản thì chị nô đã cho hắn nhận cơm hộp rồi vô danh quay xuống nhìn uông vinh nói thiếu thành chủ ta chỉ là bảo vệ tính mạng người an toàn còn mối tư thủ của người và họ ta sẽ không chen tay vào đâu uông vinh nghe vậy tức không nói lên lời đúng lúc này đấu giá sư trên khán đài đang vô cùng phẫn nộ đập búa quát lớn láo xược các ngươi nghĩ rằng đây là đâu đám người đánh nhau ở thiên cơ lâu theo quy định sẽ xử chết tại chỗ rồi bỗng chốc thị vệ của thiên cơ lâu trong tay cầm giáo mát bước tới chĩa về phía nhóm người tiêu huyền cùng uông vinh nếu như không muốn chết thì bây giờ hãy cút khỏi đây thiên cơ lâu không hoan nghênh những người không tuân thủ quy tắc uông vinh nghênh ngang cùng thị vệ rời đi trước khi đi vẫn có quên nhìn về phía nhóm người tiêu huyền tự đắc hơi cho các ngươi rồi, chúng ta đi. Đám người các ngươi ở Lạc Vân Thành tốt nhất nên cục đuôi mà làm người, đừng để ta gặp lại các ngươi. Tiêu Huyền liếc nhìn Ung Vinh rời đi, ánh mắt anh sắc lạnh, anh gọi chị Nô, đi thôi. Chị Nô đành phải nhịn cục tức này, nàng nghiến răng mắng, đáng ghét. Nhìn bộ dạng đắc ý của tên tiểu nhân nhà hắn thật không cam tâm mà. Tiêu Huyền trấn an nàng, đừng so đo với tiểu nhân làm gì, anh bước nhanh đi, sắc mặt u ám. Rõ ràng Tiêu Huyền đã ghim tên thiếu gia kia, nhưng hiện tại cũng không thể đắc tội với Thiên Cơ Lâu phía bên này tên thị vệ đi sau ung vinh nhỏ tiếng hỏi thiếu ra chúng ta thật sự cứ thế bỏ qua cho chúng sao Uông vinh cười khẩy một tiếng bỏ qua ư thiếu ra nhà ngươi là người dễ nói chuyện thế sao sắc mặt hắn dần trở nên âm hiểm chờ tới lúc ra khỏi thiên cơ lâu chúng ta sẽ động thủ như thế không phá hoại quy tắc của thiên cơ lâu còn có thể khiến chúng đẹp mặt tên thị vệ kia nghe vậy liền vội nịnh hót thiếu ra thật sự cơ trí hơn người ung vinh thân phận tôn quý bình thường được người nịnh nọt đã quen chưa bao giờ bị thua thiệt vậy mà lần này lại có kẻ khiến hắn mất thể diện như vậy uông vinh bước ra ngoài thiên cơ lâu vẻ mặt không kiềm chế nổi mà lộ ra vẻ đê tiện gian xảo lát nữa giết tên tiểu tử mắt mù đó trước sau đó dọn sạch treo trước cổng thành còn về hai vị cô nương còn lại thì he he tên thị vệ đi sau gấp gáp nhìn ngó xung quanh kỳ lạ người đâu sao lại chưa ra ngoài nữa chúng không để ý lúc này tiêu huyền đang núp cách đó không xa anh nhếch mép cười rồi giơ hai ngón tay lên bấm huyết triệu hồi pháp bảo nhiễu chỉ nhu phóng về phía tên cáo già ung vinh thị vệ vô danh bên cạnh ung vinh lập tức phát giác ra nguy hiểm liên cầm chắc kiếm tiến lên phía trước hắn hét lên cẩn thận rồi chắn trước mặt ung vinh giơ kiếm lên chặn lại nhiễu chỉ nhu của tiêu huyền nhưng một thanh kiếm bình thường sao có thể đọ lại pháp bảo địa giới tuyệt phẩm nhiễu chỉ nhu trong chốc lát thanh kiếm của vô danh vỡ làm đôi thanh nhiễu chỉ nhu cứ thế lao tới đập vào mặt của tên ung vinh hắn la lên đau đớn chết ngay tại chỗ tên thị vệ còn lại phía sau hốt hoảng chạy tới gọi thiếu ra tên hộ vệ tức giận nhìn tiêu huyền đang bước tới nói các ngươi các ngươi lại dám ở địa bàn của thiên cơ lâu giết người sao tiêu huyền chậm rãi bước tới chắp tay vẻ mặt hết sức coi thường nói bớt ngậm máu phun người lại ta rõ ràng chờ người này ra khỏi thiên cơ lâu mới động thủ một chút cũng không phá hỏng quy tắc của thiên cơ lâu tên thị vệ kia không ngờ tiêu huyền lại dùng lý lẽ của chính bọn chúng để ngụy biện trong phút chốc bị cứng họng người vô danh buôn thanh kiếm trong tay xuống mặc kệ tên ung vinh đang nằm sõng xoài phía sau hùng dũng bước về phía tiêu huyền nói vị công tử này người này mặc dù tính tình ngang bạo khiến cho người khác căm ghét nhưng ta đã lấy tiền thân là hộ vệ vậy phải tận trung với chủ tử ngươi giết đối tượng mà ta bảo vệ vậy ta chỉ có thể lấy đầu của ngươi trở về giao nộp nếu không uông ra sẽ truy giết ta tới tận cùng nói rồi hắn thủ thế khắp người tỏa ra một luồng linh khí màu xanh đậm ánh mắt vàng kim cũng lộ ra tia sát khí tiêu huyền cười lạnh một tiếng đao kiếm của ngươi đã bị hỏng rồi ngươi còn muốn đánh với ta sao rồi anh từ từ bay lên phát động linh khí hợp thành sáu kiếm khí màu vàng xuất hiện phía đối diện khắp người tên vô danh ánh lên vẩy màu xanh ánh kim móng tay hắn cũng mọc dài ra sắc nhọn hắn hàm hè nhìn tiêu huyền trong cơ thể của ta là huyết mạch của dị thú cơ thể cứng hơn cả đao kiếm dùng đao chỉ là thuận tay mà thôi một cỗ khí thế mênh mông từ trong cơ thể hắn phóng ra như cùng phong sóng lớn hướng về tiêu huyền tiêu huyền ánh mắt đỏ rực nhìn vô danh anh khẽ cười thế sao vậy ta lại càng muốn xem thử nói rồi tiêu huyền điều khiển sáu thanh kiếm khí nhằm tới đối phương mà phóng đi anh muốn xem xem là kiếm chiêu của anh lợi hại hay da thịt của hắn lợi hại vô danh nắm lấy từng kiếm khí của tiêu huyền đang lao tới như xe gió sau đó hắn tay không bóp vụn chúng hắn đắc ý nói không có tác dụng tiêu huyền bên này vẫn một dáng vẻ điểm tĩnh không hề lo lắng bảy thanh kiếm một thanh cũng không dùng được sao rồi anh đưa hai ngón tay lên bấm quyết vô danh chỉ vừa kịp phát giác ra đã thấy nhiễu chỉ nhu của tiêu huyền lao tới sát bên mặt hắn vội vàng dùng tay bắt lấy lưỡi kiếm nhiễu chỉ nhu uy lực không hề tầm thường theo tiêu huyền chỉ điểm phóng ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ mà ép tới vô danh gồng sức tạo ra lá chắn mà đối chọi nhiễu chỉ nhu phá tan rào cản như muốn xé rách ra thịt hắn tiêu huyền thu kiếm lại nói mặc dù chắn được kiếm của ta nhưng xem ra tay của ngươi cũng đã phế sau đó anh truyền thêm linh lực cường hạn vào nhiễu chỉ nhu liếc nhìn vô danh phía dưới thách thức nói vậy kiếm tiếp theo ngươi chắn thế nào đây nhiễu chỉ nhu được tiếp thêm linh lực càng mạnh mẽ hơn đường kiếm phóng đi đều như muốn chém đứt mọi vật xung quanh lúc này vết thương trên tay vô danh cũng từ từ hồi phục hắn nhìn tiêu huyền hung hăng nói lớn kiếm quyết không tồi nhưng mà huyết mạch dị thú của ta có thể giúp ta phục hồi nhanh chóng sau đó linh lực của hắn tăng mạnh hiện ra chân thân đằng sau là một con xà long hung hãn trên cánh tay hắn mọc ra vảy sừng cứng cáp gấp bội vừa rồi lực lượng cuộn trào cũng ngày càng cùng nộ hơn tiêu huyền nhìn dáng vẻ biến đổi của hắn liền trong mày nghiêm túc vô danh dùng bàn tay đầy vảy sừng cứng cáp kia bắt lấy nhiễu chỉ nhu hắn cười danh mãnh nếu như chỉ dựa vào thanh kiếm này ngươi còn không giết nổi ta nhưng thực chất sức lực của hắn đã sắp cạn kiệt hắn thầm nghĩ ngự kiếm thuật của người này không biết vì sao lại có uy lực lớn như thế chịu đựng được sức mạnh của một thanh kiếm cũng gần như tiêu tốn hết sức lực của mình rồi nếu như lại thêm một thanh nữa nghĩ đến đây vô danh cầm chắc nhiễu chỉ nhu hô lớn xem ra ngươi cũng chỉ là một kẻ kém cỏi mà thôi tiêu huyền vẫn giữ vẻ bình thản lần này tuy gặp phải đối thủ đáng gờm nhưng anh không chút vội vã anh thúc động linh lực tạo ra một thanh kiếm khí lớn trong lòng nghĩ người này nói không sai chỉ dựa vào một nhiễu chỉ nhu sợ rằng không đánh nổi hắn hơn nữa linh lực của phi kiếm phổ thông đối với hắn cũng quá yếu anh lấy ra một đóa dung tâm hỏa liên ánh mắt trở nên kiên định cái dung tâm hỏa liên này hấp thụ những nguyên tố hỏa thuần khiết nhất trong đất trời mà luyện thành dùng để luyện vũ khí là tốt nhất dứt khoát chính là nhân cơ hội này thăng cấp cho trang bị một chút nghĩ rồi tiêu huyền đem dung tâm hỏa liên dung hợp với thanh kiếm khí vừa rồi tạo lên một thanh kiếm mới mang nguyên tố hỏa cường lộ tiêu huyền lộ ra vẻ mặt hài lòng thật sự là một thanh kiếm bá đạo bất phàm trong thật khiến người khác vui lòng anh vui vẻ cầm lấy kiếm mới không bằng gọi ngươi là hỏa chi cao hưng đi tiêu huyền quyết định xài luôn cho nóng anh cao hứng phát động hỏa chi cao hưng phi nhanh về vô danh sau đó là hàng loạt những kiếm khí khác, Hỏa chi cao hưng, đi góp vui cùng những vị huynh đệ ở đây đi nào. Vô danh theo phản xạ giơ tay ra đón lấy thanh Hỏa chi cao hưng đang lao xuống. Không thể ngờ được lưỡi kiếm nhanh chóng chém qua cùng với đó là cảm giác bỏng rát thiêu đốt khiến hắn nhăn mặt khụi xuống. Vô danh nhìn xuống cánh tay mình đã bị cắt toạc một đường lớn. Da thịt cứng chắc mà hắn luôn tự hào bách kiếm bất xâm giờ đây bị thanh Hỏa chi cao hưng cắt cháy xém, cơn đau tê dại khắp cánh tay, mùi thịt nướng nóng hổi còn phảng phất. Hắn lập tức sợ hãi, đây đây là sức mạnh của nguyên tố hỏa tinh chất nào thế? Không hay rồi. Ngước lên nhìn thấy còn hàng loạt kiếm khí của Tiêu Huyền đang lao tới, hắn chỉ bèn cắn răng dồn sức, tạo ra một kết giới để giữ mạng. Tấm khiên bảo vệ này không thể kéo dài lâu. Trong đầu Vô Danh bây giờ đang vô cùng rối ren. Lần đầu tiên hắn thấy được sự uy hiếp khủng khiếp đến vậy. Từ đầu đến cuối người này không hề tỏ ra e sợ trước hắn. Hắn hoảng loạn, người này tuyệt đối không phải người mình có thể đấu cùng. Tiêu Huyền lên tiếng, còn chưa kết thúc mà, rồi anh giơ hai ngón tay chỉ điểm thu hồi thanh nhiễu chỉ nhu trong tay vô danh thanh nhiễu chỉ nhu cứ thế vượt đi phá vỡ kết giới mỏng manh của vô danh hắn hoảng sợ hét lên toi rồi đối mặt với hắn giờ đây là cơn mưa kiếm khí của tiêu huyền đang phóng xuống như cùng phong vũ bão uy lực hủy thiên diệt địa hắn bỗng chốc thấy mình như đã là cá nằm trên thớt có dãy dụ cũng vô ích xem ra là ta thua rồi hắn cúi đầu xuống cam chịu nói muốn chém muốn giết tùy người trước kiếm chiêu của tiêu huyền vô danh biết số phận của mình đã định sẵn hắn cúi đầu muốn chém muốn giết tùy người tiêu huyền nhìn vô danh khẽ bật cười rồi anh phẩy tay một cái thu hồi kiếm quyết tất cả kiếm khí đang cuồng nộ lao đến vô danh trong nháy mắt tan biến luồng linh lực cường hạn phủ kín tựa rông bão cũng tan ra lộ ra bầu trời quang đãng tiêu huyền chắp tay ra sau lưng tiêu sái nhìn xuống nói xem ngươi nhận thua cũng khá sảng khoái rồi vậy tha cho người một mạng tiêu huyền xét thấy vô danh có chút tâm khí cũng coi như là một kẻ rắn giỏi có khí cốt tiêu huyền đáp xuống quay lưng đi về phía đám người đồ nhi đang đợi sẵn anh còn để lại lời nhắn nhủ với vô danh ta là tiêu huyền nếu muốn báo thủ lúc nào cũng hoan nghênh nhưng mà việc hộ vệ của ngươi thất bại cũng sẽ tự có người tới tìm ngươi tính sổ ngươi phải giữ lấy mạng mà sống tiếp mới được nghe đến đây vô danh bỗng có cảm giác ớn lạnh tiêu huyền như cảnh cáo hắn tránh được vỏ dưa thì cũng sẽ gặp vỏ dừa vậy tiêu huyền nhìn tô mộc hàm cười khẽ được rồi dù sao đều đã là đồ nhi của ta rồi vậy thì cùng mộc hàm đi cứu phụ thân của cô ấy đi tô mộc hàm lúc này lòng đang tràn ngập sự ngưỡng mộ đỏ mặt đáp lời đa tạ sư phụ chị nô đằng sau thì rất hào hứng màn giao đấu vừa rồi của sư tôn thực sự quá hoành tráng nàng vui vẻ ngợi ca sư tôn ngờ quá vô danh nhìn bóng lưng tiêu huyền cùng các đồ đệ rời đi trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ trẻ tuổi như vậy lại có trình độ như thế này thật sự bất phàm vô danh thi triển khinh công nhảy đi khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười như còn vương vấn khí chất bất phàm của người tên tiêu huyền kia nếu ta có thể sống sót với sự truy sát của uông gia có cơ hội nhất định sẽ gặp lại hắn một lúc sau ba sư đồ tiêu huyền đã đến tô phủ chị nô háo hức nhìn ngắm xung quanh oa Xem ra sư muội cũng là đại phú hộ nha. Tô Mộc Hàm nhìn Tô phủ, thấp giọng thở dài, thân sắc có chút ảm đạm, ở thời của phụ thân ta, Tô phủ quả thật rất giàu có, nhưng từ khi ta nên làm gia chủ, Tô phủ ngày một kém đi, bây giờ cũng không còn được như trước. Rồi nàng chợt trở nên u buồn, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng, thật ra mọi người không nên giết Ung Vinh, phụ thân hắn Ung Thành không chỉ là thành chủ, còn là trưởng lão của Lạc Vân Tông. Nghe nói năm đó cùng trưởng môn của Lạc Vân Tông vào sinh ra tử, quan hệ rất thân thiết. Mọi người động tới hắn sau này sợ rằng sẽ còn nhiều phiền phức lắm. Chị Nô nghe xong thì ánh mắt tràn đầy lửa giận, nàng nắm chặt tay tuyên thể với Tô Mộc Hàm chắc như đinh đóng cột, bọn chúng dám tới, ta sẽ khiến chúng không còn đường về. Lạc Vân Tông vốn dĩ cũng là mục tiêu lần này của ta. Tô Mộc Hàm nghe vậy trong lòng liền thanh thản chút, nàng vội đẩy cửa lớn mời hai người bước vào, hai vị, xin mời bên này. Cửa phòng dần mở, một bóng người đang ngồi giữa chính điện dần hiện ra. Người đàn ông trung niên mặc một thân cẩm bào này là nhị thúc của Tô Mộc Hàm, Tô Hoành Viễn. Ánh mắt ông ta nhìn Tô Mộc Hàm âm trầm khiến người run sợ. Vừa thấy Tô Mộc Hàm bước vào, ông ta đã đập ghế quát lớn, "Tô Mộc Hàm!" Sau đó ông ta chỉ tay về phía Tô Mộc Hàm ngữ khí đầy phẫn nộ, "Tô Mộc Hàm, cái đồ bất hiếu nhà ngươi, ngươi còn mặt mũi quay về sao?" Tô Mộc Hàm chố mắt tại chỗ, kinh ngạc hỏi, "Nhị thúc ư, còn có các vị tộc lão nữa, mấy vị đại gia các người sao đều ở đây?" Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Tô Mộc Hàm, Chí Nô cũng thấy tình huống này thật bất thường, nàng lẩm nhẩm đây là sao? tiêu huyền thầm nghĩ có vẻ người tới đều không tử tế gì lúc này bên cạnh tô hoành viễn một người phụ nữ có dáng vẻ chua hoa đứng dậy chống nạnh chỉ tay thẳng mặt tô mộc hàm à chính là tam cô của tô mộc hàm tô nhuận nguyệt khuôn mặt à ta cau có khó chịu cay nghiệt mắng tô mộc hàm ngươi còn dám hỏi chúng ta nếu không ở đây đều không biết tô gia đã bị ngươi bán hết rồi tiện nhân nhân lúc đại ca trọng thương hôn mê lấy tài sản của tô gia đến thiên cơ lâu hưởng lạc những người này đều là phân gia của tô gia đối với dòng chính có lòng thù ghét lúc này bỏ đá xuống giếng đối xử với tô mộc hàm cũng không có chút tôn trọng nào. một đám vinh váo tự đắc chỉ về phía nàng chửi rủa. trước những lời gán ghép xỉ nhục của đám người này, tô mộc hàm cau mày khó chịu. nàng tức giận phân giải. không phải đâu, ta bán gia sản không phải để hưởng lạc, là để mua dung tâm hỏa liên cứu mạng cha ta. tô nhuận nguyệt vẫn tiếp tục lớn giọng. vậy hỏa liên đâu, ở chỗ nào? tô mộc hàm đưa tay vào trong túi chữ vật. một luồng sáng ấm nóng tỏa ra. nàng lấy ra dung tâm hỏa liên. đóa hỏa liên tỏa ra ánh sáng cùng sự ấm nóng như thắp sáng tia hy vọng sưởi ấm sự lạnh lẽo trong tim tô mộc hàm nàng mỉm cười ta đã phải cất giữ rất kỹ không dám làm hỏng nó dù chỉ một sợi đúng lúc này lão nhị thúc tô hoành viễn của nàng đột nhiên đứng dậy cười đầy nham hiểm lão phóng thích uy áp của kim đan lục trọng vươn tay về phía tô mộc hàm hét lớn đem qua đây cho ta tô mộc hàm mặt tái mét ôm lấy dung tâm hỏa liên lùi về sau nàng sợ hãi hét lên nhị thúc đúng lúc này một bóng người lao đến chắn trước nàng tiêu huyền đã ra trận bảo vệ đồ nhi của mình tô mộc hàm ngước nhìn tiêu huyền nàng cảm thấy thật an toàn đáng tin cậy. Tiêu Huyền phẫn nộ nói, ta xem ai dám động vào Mộc Hàm. Nói rồi anh thi triển kiếm quyết phóng đi, dạy cho lão nhị thúc tham lam kia một bài học. Lão Tô Hoành Viễn căng mắt nhìn kiếm khí đang lao đến, mồ hôi túa ra như mưa. Lão bấn loạn, gì thế này, không hay rồi, không thể sơ suất đối địch với người này. Trong 36 kế chuồn là thượng sách, nghĩ rồi lão vội tránh đi. Không ngờ kiếm khí của Tiêu Huyền có thể chuyển hướng, đuổi sát lão ở phía sau. Phập, một kiếm khí cắm ngay trước mặt lão, lão Tô Hoành Viễn như chết đứng mà dừng lại phập phập phập, cứ thế tất cả kiếm khí vừa vặn ghim lão dính đét vào tường. tí nữa thì lão đã có thể bị đâm thành cái rổ. thấy tô hoành viễn bị như vậy, tô nhuận nguyệt hoảng hốt hét lên nhị ca. tô hoành viễn sợ hãi nhìn kiếm khí sắc bén sát bên mặt, lão nhắc nhở tô nhuận nguyệt: tam muội cẩn thận thanh kiếm nó. tô nhuận nguyệt cây độc quay về phía tô mộc hàm mắng mỏ: tô mộc hàm ngươi là có ý gì? bây giờ còn tìm người ngoài tới đối phó người nhà đúng không? tô mộc hàm nét mặt buồn bã: ta, ta không phải. chị nô không muốn nàng khuất nhục trước đám người này khẽ lắc vai nàng nói sư muội đừng phí lời với bọn họ tiêu huyền hừ lạnh nhìn đám người hồ ngôn loạn ngữ này anh muốn xem chúng còn không biết xấu hổ chửi mắng gì nữa tô nhuận nguyệt càng được đà tiến về phía trước chỉ tay mắng lớn sao nào còn muốn động thủ không tới đi đánh chết ta đi chưa để à ta vinh váo lâu kiếm khí của tiêu huyền đã cắm xuống ngay trước mặt ả à làm ả à sợ hãi trượt cả chân tiêu huyền sắc mặt âm hiểm nói ai dám bước lên phía trước một bước linh kiếm của ta không có mắt đâu anh nâng tay lên quay người cuộn trào linh lực mãnh liệt kiếm khí đồng loạt kết tụ chĩa về phía đám người kia, chúng bị tiêu huyền dọa sợ liền hướng đến tô mộc hàm chỉ trích. tô mộc hàm hoành viễn và nhuận nguyệt chỉ là nhất thời xúc động, nhưng chúng ta dù gì cũng là người nhà máu mủ ruột già, người coi trọng người ngoài đối phó với bọn ta không hay đâu. tô mộc hàm nghe đến đây ảm đạm nói, người một nhà à? tô nhuận nguyệt vẫn không chịu thua thiệt chỉ tay vào mặt nàng mắng những lời còn cay độc hơn. đúng thế, tô gia đã nuôi dưỡng ngươi 20 năm, ngươi còn muốn báo đáp ơn nghĩa của tô gia thế này sao? con nhóc phong ân bội nghĩa. Tô Mộc Hàm nước mắt lã chã rơi xuống, giờ đây trái tim nàng đã bị đám người không biết tốt xấu này làm cho nguội lạnh. Sắc mặt nàng tràn đầy oán giận cùng không cam lòng chỉ tay về phía chúng mà quát, đám máu lạnh các người sao lại còn mặt mũi chạy tới trách móc ta nữa hả? Cha ta tổ hỏa nhập ma các người có ai từng quan tâm hỏi han qua chứ? Các người chỉ biết nhân lúc cha ta hôn mê tới cửa tranh giành phân chia tài sản, bọn chúng bị Tô Mộc Hàm nói cho cứng họng không thể phản bác. Tô Mộc Hàm vẫn ốt hét lên, ta thấy các người chính là không chờ được lúc cha ta chết đi. Chị Nô áp lại gần Tô Mộc Hàm an ủi, nàng cũng nhìn đám người kia với ánh mắt khinh bỉ. Đây thì là huynh đệ ruột thịt gì chứ, chỉ là một đám mặt dày vô sỉ không bằng xúc sinh cầm thú. Lúc này phía sau Tô Mộc Hàm truyền đến một luồng hơi ấm, Tiêu Huyền tiến tới, dịu dàng đặt tay lên vai Tô Mộc Hàm nói: "Mộc Hàm, nếu con đã bài nhập môn hạ của ta, vậy hôm nay vi sư sẽ dạy con bài học đầu tiên. Cách đối đãi với đám rộ đổ bìm leo này phải dùng tới sức mạnh để nói chuyện." Nói rồi Tiêu Huyền điều khiển kiếm khí bao vây đám người kia lại lời tiêu huyền nói ra tiếp theo từng chữ nhẹ nhàng mà sắc lẹm như dao găm mộc hàm con muốn chấn áp hay là muốn diệt môn tô mộc hàm bị câu hỏi bất thình lình của tiêu huyền làm cho có chút sừng sốt nàng liếc nhìn xung quanh một vòng lâm vào trầm mặc đám người phân ra nghe tiêu huyền nói thì run sợ lùi về sau hả chấn áp diệt môn gì chứ tô mộc hàm run rẩy nước mắt lại trào ra nàng chính trực tốt bụng nhưng chính vì vậy lại bị đám người này thừa cơ lấn tới mà coi thường trà đạp nàng cắn răng ngập ngừng nói con con rồi nàng quỳ dạp xuống trước mặt tiêu huyền nhờ sư phụ trấn áp tô gia phế đi tu vi của bọn họ giữ lại cho họ một con đường sống tiêu huyền phẩy quạt quả nhiên mộc hàm vẫn là một cô gái tốt trước nay đối với kẻ thù ác anh không hề nương tay nay vì đồ đệ mà ngoại lệ anh nghiêm nghị nói được mộc hàm con tới cứu phụ thân trước chỗ này giao cho vi sư tô mộc hàm ngậm ngùi đa tạ sư phụ chị nô đỡ nàng dậy dịu dàng bảo đi thôi sư muội chị nô dắt tô mộc hàm rời đi vậy việc còn lại đã đến lúc tiêu huyền thẳng tay trừng phạt mộc hàm quay đầu liếc nhìn bóng lưng trong lòng đầy ái mộ với sư phụ Tiêu Huyền gấp quạt nhìn lướt qua một lượt, rồi truyền ra một câu lạnh như băng, "Vậy thì chúng ta bắt đầu từ người nào đây?" Anh không kìm lòng được nhìn lũ người vừa rồi còn độc mồm độc miệng giờ đây run rẩy sợ chết, "Không thì bắt đầu từ ngươi đi." Nói rồi Tiêu Huyền chỉ tay vào lão Tô Hoành Viễn đang bị ghim trên tường phóng kiếm khí tới. Tô Hoành Viễn hét lên "Đừng mà." Sau đó khắp phòng truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết của lão, khung cảnh trước mắt thảm đến nỗi không ai dám nhìn thẳng. Tiêu Huyền xoay quạt một vòng, sau lưng anh lão Tô Hoành Viễn đã gục xuống rất thê thảm. Anh cười âm hiểm nhìn đám người phân ra kia, tiếp theo các người, ai muốn lên trước. Giờ khác này đám người phân ra tô ra mới biết mình đã chọc phải người không nên chọc. Lớn nhỏ la hét chạy tán loạn, mau chạy đi, mau chạy đi. Bọn chúng đồng loạt lao ra cửa lớn thoát thân, vẻ mặt hoảng loạn như thể tiêu huyền là hung thần ác thú đến đoạt mạng. Tiêu huyền ra tay dứt khoát không chút lưu tình khiến ai nấy cũng sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Tiêu huyền nhìn bọn chúng chạy tứ tung như đám chuột nhắt, ánh mắt sắc lẹm, một người cũng đừng mong chạy thoát. Anh thúc động linh khí truyền qua cây quạt trong tay phi tới cứ như thế tiêu huyền hạ gục đám người chỉ trong chốc lát không một ai có thể chạy thoát tia nhỏ linh lực đồng loạt đánh văn chúng lên không trung rồi nhanh chóng phế bỏ tu vi của chúng tiếng kêu thảm thiết thế lương vang vọng khắp tô phủ tô mộc hàm nhìn cảnh tượng trước mắt lại mang xúc cảm lạ kỳ từ trước tới nay chưa có ai giúp đỡ nàng mà không cần hồi đáp sư phụ lại nguyện thay nàng báo thù chấn áp tô ra dù mới thu nàng làm đồ đệ không lâu tô mộc hàm quay người nắm chặt tay chỉ nô bước đi lòng nàng tràn ngập quyết tâm mình cũng phải nỗ lực hơn nhất định phải cứu được cha một tiếng sau trong phòng của tô Trí viễn phụ thân của tô mộc hàm tô mộc hàm đang quỳ bên giường bệnh của cha sắc mặt nàng vẫn đang âm trầm lo lắng lúc này chị nô đẩy cửa cùng tư huyền bước vào sư muội đám người của tô ra đã bị sư tôn phế hết tu vi rồi bây giờ đang giam giữ trong địa lao tô mộc hàm quay đầu nhẹ nhàng nói như thế là đủ rồi cảm tạ mọi người chị nô thấy sắc mặt nàng vẫn không tốt tiến đến hỏi han phụ thân muội thế nào rồi tô mộc hàm nhắm mắt khuôn mặt u sầu sau khi uống dung tâm hỏa liên cha vẫn chưa tỉnh lại Tiêu Huyền cũng bước đến, nhìn qua một lượt tình thế của Tô Chí Viễn, anh nói với Tô Mộc Hàm, "Để ta xem thử." Tiêu Huyền bắt mạch cho Tô Chí Viễn, linh khí theo đầu ngón tay tràn ra, tiến vào trong cơ thể Tô Chí Viễn. Linh khí vừa chạm vào kinh mạch, Tiêu Huyền đã cảm thấy điều bất thường, vết thương này của phụ thân con. Anh nhíu mày, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng nói, "Xem trong mạch tượng không giống với tẩu hỏa nhập ma, chắc là có người khác ám hại mới dẫn tới đứt đoạn kinh mạch. Hơn nữa đối phương ra tay tàn ác, nếu không phải dược tính trong cơ thể phụ thân con thâm hậu, người bình thường đáng lẽ uống nhiều đan dược trị liệu như thế lần này sợ rằng tới một hơi thở cũng không giữ được tô mộc hàm sửng sốt sao lại như thế tiêu huyền trấn an nàng đừng hoảng sợ tình hình hiện tại vẫn được coi là ổn định chỉ cần ta nối lại tĩnh mạch cho ông ấy là được tiêu huyền vận chuyển một cỗ linh khí theo hai đầu ngón tay phun ra rót vào cơ thể tô chí viễn tiêu huyền nói vẫn may sau khi tu luyện tung hoành vạn lý ngự kiếm quyết năng lực khống chế tinh vi linh lực của ta lại tăng thêm một tầng rồi cho dù là hồi phục tĩnh mạch công việc tỉ mỉ như thế cũng không phải là vấn đề linh khí của tiêu huyền luồn lách trong kinh mạch của tô chí viễn gặp chỗ đứt gãy liền bắt cầu nối liền lại không ngừng chữa trị thương tổn trong thân thể tô chí viễn dần dần kinh mạch cũng bắt đầu vận chuyển bình thường trở lại khí tức của tô chí viễn dần dần ổn định ông cao mày khẽ kêu lên một tiếng sau đó tô chí viễn ho lên mấy hồi thấy cảnh này nét mặt tô mộc hàm nở ra một nụ cười sán lạn ánh mắt tràn ngập niềm vui cô hạnh phúc gọi cha chị nô đứng bên cạnh cũng bất ngờ thương tổn nặng như thế mà nhanh như vậy đã có thể tỉnh lại rồi Tô Chí Viễn từ từ mở mắt, yếu ớt gọi Mộc Hàm. Tô Mộc Hàm lập tức đỡ lấy, vội vàng hỏi, "Cha người cảm thấy thế nào rồi?" Tô Chí Viễn gượng dậy, chậm rãi ôm đầu, "Không sao, chỉ là có chút chóng mặt." Sau đó Tô Chí Viễn chợt trừng lớn hai mắt. Ông lập tức ngước nhìn Tô Mộc Hàm, sắc mặt khiếp sợ, gấp gáp hỏi, "Mộc Hàm, nhị thúc của con đâu? Hắn không làm gì con chứ?" "Con không sao." Mộc Hàm trả lời, trong lòng nàng dấy lên nghi ngờ, vì sao cha lại nhắc tới nhị thúc, lẽ nào là? Tô Chí Viễn nét mặt ảm đạm, khổ sở nói, những năm gần đây ta dồn lực để cải tiến đơn thuốc hồi thần đan. Vài ngày trước cuối cùng cũng có tiến triển. Đơn thuốc mới của ta yêu cầu hạ thấp phẩm chất của dược liệu khá nhiều, nhưng lại yêu cầu rất cao về tu vi của luyện đan sư. Tu vi của ta không đủ, nên đã tìm tô hoành viễn giúp đỡ. Không ngờ rằng hắn nhân lúc ta luyện đan hạ độc thủ với ta. Nói đến đây tô trí viễn thở dài một hơi. Lúc trước ta và hắn không thủ không hận, ngày nay lại chẳng có thủ hàn gì, hắn lại hận ta như vậy. Chắc là vẫn còn ghi hận năm đó phụ thân chọn ta thừa kế chức vị gia chủ tô gia. Không phải là hắn. Nghe xong cha kể lại, Tô Mộc Hàm tức giận nắm chặt tay đập xuống, nét mặt nàng đầy vẻ phẫn uất, nàng oán hận nói, thì ra là hắn. Bên này Tiêu Huyền đối với việc đã chữa trị thành công cho Tô Chí Viễn không hề để tâm, anh chỉ chú ý tới hồi thần an. Ta nhớ đó là đơn thuốc tam giới mà, đây không phải vừa đúng lúc có thể dùng để Mộc Hàm thăng cấp đan đạo chi tâm sao? Tiêu Huyền lên tiếng, Tô lão gia, khi nãy ngài nói tới đơn thuốc, có thể cho ta mượn xem thử không? Tô Chí Viễn ngạc nhiên hỏi ngài là. Tô Mộc Hàm giới thiệu ngài ấy chính là tiêu huyền trưởng lão của hồng mông tông cũng chính là sư phụ mà nữ nhi vừa bái nhận may mà nhờ có ngài ấy nữ nhi mới có thể thức tỉnh được cha tô chí viễn biết tiêu huyền là ân nhân cứu mạng lòng đầy cảm kích ôm quyền cảm tạ thế sao thì ra là ngài đã ra tay cứu giúp ta và hàm nhi đa tạ công tử hàm nhi có thể có được cơ duyên này ta thật sự rất vui mừng sau đó tô chí viễn gõ hai tiếng vào tủ đầu giường một ngăn kéo bí mật hiện ra tô mộc hàm tò mò cha người lắp cái này ở trong phòng từ khi nào thế Tô Chí Viễn từ trong ngăn kéo lấy ra một cuộn giấy, ông cười nhí nhảnh, "He he, vốn dĩ là nơi giấu tiền riêng đó." Tô Mộc Hàm nghe vậy liền bỗng chốc cảm thấy khô héo sa mạc lời với cha của mình. Tô Chí Viễn đưa cuộn giấy cho Tiêu Huyền chân thành nói, "Công tử đã cứu ta, chỉ cần là đơn thuốc của Tô gia, công tử muốn thì cứ lấy đi." Tiêu Huyền nhìn lướt qua đơn thuốc một hồi rồi lên tiếng hỏi, "Đơn thuốc này, ngài còn chưa sửa xong sao?" Tô Chí Viễn buồn rầu trả lời, "Ân công thật có mắt nhìn, ban đầu ta chỉ thiếu một chút nữa là có thể thành công rồi." nhưng đáng tiếc đã bị tên xúc sinh Tô Hoành Viễn đó phá hoại. Tiêu Huyền mỉm cười, không sao, đơn thuốc này không có vấn đề gì lớn, chỉ thiếu một vị điền hoàng thảo nữa là được. Tô Mộc Hàm nghe đến đây như giác ngộ ra gì đó, điền hoàng thảo sao? Nàng tự nhẩm trong lòng, đúng rồi, điền hoàng thảo, trời ạ, à, sao mình không nghĩ tới chứ. Ngay sau đó vang lên tiếng thông báo của hệ thống, đệ tử dưới sự chỉ dạy của ký chủ thành công lĩnh ngộ đơn thuốc tam giới đã cải tiến, hồi thần đan bản nâng cấp, đan đạo chi tâm, thiên phú thăng cấp huyền giới phần thưởng nhận được tăng gấp 5 lần, thiên phú của ký chủ, đan đạo chi tâm thăng cấp thiên giới, thông báo. Thiên giới, luyện đan thành công tăng thêm 99%, tỷ lệ lĩnh ngộ đơn thuốc tăng thêm 30%. Tiêu Huyền Liếc nhìn hài lòng, không ủng công thu nhận hạt giống tốt về y thuật như Tô Mộc Hàm. Hiện tại tỷ lệ lĩnh ngộ đơn thuốc của anh đã tăng thêm 30%, chẳng trách bên trong tâm trí bỗng nhiên nảy ra những suy nghĩ mới về những đơn thuốc khác. Tô Chí Viễn khuôn mặt hốc hác, vừa tỉnh dậy người ông lo lắng nhất là con gái bảo bối. Ông lập cập cầm tay Tô Mộc Hàm nói, Mộc Hàm, bao lâu nay một mình con tiếp quản tô ra vất vả rồi ông chỉ trách mình nhẹ dạ cả tin không ngờ tô hoành viễn lại là cáo nuôi trong nhà tô mộc hàm nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của người cha già nàng cũng có nỗi khổ muốn bộc bạch với cha nàng nói đây đều là những việc con nên làm chỉ là nữ nhi bất hiếu lúc trước để kiếm tiền trị bệnh cho người đã đem những tiệm thuốc trong nhà đi thế chấp tô ra sau này sợ rằng không đứng vững được nữa đúng lúc này tiêu huyền lên tiếng ta có một suy nghĩ khá to gan đầu óc kinh doanh của tiêu huyền chợt nảy số Gia thế của tô gia hoành tráng như vậy mà không tận dụng được thì thật phí hoài. Anh lấy túi tiền đã tích góp ra nói, các ngươi có thể lấy lại toàn bộ tiệm thuốc, sau đó tuyển sinh theo những học đồ luyện đan, ký khế ước chọn đời với họ. Với yêu cầu là không cho phép bọn họ tiết lộ đơn thuốc luyện đan của chúng ta. Nếu như muốn rút lui giữa chừng chúng ta sẽ ký thêm hiệp ước không cạnh tranh với họ. Sau khi rời khỏi chỗ chúng ta không được phép sử dụng đơn thuốc của chúng ta. Ba người tô trí viễn, tô mộc hàm cùng chỉ nô nghe đến ngây ngốc. Tô mộc hàm cũng phải cảm thán một câu kim dạ tà y tiêu huyền lộ ra vẻ mặt gian xảo he he bọn họ rất nhanh sẽ biết sự lợi hại của chúng ta thôi kinh doanh mà không có mánh khóe thì không nhanh giàu được tiêu huyền dự tính được mối lớn sảng khoái quay người rời đi anh không quên nhắc nhở sự việc không được chậm trễ mộc hàm con đi luyện đan trước đi ta và sư tỷ sẽ tới giải quyết tên tô hoành viễn kia chị nô vui vẻ chào tạm biệt tô mộc hàm sư muội lát nữa gặp nha đợi tiêu huyền cùng chị nô đi khuất rồi tô trí viễn mới hỏi con gái sư phụ này của con có phải là người bình thường không vậy Tô Mộc Hàm giật giật khóe miệng vài cái, nàng cũng không biết bộ mặt này của sư phụ, nhưng quả thực Tiêu Huyền là người rất đáng tin cậy, nàng bất lực mà đáp phải ạ. À. Lúc này trong nhà lao của Tô gia, Tô Hoành Viễn thấy Tiêu Huyền cùng Chí Nô đến thì co rúm người run sợ, các người, các người muốn làm gì? Tiêu Huyền ung dung ngồi trên ghế phẩy quạt nói, "Cố lên tiểu chỉ nhi, luyện không tới vạn nghìn kiếm khí, hôm nay chúng ta không đi nữa." Bên cạnh anh, Chí Nô đang tập trung tâm trí, thúc động linh lực, cố gắng lĩnh ngộ. Chí Nô đối với kiếm đạo lĩnh ngộ rất nhanh, thậm chí đại bộ phận trúc cơ kiếm tu cũng không bằng nàng. Trời sinh ban cho tiên thiên kiếm thể, chỉ cần nàng một lòng nghiên cứu kiếm đạo, tương lai thực sự không thể đoán trước. Thời gian trôi qua, kiếm khí hồng đậm từng đợt kết tụ. 9971, 9972, 9979, sau cùng là 10000 kiếm khí. Sau tiếng hô thành công rồi, Chí Nô đã luyện thành công kiếm khí vạn thiên. Tô Hoành Viễn lùi trong góc nhìn uy áp khiếp sợ này không thốt lên lời. Chí Nô vầng chán ướt mồ hôi, nàng đưa tay lên trán thở hồng hộc. Tiêu Huyền không tiếc lời tán dương, không tồi, tiếp theo chính là kiếm thiên hóa nhất, cố lên, vi sư tin tưởng con. Chị nô ánh mắt lại tràn đầy tự tin, kiên định nói, con cũng tin, con nhất định sẽ làm được. Theo tiếng hô của nàng, một quả cầu linh lực hình thành, truyền ra linh khí nồng đậm quy tụ 10.000 kiếm khí về một điểm. 10.000 kiếm khí hợp nhất lại thành một thanh kiếm khí khổng lồ. Chị nô chú tâm tiếp thêm linh lực, thanh kiếm khí ngày càng lớn dần, trở thành một thanh kiếm dài vài mét, có thể càn quét cả một chính điện. Chị nô cười giòn tan khoe, sư tôn, con thành công rồi tiêu huyền khen ngợi nàng làm tốt lắm học được chiều này đủ để đối phó với lạc vân tông rồi tô hoành viễn lúc này sợ đến chảy cả nước mũi mũi kiếm to lớn kia đang chĩa thẳng vào mặt lão lão run sợ hét lớn các người đây là muốn làm gì đừng đừng mà tiêu huyền nhìn lão cười khẩy đừng mà ư lúc ngươi không trần trừ ra tay với tô chí viễn sao lại không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay tiểu chỉ nhi ra tay đi chỉ nô tuân lệnh đáp vâng rồi vung tay một cái kiếm khí to lớn oanh tạc đâm thẳng xuống nền gạch bị vỡ vụn ra thành một lỗ lớn lão tô hoành viễn thì tránh được lão không ngừng hô gào a a giết người rồi cứu mạng với chị nô phụng phịu gì đánh trượt rồi tiêu huyền nhìn dáng vẻ hiếu thắng của nàng thì khuyên bảo nhắm chuẩn rồi lại đánh lại không cần vội từ từ thôi một lần nữa kiếm khí to lớn lại đâm tới lão tô hoành viễn sợ hãi nhảy lên lần này vừa vặn đâm giữa hai chân lão lão sợ đến suýt xón ra quần tiêu huyền lên tiếng lại lệch rồi làm lại cứ thế trong mục giam tiếng tiêu huyền nói làm lại cứ lập lại không biết bao nhiêu lần chật vật suốt nửa tiếng trôi qua một cao thủ kim đan tam trọng cứ thế bị sư đồ tiêu huyền lôi ra làm bia tập chơi đùa chết trong ô nhục lão xứng đáng nhận cái kết so với những gì lão làm ra tiếng hệ thống vang lên thông báo phần thưởng kiểm tra thấy dưới sự chỉ dạy của ký chủ đồ đệ của ngài đã lĩnh hội được tung hoành vạn lý ngự kiếm quyết kiếm ý vạn thiên hóa nhất phần thưởng nhận được tăng gấp 10 lần lĩnh hội của khí chủ tung hoành vạn lý ngự kiếm quyết kiếm ý vạn thiên hóa nhất ngoài ra sẽ tăng thêm một thanh nhiễu chỉ nhu địa giới cực phẩm tiêu huyền khoan khoái đứng dậy cảm giác sảng khoái như toàn bộ lỗ chân lông đều giãn nở thế là có hai thanh nhiễu chỉ nhu kiếm rồi lại thêm vạn thiên hóa nhất phân thần chi hạ đánh nhau chút cũng không có vấn đề gì rồi tiêu huyền nét mặt càng lộ ra trí tham vọng lớn thỏa mãn nghĩ thầm cái này còn nhẹ nhàng hơn so với tự mình tu luyện cảm ngộ anh gọi chị nô đi thôi đi xem thử mộc hàm bên đó có cần giúp đỡ gì không chị nô vội vã bước theo sư tôn chờ con với nàng năng động như một đứa trẻ chuyển cảnh đến phủ thành chủ thành lạc vân tại đại sảnh một đám hộ vệ đang quỳ dạp trên mặt đất run rẩy sợ hãi phía sau là thi thể của ung vinh được phủ vải trắng đám hộ vệ thông báo thành chủ đại nhân thiếu thành chủ ngài ấy ngài ấy bị người ta giết rồi nghe đến đây nam tử ngồi trên tọa vị đập tay phẫn nộ hét lớn khốn kiếp ta tốn tiền thuê các người tới để ăn cơm chủ sao người này thân hình cường tráng khi thế hừng hực dọa người hắn chính là ung văn thành thành chủ thành lạc vân đồng thời là phụ thân của ung vinh thiếu thành chủ không còn nữa không đem đầu của hung thủ tới đền tội các ngươi cũng đừng mong sống sót nghe đến đây đám hộ vệ sợ đến xanh mặt toàn thân run lẩy bẩy một tên vội vàng thanh minh thành chủ đại nhân kẻ sát hại thiếu thành chủ tên là tiêu huyền là trưởng lão của hồng mông tông một tên cảnh giới nguyên anh như vô danh hắn chỉ dùng vài chiêu là đánh bại rồi bọn ta bọn ta thật sự vô năng uông văn thành không hề nguôi giận quanh thân thể khí thế mãnh liệt bạo phát uy áp của kim đan thất trọng bao phủ hắn quát lớn một đám phế vật dứt lời hắn phóng thích uy áp ra như vặn vẹo xé rách xung quanh khi thế cùng bạo như thủy chiều hướng bốn phương tám hướng trào ra đám hộ vệ bị thổi bay cầu xin thảm thiết thành chủ tha mạng uông văn thành lòng đầy oán hận cũng vẫn uất nghĩ sức mạnh của vô danh ta chính là người đã khảo nghiệm qua tên tiêu huyền đó lại có thể đánh bại vô danh chỉ trong vài chiêu thực lực của người này tuyệt đối không phải là thứ mình có thể đấu lại dường như bây giờ hắn đã bị oán hận nuốt trọn hắn hùng hổ bước xuống tiện chân đạp văng một tên hộ vệ để xả giận uông văn thành câu có nghĩ xem ra muốn báo thủ cho vinh nhi chỉ có thể tới lạc vân thành để nhờ cậy thôi hắn bước ra cửa lớn giọng truyền lệnh cho đám hộ vệ ta phải tới lạc vân tông một chuyến thay ta gửi thư mời dự tiệc tới toàn bộ quý tộc trong thành bao gồm cả tô gia sắc mặt ung văn thành lúc này đầy quyết tâm trả thù ánh mắt đằng đằng sát khí hắn đay nghiến lẩm nhẩm mối thù giết con này tiêu huyền ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh vậy là sắp tới sẽ lại có một đợt sóng gió tại tô gia tô mộc hàm vừa nhận được thư mời của ung vinh kính mời tô gia đêm nay tới dự dạ tiệc của ung gia để chúc mừng tô gia đã dẹp yên chính Tô Mộc Hàm lúc này đang ngồi thưởng trà cùng Tiêu Huyền và Chí Nô. Chí Nô nhìn thư mời tức giận đập bàn nói: "Sao lại chẳng thấy chút ý tốt nào thế? Rõ ràng là Hồng Môn Yến." Chí Nô nghĩ chắc chắn đám người này mời cha con Tô Mộc Hàm đến để gây sự, nàng hùng hổ nói: "Bọn ta bây giờ ra khỏi thành, trực tiếp tới Lạc Vân Tông, chờ bọn ta ra khỏi thành Lạc Vân, xem Ung Văn Thành đó còn có cái gì để nhắm tới hai người không." Tiêu Huyền ở bên cạnh vẫn thản nhiên cầm chùm nho lên, anh vừa ăn nho vừa vô tư nói: "Nhưng người ta đã gửi thư mời sao lại có thể từ chối được?" đương nhiên phải đi chứ. Chị Nô không hiểu sao phải xem trọng lời mời của đám người này, nàng thắc mắc hỏi sư tôn tại sao. Tiêu Huyền đặt tay lên vai chị Nô, sắc mặt bỗng trở lên nghiêm túc. Ta đi nghe ngóng tin tức. Bữa tiệc lần này Lâm Văn Thành chắc chắn sẽ ở đó. Đồ nhi Hoan muốn báo thủ không? Chị Nô vừa nghe đến Lâm Văn Thành thì có chút mất kiểm soát, nàng không tự chủ mà phóng thích uy áp, lửa giận trào dâng sùng sục. Chị Nô nghiến răng, tên phản đồ đáng chết đó cũng ở đây sao? Tô Mộc hàm có chút hoảng hốt, nàng chưa bao giờ thấy chị Nô tức giận như vậy tiêu huyền phẩy quạt nét mặt âm trầm vừa suy tính vừa nói nghe nói hắn bây giờ đang dựa vào thế lực của lạc vân tông không thể vơ đũa cả nắm được nếu như đổi thành thời gian khác muốn bắt gặp hắn quả thực không hề dễ dàng rồi sau đó anh đứng dậy thở hắt ra một hơi thế nào đồ nhi ngoan bây giờ có muốn đi cùng vi sư đại náo hồng môn yến này không đã lâu chưa được vận động gân cốt tiêu huyền cũng nóng lòng đón chờ nhân tiện có thể thử nghiệm chiêu thức mới chỉ nô ánh mắt kiên định đáp đồ nhi nghe lệnh sư phụ tô mộc hàm mỉm cười lo lắng nhưng mà là lo cho đám người ở hồng môn yến hơn sao cứ cảm giác có người sắp gặp họa rồi ngay sau đó tiêu huyền bỗng quay về phía tô mộc hàm hỏi đúng rồi chuyện đơn thuốc xử lý thế nào rồi tô mộc hàm bị chuyển chủ đề bất ngờ có chút lúng cuống kiểm kê lại a à, đã lấy lại 17 hiệu thuốc đi thế chấp lúc trước của tô ra rồi người học luyện đan còn đang chiêu mộ chiều nay đã bán thử hồi thần đan tổng cộng bán được 50 bình thu thập 5.000 viên hạ phẩm linh thạch tiêu huyền đưa tay lên cảm suy nghĩ 50 bình có chút ít rồi hỏi tô mộc hàm phân tích nguyên nhân chưa Tô Mộc Hàm nhanh chóng trả lời, có ạ, à, có ạ. À. Cô tiểu thư này cũng rất có năng khiếu quản lý cửa tiệm đó chứ. Tô Mộc Hàm suy xét rồi đưa ra nguyên nhân. Công dụng chủ yếu của hồi thần đan chính là thanh tâm ngưng thần, điều chỉnh nội tức. Công dụng có chút hạn chế lại cộng thêm đây là ngày đầu tiên bán thử. Tiêu Huyền nghe xong liền hiểu ra, muốn kinh doanh thì phải có biện pháp thu hút khách hàng. Anh lấy trong vạt ra một sấp giấy và nói, như thế này, đây chính là đơn thuốc của Tam Giới đã được cải tiến. Con cầm lấy nghiên cứu đi. Tới lúc đó nói cho ta kết quả của việc bán thử. Với một dược sư như Tô Mộc Hàm, nhìn thấy đơn thuốc như nhìn thấy vàng, Tô Mộc Hàm lập tức sáng mắt lên, toàn bộ đều là của con sao. Tô Mộc Hàm vẻ mặt tràn đầy niềm vui, hào hứng nghiên cứu ngay lập tức. Đây chính là tiểu kim đan sau khi cải tiến, hiệu quả phục hồi ít nhất cũng gấp 10 lần so với trước đây, đủ để đáp ứng nhu cầu cho tu sĩ bình thường giữ mạng. Con cảm thấy nhất định có thể bán ra ngoài. Tiêu Huyền không để tâm đến mấy đơn thuốc đó, thứ anh quan tâm là tiền. Tô Mộc Hàm tài năng sẽ là cây hái ra tiền. Trong đầu Tiêu Huyền vui như nở hoa tiền yêu ta ta yêu tiền tiền tới từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới lúc nào cũng tới anh không nhịn được mà lộ ra nụ cười bỉ ổi he he niềm vui cuộc sống chỉ nằm không thu tiền sắp tới rồi đêm đến tại phủ thành chủ đèn thắp sáng lung linh phủ thành chủ diện tích mấy ngàn mẫu tường viện vài mét so với trang viên tô ra càng rộng lớn hùng vĩ hơn sư đồ tiêu huyền cùng cha con tô mộc hàm vừa bước vào phủ môn một tiếng cười to truyền đến uông văn thành nét mặt cười mở bước nhanh ra đón tiếp ajo tô lão đệ khách quý khách quý Uông Văn Thành thái độ như thể đón tiếp một người bạn lâu ngày không gặp, quan tâm hỏi han, nghe nói thời gian trước Tô lão đệ bị bệnh rồi, ta còn rất lo lắng đó. Không ngờ rằng sau khi khỏi bệnh, đa dược của Tô gia lại tăng thêm một cấp nữa. Quả là may mắn, đằng sau hắn là một nam tử tóc đỏ vẻ mặt nham hiểm. Dù Uông Văn Thành diễn rất đạt nhưng hắn không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt đều giả cùng gian ý nhìn nhóm người Tiêu Huyền. Tô Chí Viễn vẻ mặt hoan hỉ nhưng trong lòng không kinh sợ, ngược lại Uông Văn Thành mời Tô Gú đến dự tiệc xem ra vẫn cho Tô ra một vinh dự. Ông chắp tay cung kính cười nói, ha 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 đa tạ thành chủ đại nhân quan tâm uông văn thành hào sảng lập tức hướng đến tiêu huyền ôm quyền nói vị này chắc là người giúp cho tô ra đứng dậy lần nữa nhận mộc hàm làm đồ nhi giúp con bé đột phá luyện đan sư tam giới tiêu công tử đúng không tiêu huyền đối với hắn đều quan sát nhất cử nhất động nhưng anh vẫn khách khí ôm quyền đáp ha ha uông thành chủ quá khen rồi lúc này nét mặt của người đằng sau biến sắc hắn nhìn qua một lượt tiêu huyền lòng thẩm mỹ tiêu huyền ư vị này chính là nhân vật chính mà uông thành chủ muốn đặc biệt thiết đãi trong đêm yến hội hôm nay sao Uông Văn Thành đối với đêm yến hội này đã kỹ càng chuẩn bị, hắn đặc biệt mời tới 30 vị kim đan trưởng lão của Lạc Vân Tông giúp đỡ. Bây giờ người của Lạc Vân Tông đều đã đổi thành trang phục của quan khách chờ sẵn trong đại sảnh của yến hội, chỉ cần Uông Văn Thành nói một tiếng, lập tức có thể ra tay giết người. Nhiều cao thủ hội tụ như vậy tiêu huyền dù là tuyệt thế cao thủ thì có 10 cái mạng cũng khó thoát. Đột nhiên ánh mắt của hắn vô tình chú ý đến chị Nô, hắn có linh cảm thấy nàng có chút quen mắt, ấy, nữ nhi kia, sao lại giống đại tiểu thư năm đó, Năm đó hắn cùng tham gia trong trận diệt môn lâm gia đã nhìn thấy đại tiểu thư lâm gia. Tuy lúc ấy chỉ là một đứa nhóc nhưng vẻ ngoài cùng so với người trước mắt quả thực có phần tương xứng, nhất là màu tóc cùng đôi mắt như ánh lửa. Chỉ là ngũ quan thiếu nữ đã tinh xảo thêm vài phần, khí thế cũng mạnh mẽ hơn dáng vẻ của con nhóc yếu đuối lúc đó. Rồi hắn lập tức phá tan hoài nghi của bản thân, sao có thể thế được? Ban đầu là ta tận mắt nhìn thấy thủ hạ của lâm cẩu đem nha đầu lâm trị đó ném xuống vực rồi. Hắn chắc chắn tiểu thư lâm gia năm đó đã sớm mục xương dưới đáy vực sâu. Uông Văn Thành chắp tay ra sau lưng cười nói: "Đi thôi, Tô lão đệ, còn có Tiêu công tử, mọi người đều chờ khai tiệc rồi." Tô Chí Viễn vội cung kính đáp lễ: "Được được được." Rồi nhóm người Tiêu Huyền cùng theo Uông Văn Thành vào chủ điện. Trong chủ điện khách mời đến đông đủ các bàn tiệc, đều là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Uông Văn Thành sắp xếp nhóm người Tiêu Huyền ngồi chính giữa đại sảnh, hắn hào sảng cười nói: "Nghe nói Tiêu công tử còn rất trẻ đã là đại sư Kim Đan ngũ trọng rồi, còn đem theo hai vị đồ đệ ưu tú như thế, thật sự là tiền đồ vô lượng." nói rồi ung văn thành nâng chén rượu lên hướng đến mọi người kính mời tên nam tử tóc đỏ bên cạnh cũng cười híp mắt nâng chén phụ họa đúng thế đúng thế tô tiểu thư có thể bái nhập hiền sư như vậy thật sự là may mắn của tô gia một số tên khách mời ngồi xung quanh cũng nâng chén nhấp môi giả bộ một mặt ngợi ca tiêu công tử thật sự là một nhân tài nhưng ánh mắt của chúng lại tràn đầy sát ý như chỉ chờ cơ hội lao vào sâu xé tiêu huyền tiêu huyền lúc này không chút để tâm ăn uống no say tự trợ hứng tiếp nhận lời khen của bọn chúng ha 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 uông thành chủ quá khen rồi quá khen rồi tiêu huyền cũng nâng chén một hơi uống cạn sạch tiêu huyền khà ra một tiếng giọng ngà ngà say nói thật ra mọi người đều hiểu nhầm thực lực của tôi rồi tôi chỉ chẳng qua chỉ là kim đan tam trọng bởi vì có được sức mạnh của kim đan cửu trọng đều là chị nô lo lắng đỡ lấy tiêu huyền gọi sư tôn bộ dạng anh bây giờ thật khác với dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt thường ngày tiêu huyền triệu hồi bảo kiếm nhiễu chỉ nhu khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn đều là nhờ thanh bảo kiếm này đây là thứ mà ta tình cờ có được uy lực bất phàm rồi anh cười lớn khoe mẽ nếu không có thanh kiếm này với thực lực của ta làm sao dám xuống núi ha 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 chị nô cùng tô mộc hàm ngồi bên đều tỏ ra lo lắng không hiểu tiêu huyền đang định làm gì chị nô nhíu mày hỏi tiêu huyền sư tôn tài bất ngoại lộ người thế này là muốn làm gì tiêu huyền rõ ràng đang rơi vào ổ địch lại bày ra dáng vẻ lơ là mất cảnh giác nói chuyện cũng không hề khiêm tốn như bình thường ngược lại càng cùng vọng thêm uông văn thành lập tức nắm bắt thông tin tiêu huyền vừa nói hắn nói với chị nô cô nương như thế có phải tới lúc ra ngoài một lát rồi không người đâu vẻ mặt hắn lộ ra một tia âm hiểm thầm nghĩ còn cho rằng thăm dò người này cần phải hao tổn tâm sức kết quả đã tự mình gọi được rồi thật sự là phế vật tiêu huyền vừa theo chị nô đi ra ngoài cho thấy có hai tên thủ hạ khênh đến một chiếc dương gỗ lớn đặt ở đại sảnh uông văn thành nói ta vốn ngưỡng mộ tiêu công tử đã lâu hôm nay đặc biệt chuẩn bị một phần quà hy vọng có thể kết giao được với tiêu công tử dứt lời hai tên thủ hạ mở chiếc dương lớn ra bên trong là vô số hạ phẩm linh thạch đầy tận nắp tỏa ánh kim lấp lánh Tiêu Huyền thấy nhiều linh thạch như thế thì hai mắt sáng ngời, vội lao đến, "Linh thạch, nhiều linh thạch quá." Chỉ nô vội thốt lên sư tôn. Nàng không ngờ tên Ung Văn Thành này lại đánh trúng tim đen của sư phụ, đánh thức con quỷ hám tiền trong Tiêu Huyền. Tiêu Huyền ôm linh thạch không cần mặt mũi mà lăn lộn, anh cười lớn, "Đã quá đi. Lần này vốn dĩ muốn thay tông môn xuống núi mua đồ, thuận tiện giữ lại cho bản thân một ít, kết quả là trong vài phút đã tiêu hết mấy nghìn vạn linh thạch rồi. Ta đang lo lắng khi trở về làm sao để ăn nói với mọi người đây, may mà có ngươi, Uông Thành chủ." đương nhiên tất cả chỉ là kế hoạch của tiêu huyền vậy là tiêu huyền đã thành công xây dựng hình tượng một tên phế vật hám tiền uông văn thành một mặt cười nói có thể giúp được tiêu công tử là vinh hạnh của ta nhưng giờ trong lòng hắn đang đắc ý còn tưởng rằng đây là người xuất thân từ gia tộc ẩn thế nào đó tài lực kinh người thì ra chỉ là một con chó chạy sau chân của tông môn hắn chắc mẩm tiêu huyền sẽ nhanh chóng như cá sa vào lưới lúc đó hắn sẽ cho tiêu huyền biết thế nào là sống không bằng chết ban đầu hắn còn đề cao cảnh giác sắp xếp kế hoạch giờ đối với tiêu huyền dường như có thể trực tiếp triệt tiêu nhưng vẫn là nên theo kế hoạch để phòng bị uông văn thành bắt đầu âm mưu của mình hắn chuyển hướng mọi người lớn giọng nói sớm nghe nói tiêu công tử dạy đồ đệ rất giỏi không thì để đệ tử của ta và của ngài đấu thử để mọi người cùng mở mang tầm mắt mấy tên ngồi xung quanh lúc này vẫn cười nói nhưng sâu trong ánh mắt đã ẩn giấu một tia sắc khí lạnh như băng khóe miệng uông văn thành nhoẻn ra một nụ cười tự đắc chỗ linh thạch này coi như là tiền đặt cược thế nào tiêu huyền ngồi bên dương linh thạch tỏ ra rất cao hứng vẻ mặt phiêu phiêu như ma men đã say hồ hởi nói không vấn đề gì tiểu chỉ nhi con lên đi chỉ nô tuân mệnh một tiếng rồi bước lên khi thế hùng hồn nàng sớm đã muốn dằn mặt đám người này một trận từ lâu uông văn thành hài lòng vỗ tay cười lớn nói tiêu công tử thật hào phóng vậy ta sẽ thêm chút tiền cược nếu như tiêu công tử thắng rồi ta sẽ thêm một vạn hạ phẩm linh thạch thế nào tức thì hai tên thủ hạ lập tức bưng thêm một dương linh thạch đầy áp bày ra trước mặt tiêu huyền tiêu huyền thấy hôm nay mình quá là may mắn đi mà đương nhiên đây là một trận đấu đặt cược vậy anh cũng phải đặt cược gì đó cho đồ đệ tiêu huyền bày ra vẻ nghĩ ngợi đến sầu não vậy ta có phải cũng lên thêm chút gì đó tương ứng không nhưng mà trên người ta lại chẳng có gì tiêu huyền chợt nảy ra một ý sau đó anh dứt khoát triệu hồi nhiễu chỉ nhu ra cười hề hề như một tên ngốc không thì thế này ta sẽ lấy thanh bảo kiếm này làm tiền cược thế nào vừa rồi tiêu huyền rêu giao thanh bảo kiếm này như vậy giờ lại trực tiếp đem ra đặt cược uông văn thành thấy tiêu huyền quả là tên ngốc hắn gian xảo nói đương nhiên là được uông văn thành vươn tay ra một kết giới ngay lập tức bao quanh hai dương linh thạch và thanh nhiễu chỉ nhu hắn muốn xem xem tiêu huyền không có bảo kiếm thì lát sau đối phó thế nào hắn ngỏ ý hỏi cho có nếu đã là tiền cược vậy trước khi cuộc thi kết thúc ai cũng không thể chạm vào thế nào tiêu huyền lúc này được tô mộc hàm dìu ngồi vào ghế vẻ mặt vẫn như còn nồng nặc men say đáp không vấn đề gì tiểu chỉ nhi đều dựa vào con nó đừng khiến vi sư mất mặt nha tô mộc hàm lo lắng bảo sư tỷ cẩn thận còn chỉ nô thì đang nhiệt huyết lắm Nàng nắm chặt tay kiên định nói sư phụ sư muội yên tâm đi. Uông Văn Thành nhìn Tiêu Huyền mà coi thường, thật sự là một phế vật, thử thăm dò thực lực của bọn họ thế nào. Hắn lên tiếng gọi: "Tiểu Hắc, ngươi lên trước." Ngay lập tức một nam tử lực lưỡng bước ra nhận mệnh, tuân lệnh, thành chủ. Trên trán hắn mang một vết sẹo dài, tay hắn cầm một thanh trường kiếm thật lớn, uy lực người này không hề nhỏ. Nam tử vác trường kiếm trên vai, bước đến nhìn nữ tử thân hình mảnh mai trước mặt hệt như một chú mèo nhỏ đang sủ lông. Hắn chỉ là một tu sĩ bình thường nhưng chắc chắn thực lực không thể thua một cô gái nhỏ ánh mắt hắn cùng chị nô nhìn chằm chằm nhau ai cũng lộ ra vẻ quyết tâm trận đấu bắt đầu chị nô ngay lập tức phề tay một cái ba thanh kiếm khí mỏng như dao găm nhanh chóng phóng đi nam tử nhìn ba thanh kiếm khí nhỏ dứt khoát cắm trường kiếm của mình ra làm bia đỡ trường kiếm này dày đến vài phân được rèn luyện tốt giáo mác không thể làm sứt mẻ dù chỉ một miếng thế mà ngay lập tức vỡ nát dưới kiếm khí của chị nô nam tử sợ đến đứng tim hét lên một tiếng tuyệt vọng không vậy mà kiếm khí lại ngay lập tức dừng lại chỉ còn cách mặt hắn vài phân chúng ta đều biết tất nhiên trường kiếm thường sao có thể đấu lại kiếm khí của một tu sĩ cấp tiên thiên như chị nô nàng muốn đánh bại nam tử kia còn chẳng cần tốn sức cũng may là chị nô nương tay nam tử chán ướt mồ hôi thở phào ra một hơi ta thua rồi thật xin lỗi thành chủ tiêu huyền bên này cười vui như tết ha 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 mới một chiêu của đồ nhi ta cũng không tiếp được nữa rác rưởi phế vật thái độ của tiêu huyền đã làm gai mắt đám người xung quanh bọn chúng xì xào bàn luận đây đây thật sự là thất lễ thật chẳng có giáo dưỡng rõ ràng chỉ là một ma men thảm hại nam tử tóc đỏ kế bên uông văn thành vừa nãy nắm chặt tay liếc tiêu huyền cười hết sức ngứa mắt hắn âm hiểm nghĩ tên phế vật không biết trời cao đất dày để cho ngươi ngông cuồng thêm một lát nữa nhất định cho ngươi biết mặt hắn không thể chờ được đến lúc nhìn thấy tiêu huyền thảm hại ê e chề khóc lóc xin tha uông văn thành trên này vẫn cười vui hết sức thôi không sao thì thôi mà vốn dĩ có thắng có thua cần gì phải để ý mấy cái này vừa rồi hắn chỉ là phái người ra trận thăm dò nghe thị vệ bẩm báo còn nói hai sư đồ này ngự kiếm thuật rất lợi hại Hôm nay nhìn thấy chẳng qua cũng chỉ có thế. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Huyền trong yến tiệc, hắn vốn đã coi thường xem Tiêu Huyền là phế vật, nên dĩ nhiên cũng tưởng chỉ nô chỉ có chút kiếm khí nhỏ kia. Uông Văn Thành thua, tiền đặt cược nhanh chóng được bưng lên, lại thêm hai dương lớn đầy áp linh thạch. Tiêu Huyền như cá gặp nước lao vào, Uông Thành chủ thật sự quá tốt rồi, phát tài rồi, phát tài rồi. Ta vẫn là đặt bảo kiếm, thêm toàn bộ tài sản của ta vào đi ha ha ha. Uông Văn Thành nhìn cái dáng vẻ hám tiền đến mất mặt đấy của Tiêu Huyền thì rất hài lòng, sư phụ thì hám tiền đồ đệ thì thực lực chỉ có vài kiếm khí nhỏ thật đúng là vừa ý của hắn uông văn thành lên tiếng gọi ván tiếp theo huyền âm ngươi lên đi một thanh âm nữ tử cất lên vâng bước lên là cháu gái của uông văn thành huyền âm nàng tóc ngắn ngang vai vẻ ngoài toát lên vẻ cá tính cuốn hút nàng đi đến ôm quyền đối mặt với chị nô nói đắc tội rồi chị nô nhìn khí chất của nàng cũng cười ôm quyền đáp lễ trận đấu bắt đầu uông văn thành không giấu nổi nụ cười xấu xa trên gương mặt nói tới ngự kiếm thuật cháu gái của ta đã tới lạc vân tông để học nghệ tất nhiên sẽ không thua kém đệ tử của một tên ngốc mới đúng nhưng ngay sau đó hắn phải thay đổi sắc mặt trợn to hai mắt mà nhìn đừng bao giờ coi thường người khác chị nô vừa ra trận đã dùng tuyệt chiêu kiếm thuật vạn thiên hóa nhất đứng dưới linh kiếm khổng lồ cường hạn của chị nô huyền âm vừa thúc động kiếm khí bỗng chốc cảm thấy mình thật nhỏ bé đi chị nô hô lên một tiếng kiếm khí dài vài mét cứ thế phóng như bay tới huyền âm đứng như trời trồng một phần vì sợ hãi trước uy lực khủng khiếp này một phần không biết ứng phó thế nào nàng ta đến môn phái lớn học nghệ đến nay cũng chỉ thấy các tu sĩ lão luyện mới đạt tới cảnh giới này chứng kiến vạn thiên hóa nhất của chị nô thực sự nằm ngoài sức dự đoán trước cửa sinh tử huyền âm chỉ đành hét lên À, ta nhận thua chị nô thấy vậy ngay lập tức giải trừ kiếm chiêu kiếm khí liền biến mất trước mặt huyền âm huyền âm chân không đứng vững nổi nữa ngã khuỵu xuống kiếm khí của nàng ta lập tức đứt gãy tan biến nàng ta sợ đến phát khóc tuổi còn trẻ như thế mà lại đạt được tới vạn thiên hóa nhất rồi ta chịu thua chị nô mệt mỏi thở hát một hơi nói đại tỷ đã nhường rồi xung quanh liền vang lên tiếng xì xào lại để hai sư đồ đó thắng rồi nhưng mà xem dáng vẻ của cô ta chắc cũng sắp đạt tới cực hạn rồi nhỉ tiêu huyền lúc này thì đang bơi trong số linh thạch thắng cược vô dụng vô dụng hôm nay cho dù là thần tiên hạ phàm cũng vô dụng ha 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 tiếp đi tiếp đi nam tử tóc đỏ bên cạnh ung văn thành nhăn mày khó chịu xem thêm tiểu từ đó đắc ý kìa tuy mọi chuyện hơi nằm ngoài dự tính nhưng ung văn thành vẫn nở một nụ cười đắc ý hắn nói tuổi trẻ như thế lại có thể luyện tới vạn thiên hóa nhất Thật sự là một thiên tài, xem ra tiểu tử này đã thu nhận được một đồ đệ tốt, vậy hóa ra thực sự của Chí Nô cũng không yếu đuối như hắn nghĩ, nhưng để chuẩn bị cho cuộc trả thù mối hận giết con này thì hắn cũng không thể không lường trước được. Uông Văn Thành đen mặt nhìn Chí Nô hỏi tà ý, vậy cũng chỉ được đến thế thôi. Tức thì sau lưng hắn một bóng dáng nữ tử nhảy vọt lên lao về phía Chí Nô. Nữ tử này nhanh đến mức người thân thủ nhanh nhẹn như Chí Nô vậy mà không phát giác ra được, đến lúc phát hiện thì đã quá muộn. Oanh chỉ một trưởng của nàng ta đánh ra đã khiến chị nô đau đớn thổ huyết lùi về sau tiêu huyền vừa nhìn đã nhận ra thủ pháp nữ tử vừa xuất hiện là của lạc vân tông xem ra ung văn thành bây giờ mới thật sự xuất chiều tiêu huyền lao tới đỡ lấy chị nô vừa bị đánh bay anh đáp đất an toàn ôm chặt lấy chị nô khuôn mặt tối sầm lại lần này anh đã để nàng phải quá sức rồi chị nô nét mặt đã mệt mỏi lại vừa bị đánh một trưởng thương tổn khiến nàng hoàn toàn kiệt sức nàng nhìn tiêu huyền thều thào thật xin lỗi sư tôn đồ nhi thất bại rồi tiêu huyền nhìn nàng mà thương xót nàng cũng đã cố gắng hết sức rồi, anh dịu dàng bảo không sao. Tiêu Huyền dìu Chỉ Nô về chỗ ngồi, Tô Mộc Hàm lo lắng thốt lên sư tỷ rồi vội chạy tới. Tiêu Huyền quay đầu nhìn nữ tử vừa đột kích bất ngờ Chỉ Nô. Nàng ta là sư muội của Ung Văn Thành đồng thời cũng là một trong các trưởng lão của Lạc Vân Tông được Ung Văn Thành mời đến. Nàng ta cười tự mãn nói, ngươi đã thua rồi, trận này Tiêu Huyền thua, toàn bộ tiền cực cùng nhiễu chỉ nhu đều bị thu hồi. Tiêu Huyền nhìn thủ hạ của Ung Văn Thành khiên linh thạch đi thì bài ra bộ dạng đau khổ, đây là toàn bộ gia sản của ta, không được Ngươi không thể đi, ngươi thắng hết toàn bộ gia sản của ta rồi, ta trở về phải ăn nói thế nào với Tông Môn này? Rồi anh quay người chỉ tay thẳng mặt Ung Văn Thành nói lớn: Ta sẽ đấu với ngươi một trận nữa. Ung Văn Thành hướng đến khán giả xung quanh nói: Đấu thêm một trận nữa đương nhiên không vấn đề gì, chỉ là... Rồi sắc mặt hắn càng trở nên nham hiểm. Tiêu Công Tử vừa thua hết toàn bộ gia sản, bây giờ lấy cái gì để tiếp tục cược đây? Tiêu Huyền thấy Ung Văn Thành đã không nhịn được lòi đuôi, anh cũng đến lúc nên gom cá cả lưới, chỉ để tiêu diệt hết đám người này. Tiêu Huyền chỉ tay vào mình ánh mắt đỏ rực mạng của ta, mọi người xung quanh đều sửng sốt. trời ạ, à, thật sự điên rồi, cái này có thể cược sao? bọn họ đều cho rằng tiêu huyền phế vật vô dụng đến cuối vẫn cố chấp. tên nam tử tóc đỏ bên cạnh uông văn thành kia thì cười he he khoái chí lắm, hắn nóng lòng muốn thấy tiêu huyền phải trả giá cho dáng vẻ tự đắc vừa rồi. uông văn thành thấy tiêu huyền tự chui đầu vào rõ thì rất khoái chí, khuôn mặt càng trở nên gian xảo không giấu được nụ cười nham hiểm. đây là tiêu công tử tự mình nói đó, đừng chờ tới lúc rượu tỉnh rồi lại nuốt lời. hắn thầm nghĩ, ta phải xem thử không có thanh bảo kiếm đó ngươi còn có thể tạo ra sóng gió gì không tiêu huyền bước lên quanh thân bộc phát một luồng linh lực mạnh mẽ màu vàng kim trong ánh mắt anh ánh lên tia sắc khí sắc lạnh anh nhoẻn miệng cười nói yên tâm đi không nuốt lời tiêu huyền ngay lập tức thi triển sát chiêu của tung hoành vạn lý ngự kiếm quyết kiếm ý vạn thiên hóa nhất một thanh kiếm khổng lồ dài 10 mét hiện ra anh cũng từ từ theo luồng linh lực bay lên như thể coi thường nữ từ trước mắt thật nhỏ bé sư muội của ung văn thành đối diện với tiêu huyền lập tức cảm nhận được một cỗ uy lực khủng khiếp bùng phát từ hư không hư ảnh một bàn tay khổng lồ hiện ra nắm lấy chui kiếm nâng lên rung chấn như lay chuyển một vùng xung quanh tiêu huyền đằng đằng sắc khí nói ta chỉ sợ các người không thừa nhận mà thôi nhưng mà nếu như ta thắng rồi thành chủ đại nhân không chỉ đưa hết gia sản cho ta vừa nói tiêu huyền vừa điều khiển bàn tay khổng lồ vung kiếm lên cao một luồng khí lớn xoẹt qua như xé toạc khoảng không sư muội của ung văn thành sửng sốt đây là vạn thiên hóa nhất ư uy lực khủng khiếp đó khiến nàng ta không rét mà run như thể hung thần hiện rõ trước mắt Vạn kiếm hóa nhất của Tiêu Huyền đã đạt đến cấp độ toàn năng mà người tu luyện lâu năm như nàng ta chưa từng được nhìn thấy. Tiêu Huyền hung hăng dùng kiếm chém tới hàng ta, kèm theo lời nói, ngươi phải đền cho ta một mạng mới được. Kiếm kia chém xuống ầm một tiếng như hàng vạn cối đá xoay chuyển. Đứng trước sức công phá khủng khiếp ấy, sư muội của Ung Văn Thành vội lấy bảo kiếm của nàng ta ra chắn lại. Kèm một tiếng, bảo kiếm của nàng ta bị chém làm đôi, nàng ta cũng vì thế mà hứng chọn kiếm chiêu của Tiêu Huyền. Nàng ta cảm nhận mình như bị lưỡi kiếm xẻ ra, máu đỏ phun ra xối xả vẻ mặt nàng ta vô cùng sợ hãi vạn thiên hóa nhất ở trên người hắn sao lại có uy lực bất phàm như thế sư muội của ung văn thành đau đớn ôm lấy vết chém máu đỏ vẫn tuôn xuống ướt đẫm y phục rơi xuống nền đất nàng ta nghiến răng ách đáng chết trong suy nghĩ của nàng ta bây giờ vẫn không thể nào tưởng tượng được kiếm này chính là pháp khí mà trưởng môn truyền lại có thể chặn được một đòn tấn công của nguyên anh tu sĩ thế mà lại bị người này một kiếm chém làm đôi nàng ta nhìn tiêu huyền ánh mắt tràn đầy nỗi kinh sợ khóe miệng rỉ ra máu tươi người này rốt cuộc là thần thánh phương nào tiêu huyền chẳng qua chỉ là một người trùng sinh nắm giữ hệ thống bàn tay vàng có ơn tất trả có thủ tất báo mà thôi tiêu huyền sau đó còn không do dự bồi thêm cho nàng ta một chém nữa cho chẵn nàng ta cứ thế không trụ nổi văn về sau uông văn thành khuôn mặt hiện lên sự chấn động trợn mắt há mồm sắc mặt tái mét gọi lớn sư muội hắn đã quá khinh suất coi thường kẻ địch tiêu huyền vậy mà nãy giờ chỉ giả bộ là một tên ngốc thực chất thực lực lại mạnh mẽ kinh người hắn vội lao ra đỡ lấy sư muội mình tiêu huyền đáp xuống đối với kẻ thù ác anh không phân biệt nam nữ đều ra tay dứt khoát uông văn thành lo lắng toát mồ hôi cố lay người sư muội chỉ còn chút hơi tàn trong tay uông văn thành đau đớn gọi sư muội nhưng nàng ta không tỉnh hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn tiêu huyền trước mặt mối thù giết con chưa xong giờ tiêu huyền còn giết chết sư muội hắn ngay trước mắt hắn lòng hắn càng căm phẫn hơn tiêu huyền bước đến trước mặt hắn kiếm ý vạn thiên hóa nhất vẫn cường hạn chưa tan ngọn lửa trong lòng anh vẫn trào dâng không tắt anh nói xem ra uông văn thành chủ cũng là đệ tử của lạc vân tông có thể học được lạc vân trưởng của lạc vân tông địa vị át hẳn cũng không thấp hôm nay giết người át hẳn cũng không oan tiêu huyền ánh nhìn hung tợn quyết diệt cỏ phải diệt tận gốc uông văn thành thấy tình thế cấp bách quyết định lấy ra con át chủ bài hắn quay đầu lại nói với đám người lạc vân tông đã đợi sẵn các ngươi còn đứng đó làm gì một đám người ào ào lao ra trong tay là pháp bảo kiếm khí trùy côn đủ cả cuối cùng cũng tới lượt bọn ta uông trưởng lão yên tâm bọn ta nhất định sẽ cho tiểu tử đó đẹp mặt chịu chết đi tất thầy có 30 tên mặt ai cũng bậm trợn tàn ác nhìn tiêu huyền như món mồi săn tô mộc hàm thấy biến lớn vội dìu chỉ nô cùng cha lui ra ngoài sư tỷ đi bên này tô chí viễn quay đầu nhìn tiêu huyền đứng giữa vòng vây của 30 kim đan cường giả khuôn mặt liền lộ ra vẻ khủng hoảng ây ra ây ra cuộc chiến lớn thế này ông lo lắng mặc dù tiêu huyền thủ đoạn cường đại nhưng cường đại tới đâu cũng làm sao có thể đối đầu với cùng lúc 30 người tiêu huyền thấy cảnh này cười híp mắt vỗ tay nói ai dô, những người ra tay đều có thực lực kim đan xem ra ung văn thành chủ hôm nay có chuẩn bị rồi tiêu huyền nói xong đảo mắt nhìn xung quanh một vòng trong ánh mắt lộ ra từng tia từng tia sát cơ sắc bén vậy xem ra chỉ có thể một người giết chết 30 kim đan rồi tiêu huyền rộng chân ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại bỗng nhiên dưới chân hiện ra một pháp trận khoanh tròn nhất thời một cỗ lực lượng vô hình từ trên người anh bộc phát ra trong nháy mắt tràn ngập lan rộng khắp bán kính 100 trăm mét những vũ khí pháp bảo trong tay 30 người kia trong nháy mắt biến mất không còn tam tích vô số đạo kiếm khí ngưng kết lao ra từ pháp trận đâm ngược lên như trong gai sắc nhọn không ít kẻ đang lao tới bị đánh cho trọng thương uông văn thành trên mặt lộ ra sát ý lạnh lẽo một người giết hết 30 kim đan thật sự quá ngông cuồng rồi nói rồi hắn triệu hồi ra một thanh kiếm đen như mực tỏa ra khí tức bằng lãnh hắn lớn giọng nói vừa hay trước khi xuống núi ta đã đặc biệt xin trưởng môn một đạo lạc vân kiếm hư ảnh chị nô cảm nhận được khí tức của thanh kiếm đó lập tức kinh sợ nàng sửng sốt kiếm này uông văn thành thao thao bất tuyệt thiên giới hạ phẩm thần binh này đã được trưởng môn dùng tinh huyết nhiều năm tinh tâm tế luyện uy lực sớm đã không còn như những huyền thiết bình thường cho dù chỉ là một đạo đại kiếm hư ảnh cũng đủ để giết nguyên anh giờ khác này trường kiếm màu đen sau lưng hắn ùn ùn phát ra hắc mang u lãnh giống như lưỡi hái tử thần cho người ta một loại cảm giác áp lực cực kỳ khủng bố chị nô bất giác run rẩy dường như bị kích động nàng lẩm nhẩm kiếm này kiếm này rõ ràng là năm đó lạc vân tông trộm từ lâm gia kiếm phôi tổ truyền của lâm gia trong đầu nàng hiện lên hình ảnh khinh hoàng gây rợn một ký ức tàn ác đầy đau thương máu chảy thành sông âm khí như nhuộm đỏ sắc trời ngày mà lạc vân tông tàn sát lâm gia dùng vô số người của lâm gia làm huyết tế luyện thành thanh kiếm này để nó đạt tới thối luyện triệt để hóa thành thần thông cho tới tận hôm nay mình mới cảm nhận được khí tức tương thông với huyết mạch trong người mình trường kiếm đó là xương máu của cả lâm gia gia tộc nàng bị tàn sát thảm hại chết không toàn thây bọn họ ngày đó lại đặt tên nó là lạc vân kiếm thật sự không biết xấu hổ chị nô càng nói càng thống khổ thân thể đang yếu ớt không chịu được liền ho khan tô mộc hàm hốc mắt ươn ướt đỡ lấy nàng sư tỷ tỷ không sao chứ tiêu huyền nghe được kiếm phôi tổ truyền của lâm gia anh chợt nhớ lại thông tin về chị nô trên bảng hệ thống lúc đó thì ra là một trong những điều kiện thức tỉnh tiên thiên kiếm thể mà hệ thống hiển thị lúc đó là nói tới thứ này uông văn thành khóe miệng hiện ra một vẻ cười khi thế trên người gào thét lên bao phủ hôm nay dùng nó để dạy cho mấy đứa trẻ ngông cuồng như các ngươi thế nào là khiêm tốn nói rồi hắn phóng vút trường kiếm kia đi trường kiếm nhanh như là chớp điện phóng tới uy lực như cùng phong bạo vũ hướng về tiêu huyền lạc vân kiếm va chạm với trận pháp kiếm khí của tiêu huyền kiếm khí văng tứ tung thế mà tiêu huyền vẫn đứng tại chỗ trong mắt không có chút sợ hãi nhìn uông văn thành anh cười lạnh xem ra vẫn phải cảm ơn uông thành chủ đã tặng ta một tin tức về kiếm phôi rồi tiêu huyền nghiêng người nhảy lùi về sau trong lòng nghĩ cách đối phó với thanh lạc vân kiếm này tiêu huyền dáng vẻ tiêu sái triệu hồi nhiễu chỉ nhu xuất trận kim quang mịn màng phảng phất uông văn thành kinh ngạc cái gì thanh kiếm đó không phải đã bị ta thu giữ rồi sao hắn lập tức quay đầu nhìn lại số linh thạch bị phong ấn cây đỏ mặt phát hiện ra tiêu huyền vậy mà lại có hai thanh nhiễu chỉ nhu tiêu huyền đưa nhiễu chỉ nhu ra trước thi triển tung hoành vạn kiếm quyết từng đạo từng đạo lưu quang sáng chói theo trên mũi kiếm phát tán ra anh thầm nghĩ uy thế của hư ảnh lạc phân kiếm đúng là bất phàm không hổ là tiên giới thần binh nhiễu chỉ nhu kiếm mặc dù chỉ là địa giới tuyệt phẩm nhưng sự tồn tại của ngự kiếm quyết chính là để thanh kiếm trở nên mạnh hơn tiêu huyền hét lớn không bằng thử một chút uy lực thật sự của tung hoành vạn lý ngự kiếm quyết đi rồi nhiễu chỉ nhu theo khí thế của tiêu huyền đột kích phóng tới đường kiếm tựa như lốc xoáy tốc độ như điện trong nước hướng thẳng về phía lạc vân kiếm hai mũi kiếm trong hư không đối đầu kịch liệt một vành lửa bắn ra tung tóe tung tóe sáng chói mắt giống như pháo hoa hư ảnh cùng pháp bảo kiếm khí giữa không trung va chạm thôn phệ lẫn nhau tiếng nổ kịch liệt vang lên dư chấn thổi tung mọi thứ trong bán kính cả ngàn mét ba mươi tu sĩ kim đan không tránh được vụ nổ mà tan tác một hồi sau nhiễu chỉ nhu kiếm nguyên vẹn đánh tan khói bụi đang cuộn lên từng đợt về lại trong tay tiêu huyền tiêu huyền vậy mà không có bất cứ tổn thương nào anh phải quạt cười lạnh một tiếng chỉ có thế mà các người đã không chịu được rồi sao ta còn chưa dùng hết sức đâu trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ 30 kim đan cao thủ đều gục dưới chân tiêu huyền kẻ thì máu me be bét kẻ thì ngắc ngoài xem ra vô cùng thảm thiết mắt thấy một chiêu mạnh nhất của mình bị tiêu huyền dễ dàng đỡ được đồng tử ung văn thành co quắp lại trên mặt lộ ra vẻ không dám tin hắn kinh động nhìn tiêu huyền như đang nhìn một quái thai sao lại có thể mau chạy thôi tiêu huyền ánh mắt sắc lạnh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ngân quang lấp lóe một đạo kiếm khí to lớn màu vàng kim mang theo kiếm khí bén nhọn hiện ra muốn chạy ư ngươi cho rằng bản thân có thể chạy thoát sao dứt lời tiêu huyền đưa hai ngón tay chỉ tới kiếm khí hung hăng hướng về uông văn thành đuổi giết uông văn thành trong ánh mắt tràn đầy nỗi kinh sợ nhìn những kiếm khí đang lao tới hắn thảm thiết kêu gào đừng đừng mà trong chốc lát âm thanh thê lương bi thảm truyền ra vang vọng cả tòa lạc vân thành máu tươi văng lên tung tóe lúc này nam tử tóc đỏ ôm đầu gượng dậy hắn vẫn còn sống sót sau cơn dư chấn nhìn uông văn thành nằm trên mặt đất giữa một biển máu hắn run sợ nói không ra câu uông uông thành chủ lúc này chị nô cùng tiêu huyền bước đến trước mặt hắn nam tử tóc đỏ thấy thế trên mặt toát ra vẻ hốt hoảng sợ hãi không ngừng ngồi lùi trên mặt đất hắn sợ đến miệng lắp bắp các ngươi đừng qua đây tiêu huyền cùng chị nô ánh mắt lộ ra tia sắc khí lạnh như băng nhìn nam tử tóc đỏ đang nước mắt nước mũi chảy dài cầu xin đừng đừng giết ta tiêu huyền nhếch mép cười nói với hắn người nên giết ngươi không phải là ta tiêu huyền dùng lực đạp mạnh lên chân hắn nam tử tóc đỏ nhất thời đau đớn cả người co rút ôm chân hét lên chân của ta chị nô lúc này hung hăng bước tới nàng trong mắt lóe lên một vệt hung quang lập tức duỗi tay triệu hồi ngũ hành đoàn xích nhìn nam tử tóc đỏ nói đại bá người còn nhớ con không hóa ra nam tử tóc đỏ này là tên lâm văn thành đã phản bội lâm ra năm đó giờ là thời khắc chị nô bước đầu báo thù giết chết tên phản đồ này nhìn thấy biểu tình dữ tợn của chị nô lâm văn thành nhất thời bị dọa đến hồn bay phách lạc vô cùng hoảng sợ hướng chị nô nói đại bá ư người ngươi là lâm trí sao không không sao có thể lâm văn thành còn chưa nói hết trường kiếm vô cùng sắc bén xẹt qua hư không trong nháy mắt liền đâm xuyên qua vị trí hiểm yếu của lâm văn thành lâm văn thành mang theo ánh mắt không cam lòng chậm rãi ngã trên mặt đất nhìn lâm văn thành chị nô trong mắt chỉ có sự chán ghét cùng khinh bỉ lạnh giọng nói trả lời đúng rồi đáng tiếc không có phần thưởng tiêu huyền đưa tay phải ra nhẹ xoa đầu chị nô dịu dàng nói làm tốt lắm nhưng lần sau xuất kiếm đừng dứt khoát như thế đối với kẻ thù đừng cho bọn chúng chết nhẹ nhàng như thế lần sau thử cắt từng miếng thịt như thế mới đau nhất chị nô ngẩng đầu nhìn tiêu huyền gật đầu đa tạ sư tôn đồ nhi lại học được rồi nhìn thấy cảnh này tô chí viễn khẽ lau mồ hôi hỏi con gái yêu sư phụ thế này có thật sự là người chân chính không tô mộc hàm khóe miệng lại giật giật vài cái bất lực mà nói có có lẽ vậy bây giờ tiêu huyền lấy lại tinh thần muốn diệt lạc phân tông giúp chị nô báo thù anh quay sang nói với tô mộc hàm uông thành chủ đều thua hết tài sản cho ta rồi ngọc hàm con thay ta tính toán một chút chiến lợi phẩm đi ta đưa sư tỷ con tới lạc phân tông tô mộc hàm ngoan ngoãn đáp lời đồ nhi tuân mệnh chuyển cảnh đến một nơi thiên tiên vực linh khí dồi dào tại nơi ở của tông chủ lạc phân tông một lão nhân ăn mặc lộng lẫy khuôn mặt nghiêm nghị đôi mắt thâm thúy toàn thân trên dưới toát ra một cỗ linh lực màu xanh lão chính là tông chủ lạc phân tông diệp văn uyên lão đang ngưng tụ linh khí cùng khí huyết liên tục truyền vào thanh trường kiếm trước mặt thanh trường kiếm toàn thân đen nhánh tản ra hàn khí lạnh lẽo bề rộng chừng khoảng 4 tấc dài 7 thước trên thân khắc những hoa văn cổ xưa thần bí xung quanh trường kiếm đang nổi lơ lửng là bốn đạo xiềng xích trói buộc diệp văn uyên cười vô cùng đắc ý cảm nhận được trong thân kiếm bạo phát ra một cỗ khí thế hoàn toàn khác so với trước kia ha 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 mười năm rồi sợi kiếm hồn cuối cùng ở lạc vân tông cuối cùng cũng sắp bị bổn tôn thu phục rồi diệp văn uyên điều động thêm khí huyết cùng linh lực điên cuồng truyền vào lạc vân kiếm kích động nói lớn thành bại chỉ ở một bước này theo những linh khí rót vào lạc phân kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt cùng mãnh liệt bỗng lúc này có một vệt khí linh từ bên ngoài bay vào trong phòng tiến thẳng về phía lạc vân kiếm nhập vào lạc vân kiếm toàn thân rung lắc dữ dội một cỗ khí thế kinh khủng ngập trời mãnh liệt bộc phát rồi ầm một tiếng diệp văn uyên bị lạc vân kiếm phản phệ bay ngược về sau bốn đạo xiềng xích trói buộc cũng nứt vỡ diệp văn uyên sắc mặt tái nhợt đau đớn ôm ngực nói rõ ràng cảm thấy chỉ một chút nữa là có thể thu phục lạc vân kiếm tại sao đột nhiên lại bị nó cự tuyệt chứ lúc này bên ngoài chợt có tiếng người gấp gáp truyền báo không hay rồi trưởng môn hồn đăng của liễu vũ đại sư tỷ và ung văn thành lâm văn thành trưởng lão đều tắt hết rồi nghe được tin tức này sắc mặt diệp văn uyên đột nhiên biến sắc cái gì diệp văn uyên đứng dậy mở cửa bước ra ngoài quát hỏi rốt cuộc là có chuyện gì lúc này vệt linh khí từ trong lạc vân kiếm bay ra ngoài vệt linh khí bay vút lên cao xuyên qua hộ sơn đại trận rộng lớn của lạc vân tông vòng về phía sườn núi rồi rơi xuống tại đây có hai bóng người đang đứng thì ra là tiêu huyền cùng chị nô đang thăm dò vệt linh khí hòa nhập vào với chị nô tiêu huyền đứng ở bên cạnh nói kiếm phủ lâm gia tổ truyền lấy tinh huyết của người trong lâm gia làm đồ tế luyện con nói có thể lấy huyết tương cảm nhận sự tồn tại của thanh kiếm cái này ta thực sự là lần đầu tiên nghe thấy tình hình thế nào chị nô vẻ mặt hào hứng đáp cảm ứng thấy rồi người của lạc vân tông chắc vẫn chưa thể thu phục được thanh kiếm đó con đã lưu lại thần trí của con trên thanh kiếm chỉ cần tìm thấy nó liền có thể thu phục được rồi tiêu huyền nghe đến đây trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng mà thốt lên rất tốt anh quay đầu lại liếc nhìn tòa trận pháp phòng ngự cường hãn bao quanh lạc vân tông ánh mắt âm hiểm nhìn lạc vân tông nói vậy sư đồ chúng ta hôm nay tới náo loạn lạc vân tông này thôi cùng lúc này ở một bên khác sắc mặt của diệp văn uyên đang vô cùng thất kinh lão ta vừa bước vào lạc vân tông hồn đăng đường cũng như là hồng mông tông lạc vân tông cũng sẽ xây dựng một từ đường chuyên cung phụng mệnh đăng của các lão tông chủ môn hạ mệnh đăng dập tắt nghĩa là người cũng đã chết diệp văn uyên tức giận nói uông văn thành tên phế vật này lần trước còn nói với ta con trai bị một tên nguyên anh tu sĩ vẫn du giết hại muốn mời một phân thân của lạc vân kiếm đi đối phó còn mời thêm 30 vị trưởng lão kim đan cùng đi kết quả lại làm ra loại chuyện này nói đến đây diệp văn uyên bạo phát ra một cỗ khí thế kinh người rốt cuộc là kẻ nào có thực lực lớn như vậy cũng dám khiêu khích lạc vân tông diệp văn uyên quay đầu hỏi thủ hạ rốt cuộc là có chuyện gì điều tra rõ ràng chưa tên thủ hạ cũng vẻ mặt hoang mang đáp lời chưa chưa ạ à. hiện tại chỉ biết uông trưởng lão đã mời 30 vị kim đan xuống núi đối phó với kẻ thù nhưng hình như bị đối phương giết sạch rồi nghe đến đây diệp văn uyên tức giận đấm lên bàn để mệnh đăng một cú uy lực làm tất cả mệnh đăng rung lắc nảy lên Diệp Văn Uyên sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Một đám phế vật vô dụng, hơn 30 người, lại cộng thêm hư ảnh của Lạc Vân Kiếm mà không đối phó nổi một người, Lạc Vân Tông sừng sững hơn ngàn năm, vậy mà lại bị một tên tu sĩ vân du làm cho lay động." Diệp Văn Uyên tức giận đùng đùng quát lớn, lập tức bố trí Hộ Sơn đại trận ở mức cao nhất, bây giờ còn chưa rõ mục đích của đối phương, nói không chừng có thể tìm tới tận cửa bất cứ lúc nào. Tên thủ hạ sợ hãi vội vàng hô rõ một tiếng, chưa cần chuẩn bị thì lúc này bên ngoài sơn môn Lạc Vân Tông, sư đồ Tiêu Huyền đã đến từ lâu tiêu huyền ngước nhìn kết giới trận pháp cao ngàn thức nói hộ sơn đại pháp này cấp bậc không thấp nha chị nô cầm chắc ngũ hành đoàn xích trong tay kiên định hỏi cưỡng chế đột phá có được không tiêu huyền đưa tay lên cầm ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo có thì có thể nhưng như thế thì động tĩnh quá lớn rồi trước khi tìm thấy kiếm phổ cổ truyền của con tốt nhất con nên kiềm chế một chút vi sư có cách tốt hơn tiêu huyền lộ ra ánh nhìn giả hoạt ghé gần chị nô thì thầm lát nữa con thế này chị nô chăm chú lắng nghe ồ ồ vài tiếng kế hoạch xâm nhập lạc vân tông bắt đầu một lúc sau diệp văn uyên cùng thủ hạ nghe động tĩnh liền đi ra xem tiêu huyền thấy bóng dáng lão ta thì thiên lương hét lên đại sự không hay rồi tông chủ uông trưởng lão và lâm trưởng lão bọn họ bị sát hại rồi diệp văn uyên ánh mắt lạnh như băng nhìn sư đồ tiêu huyền hỏi hai người các người là ai lúc này tiêu huyền tỏ vẻ đáng thương ôm lấy chị nô sụt sùi kể chuyện vị này là con gái riêng của lão gia lâm văn thành ta là hộ vệ của cô ấy đêm qua lão ra cả đêm không về bọn ta đi khắp nơi nghe ngóng mới biết được đêm qua lão ra ở lại nhà của uông thành chủ bị một người thần bí giết chết rồi diệp văn uyên nghe đến đây có chút hoài nghi con gái riêng của lâm văn thành ư rồi lão đưa hai ngón tay phóng một tia linh lực tới tia linh lực xẹt qua cứa vào bả vai chị nô mang theo máu của nàng trao lại cho diệp văn uyên diệp văn uyên bôi máu của chị nô lên một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch thẩm mỹ đây là lệnh bài của lâm văn thành nếu như có cùng huyết thống sẽ hiển thị lên đó nhìn lệnh bài hiện lên dòng chữ đỏ cùng huyết thống lão ta mới yên tâm sắc mặt dịu lại xem ra đám người này thật sự có quan hệ với lâm văn thành diệp văn uyên nhìn sư đồ tiêu huyền nghiêm nghị hỏi hai người các ngươi lên núi vì chuyện gì tiêu huyền ôm quyền bi thương cúi đầu đáp bọn ta nghe ngóng hiện tại có một người thần bí một mình giết chết 30 kim đan giết chết cả phủ thành chủ chúng ta lo lắng là kẻ thù của lão ra nên cố ý muốn lên núi tìm lạc vân tông để nhờ giúp đỡ chị nô lúc này để trợ giúp sư phụ diễn tới liền phụ họa thêm diệp tông chủ ta từ chỗ của phụ thân biết được việc tông chủ đang luyện hóa kiếm phổ của lâm gia nhưng không ngừng bị phản phệ luôn tìm cách giải quyết rồi nàng không do dự cắt qua cánh tay của mình một vết. Ta không biết gia phụ có nói với ngài hay không, thực ra lâm gia có một cách luyện kiếm phổ tổ truyền. Lâm gia đời đời luyện kiếm, máu của người trong lâm gia đương nhiên đủ để luyện hóa kiếm phổ, đối với cách giải trừ những vết thương do phản phệ của kiếm phổ để lại cũng có hiệu quả. Vừa nói chị nô vừa đưa cánh tay vừa bị thương ra trước mặt Diệp Văn Uyên, máu tươi cứ thế chảy xuống nhìn thấy ánh mắt kiên định cùng những lời nói chắc nịch rõng rạc của chị nô diệp văn uyên có chút sao động lão ta thầm nghĩ cô ta tới kiếm phổ của lâm gia cũng biết trừ phi là lão ta vừa từ từ bước xuống trước mặt Chí nô vừa nói cách giải trừ mà ngươi nói bây giờ có thể thi triển cho ta xem ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lừa gạt ta nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi đâu nói rồi lão ta bộc phát ra uy áp nhằm đe dọa sư đồ tiêu huyền Chí nô trong lòng coi thường lão nhưng ngoài mặt vẫn kiên định thực hiện kế hoạch của sư tôn nàng đưa tay ra cho diệp văn uyên nói đương nhiên người có thể thử trước rồi nàng lập tức điều khiển máu của mình ngưng tụ hóa thành huyết khí bay về phía diệp văn uyên dòng huyết khí quay thành vòng tròn dưới chân diệp văn uyên từ từ xoay lên hấp thụ vào bên trong cơ thể hắn. Diệp Văn Uyên khẽ trâu mày, ta cảm nhận được rồi. Dòng huyết khí chạy khắp cơ thể Diệp Văn Uyên, từ từ được hắn hấp thu vào đan điền, linh khí đột nhiên tăng lên. Diệp Văn Uyên cảm nhận lúc trước nội thương do phản phệ của Lạc Vân Kiếm lưu lại đang được chữa lành, quả nhiên có chút hiệu quả. Lão ta đã bỏ đi nghi hoặc, xoay người lại nói với sư đồ Tiêu Huyền vào đi. Tiêu Huyền cùng Chỉ Nô trong lòng cười thầm không thôi, thành công rồi. Tiêu Huyền cùng Chỉ Nô giả bộ dìu nhau bước lên, Diệp Văn Uyên quay sang nhắc nhở thủ hạ, hôm nay ta xuống núi điều tra sự cố của vương trưởng lão và mọi người khi ta không ở đây bất cứ ai cũng không được mở hộ sơn đại pháp người đâu sắp xếp cho hai người kia tiêu huyền nghe đến đây thì mừng thầm trong lòng thật sự là cơ hội trời ban đi ăn trộm lại đúng lúc chủ nhà vắng mặt đêm đến tại lạc vân tông tiêu huyền cùng chị nô ngồi trong phòng riêng đang thực hiện quán đỉnh truyền công hai người áp tay vào nhau linh lực dồi dào từ tay tiêu huyền chạy khắp kinh mạch chị nô linh khí nồng đậm tỏa ra kim quang sáng chói mắt từng dòng linh lực ấm áp theo bàn tay lan xuống khắp cơ thể hấp thụ vào đan điền chị nô lập tức cảm thấy linh khí tăng mạnh nàng trực tiếp tăng lên trúc cơ nhất trọng tiếng thông báo của hệ thống vang lên ký chủ đã truyền thụ cho đệ tử 200 ngày tu vi phần thưởng nhận được tăng gấp 3 lần nhận được 600 ngày tu vi lần này quán đỉnh truyền công tiêu huyền cũng tăng đến kim đan lục trọng anh khoan khoái thu tay ôn tồn bảo chị nô được rồi tiếp theo còn có được tu vi trúc cơ nhất trọng rồi chờ lấy được kiếm phổ của lâm ra là có thể thức tỉnh tiên thiên kiếm thể chị nô hơi khó hiểu ngây ngô hỏi tiêu huyền lại là tiên thiên kiếm thể cái đó rốt cuộc là cái gì tiêu huyền cười nói ha ha không có gì chúng ta mau xuất phát thôi anh chưa thể giải thích lúc này vẫn là để lúc đó nàng tự mình ngộ ra thì hơn cuộc đại náo lạc vân tông từng bước bắt đầu sau khi quán đỉnh truyền công tiêu huyền cùng chỉ nô thăn dò quanh lạc vân tông để tìm tung tích của lạc vân kiếm tiêu huyền quan tâm hỏi con chắc chắn có thể tìm thấy vị trí của kiếm phổ chứ lúc này sư đồ tiêu huyền đang lấp ló trên mái nhà chỉ nô quả quyết đáp yên tâm đi sư tôn Tiêu Huyền cũng tin lời Đồ Nhi, dịu dàng bảo nàng đi trước dẫn đường. Dứt lời hai bóng người bay vút lên không trung, Chí Nô vẻ mặt vô cùng tự tin mỉm cười. Lúc này tên đệ tử trông coi trước cửa phòng của tông chủ Lạc Vân Tông đang ngủ say. Chí Nô đáp đất, nàng nhỏ tiếng cảnh giác, "Suýt, có người canh chừng." Tiêu Huyền bình thản trấn an nàng không sao. Hai người khẽ bước chân về phía cửa, Chí Nô cứ lo lắng liếc mắt nhìn tên đồ đệ đang say ngủ. Tiêu Huyền nhẹ giọng bảo, "Vi sư có thể che giấu khí tức của hai chúng ta, người dưới nguyên anh cảnh giới không thể phát hiện ra chúng ta đâu." tiếng mở cửa canh kết khẽ vang lên bước vào trong hai sư đồ tiêu huyền mừng rỡ như reo tìm thấy rồi trước mắt họ là thanh lạc vân kiếm sừng sững đang bị bốn đạo xiềng xích trói buộc xung quanh còn có hư chú phong ấn thế nhưng uy lực lạc vân kiếm vẫn mạnh mẽ làm người kinh sợ khí tức tỏa ra xung quanh như lôi điện thời khắc này hết sức quan trọng tiêu huyền quay sang dặn dò chị nô con yên tâm luyện hóa vi sư thay con hộ pháp chị nô an tâm đáp vâng nhìn thanh trường kiếm hùng hồn trước mắt nàng cũng muốn thử xem có thể dùng thần thức lâm ra lay động thu phục được nó hay không chị nô từ từ ngồi xuống trên nền gạch xếp bằng lại hít sâu một hơi lấy tinh thần nàng nhắm mắt tập trung thần thức hai tay đưa trên trước ngực vận khí một hoa văn pháp đồ hiện lên hội tụ linh lực cuộn trào lại toàn thân chị nô ánh lên mang quang xanh nhàn nhạt, nhạt sau khi đã hội tụ đủ chị nô chuyển linh lực của mình vào lạc vân kiếm phù văn trên lạc vân kiếm lập tức ánh lên ánh sáng xanh rực rỡ thân kiếm cũng tỏa ra hàn khí màu xanh nhạt sau khi tiếp nhận linh khí của chị nô lạc vân kiếm đột nhiên rung lắc luồng linh lực của chị nô đã xung đột với khí tức sẵn có trước đó Trường kiếm phát ra âm thanh ong ong sáng rực lên, lập tức một tiếng ầm vang lên. Lạc Vân kiếm bộc phát linh lực, luồng linh lực mang theo linh khí như tia lửa điện tỏa ra xung quanh như sóng xung kích lan tỏa trong phạm vi rộng, cả căn phòng chấn động rung lắc. Bị luồng linh lực văng trúng, Chị Nô lập tức thổ huyết, nàng đau đớn nhăn mặt nhìn Lạc Vân kiếm thẩm mỹ. Trên thanh kiếm này vẫn còn giữ thần thức của tông chủ Lạc Vân tông, xem ra thu phục kiếm này không hề dễ dàng. Sau đó Chị Nô liền tập trung thần khí huy động nhiều linh lực hơn nữa, quyết đẩy lùi khí tức kia đi để giành lại kiếm phổ gia truyền đúng lúc này tên đệ tử canh gác bên ngoài đã nghe được âm thanh náo động bên trong mặt tỉnh giấc hắn lao vào quát lớn là kẻ nào nhìn thấy sư đồ tiêu huyền hắn hơi hoảng sợ nhưng vẫn lớn giọng các người sau đó hắn đưa tay ra sau lưng bóp vỡ thành pháo hiệu ngay lập tức một chùm pháo xanh được bắn lên không trung nổ tung rực rỡ tỏa sáng một vùng trời như pháo hoa tiêu huyền nhìn tên đệ tử canh gác tối mặt nói xem ra muốn giấu cũng không được rồi anh đưa tay cầm quạt vung lên vô số kiếm khí vàng kim ngưng tụ bay lên tiêu huyền nói tiếp nếu đã như thế vậy thì náo loạn một trận đi cùng lúc đó bên ngoài lạc vân tông diệp văn uyên đang ngự kiếm xuống núi hắn nghe thấy tiếng pháo tín hiệu thì lập tức quay đầu lại nhận ra đó là từ phía phòng mình lão tức giận lồng lộn hét lên có người động vào lạc vân kiếm của ta đó là đột kích ư lúc này phía lạc vân tông các trưởng lão nhìn thấy pháo tín hiệu cũng nườm nượp ngự kiếm phi tới chỗ tiêu huyền ai nấy cũng cầm trong tay pháp bảo sẵn sàng nghênh chiến khi thế hùng hồn đe dọa kẻ nào to gan dám tới lạc vân tông của ta hỗ sược nói tên đi Ngươi đã bị bao vây rồi, ngoan ngoãn chịu trói thì sẽ bớt đau khổ." Tiêu Huyền nhìn những vệt khí tức xanh hồng trên trời, khẽ gấp quạt lại bước ra phía cửa. Anh không hề run sợ, vẫn giữ cái nét bình thản như mọi khi, anh nói, "Hôm nay, không có sự cho phép của ta, tất cả những người tới làm phiền đừng hòng tiến vào bên trong." Vừa nói Tiêu Huyền vừa nhịp nhịp vỗ chiếc quạt trong tay, sau lưng anh lúc này là hàng vạn kiếm khí đang hướng lên, cùng một cỗ khí tức phừng phừng tỏa ra như lửa cháy, rõ ràng anh chẳng để chúng vào mắt, vừa hay lại có thể vận động gân cốt tiêu huyền đưa tay cầm quạt chỉ lên hô lớn một tiếng đi dứt lời hàng vạn kiếm khí hoàng kim rực sáng phóng vun vút qua lao về phía đám trưởng lão lạc vân tông như cùng phong vũ bão đám trưởng lão lạc vân tông vừa đưa ra pháp khí chống đỡ vừa kết pháp ấn phòng thủ coi thường nói chỉ là một ngự kiếm thuật mà cũng dám hỗ sược trước mặt kim đang tu sĩ tà à? chưa để bọn chúng đắc ý lâu kiếm khí của tiêu huyền đã từng đợt từng đợt lao tới phá vỡ pháp ấn đánh cho bọn chúng tan tác cả đám không tin vào mắt mình la hét ỏm tỏi cái gì pháp khí tổ truyền của ta thế mà chỉ bị một chiêu đã hỏng rồi thanh phi kiếm này sao lại có uy lực như thế tiêu huyền nhìn đám rồi nhặng hoảng loạn mà thích thú cười lớn ha 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 anh đắc chí phẩy quạt nói lần trước một vòng giết 30 kim đan còn cho rằng mọi người uống nhiều rồi chân tay không linh hoạt bây giờ xem ra là lạc vân tông căn bản chỉ có như vậy thôi lúc bấy giờ một tên trưởng lão tái mặt hai mắt mở to hốt hoảng la lớn một người vây giết 30 kim đan ngươi ngươi chính là tiêu huyền nhấc người bay lên toàn thân tỏa ra một luồng khí tức kim sắc mãnh liệt xung quanh ngưng kết vô số kiếm khí mọc ra tua tủa đáp Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ." Tiêu Huyền ánh mắt đỏ rực, ánh lên sát khí sắc lạnh, nguy hiểm giới thiệu, "Nam Ly tông Tiêu Huyền, nếu như qua đêm nay, Lạc Vân tông vẫn còn sức tìm ta báo thù, thì hãy nhớ rõ cái tên này của lão tử." Nghe đến Nam Ly tông trên mặt đám người Lạc Vân tông hiện lên sự lo lắng, bọn chúng thì thào với nhau, "Thế mà lại là người của Nam Ly tông sao? Mà xét thấy cũng đúng, trong bán kính 100 dặm, những kẻ có thể sánh ngang với Lạc Vân tông cũng chỉ có Nam Ly tông mà thôi." Mặc dù đối diện với khí thế vô cùng hùng hậu của Tiêu Huyền, nhưng bọn người Lạc Vân Tông vẫn hô hào xông lên. Vì dù sao nơi đây cũng là địa bàn của bọn chúng, Tiêu Huyền cũng chỉ có một mình mà thôi. Dù thực lực có mạnh thì cũng không thể lấy một chống lại nhiều người như thế này. Nhìn đám người Lạc Vân Tông hùng hổ lao đến, Tiêu Huyền khẽ động ngón tay điều khiển tất cả các thanh kiếm ý mà hắn huyễn hóa ra lập tức lao về đám người đang lao đến, từng tên từng tên một bị kiếm khí tiêu diệt. Tiêu Huyền đắc ý nói, "Hay lắm, hay lắm, hôm nay được các ngươi phụng bồi ta rất vui." Trong chớp mắt này tiếng kêu la thảm thiết vang vọng Lạc Vân Tông. Đám người Lạc Vân Tông trong chớp mắt đã tử thương hơn phân nửa. Tiêu Huyền lơ lửng giữa không trung phía sau là hư ảnh của chiêu thức Vạn Kiếm Hóa Nhất vô cùng khổng lồ, Tiêu Huyền lên tiếng khiêu khích, nguyên anh của Lạc Vân Tông thực lực cũng chỉ đến thế này thôi sao? Ta còn chưa dùng hết sức mà. Một vị trưởng lão của Lạc Vân Tông nằm dài trên mặt đất cố gắng lên tiếng, tiểu tử Nam Ly Tông kia, tông chủ bọn ta sắp quay trở lại rồi, tới lúc đó sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Tiêu Huyền cười to ha ha ha, được được, được như thế ta rất thích, vậy ta chờ ta chờ chỉ vài giây sau thì tông chủ lạc vân tông cũng đã về đến ông ta từ xa lao đến tiêu huyền hét lớn tiểu tử nhà ngươi dám đến đây để gây rối đúng là ngông cuồng tự đại tiêu huyền nhìn diệp văn uyên đang lao nhanh về phía mình thì cười nói trở về cũng nhanh đấy vừa nói tiêu huyền vừa vung tay điều khiển hư ảnh thanh kiếm phía sau chém về phía trước đỡ lấy đòn tấn công của diệp văn uyên trong chớp mắt hai thanh kiếm va vào nhau kình phí bộc phát thanh kiếm của tiêu huyền huyễn hóa ra đã bị kiếm của diệp văn uyên chém gãy sau đó tạo thành một vụ nổ khủng bố ở giữa trong chớp mắt này hai người cũng lùi về sau giữ khoảng cách với nhau diệp văn uyên tức giận nói tên trộm đến từ nam ly tông kia gan của ngươi cũng lớn thật trộm đâu không trọng lại chạy đến lạc vân tông ta để trộm lúc này tiêu huyền đã huyễn hóa ra hai thanh nhiễu chỉ nhu vô cùng khí thế nói lạc vân tông của ngươi là thứ cho má gì chứ trưởng lão của ngươi còn bị ta đánh tới mức tan tác kìa nói xong tiêu huyền vận dụng kiếm khí lập tức điều khiển hai thanh nhiễu chỉ nhu lao nhanh về phía diệp văn nguyên chiêu thức này được gọi là tung hoành vạn lý ngự kiếm quyết phiên bản đặc biệt Hai thanh nhiễu chỉ nhu như hai quả tên lửa lao nhanh về phía trước khí thế vô cùng lớn. Ở phía đối diện Diệp Văn Uyên rất tin tưởng vào thực lực của mình. Ông ta vung thanh kiếm trong tay sử dụng linh lực không ngừng rót vào thanh kiếm, sau đó chém hai thanh nhiễu chỉ nhu của Tiêu Huyền đang lao đến. Vừa đánh ông ta vừa nói, chỉ dựa vào ngươi cũng dám đến Lạc Vân Tông ta để gây rối, đúng là vô cùng tự cao tự đại. Trong chớp mắt hai thanh nhiễu chỉ nhu của Tiêu Huyền đã bị đánh bay, đồng thời lúc này Diệp Văn Uyên cũng nhanh chóng lao đến chỗ Tiêu Huyền đang đứng vung kiếm trong chớp mắt này tiêu huyền đã nhảy lên kéo dài khoảng cách với lão ta ánh mắt tiêu huyền hiện lên sự kiên định kèm theo một chút lo lắng kiếm thế của lão già này phi phạm bất thường tu vi chắc cũng đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong chắc là do lão ta nhiều năm lấy tinh huyết tế luyện thần kiếm làm tổn thương căn cốt mới chưa đột phá nhưng chiến lược thực sự đã trên nguyên anh rồi lúc này tiêu huyền cũng nhanh chóng triệu hồi hai thanh nhiễu chỉ nhu của mình quay lại một lần nữa lao vào giao thủ với lão già diệp văn uyên khi này tiêu huyền khá lo lắng thật sự là có một chút phiền phức hy vọng tiểu chỉ nhi có thể mau thu được thanh kiếm nó để kéo dài thời gian tiêu huyền đã thi chuyển chiêu thức kiếm khí vạn thiên lập tức xung quanh tiêu huyền huyễn hóa ra hàng vạn kiếm khí có hình dạng của nhiễu chỉ nhu sau đó những thanh kiếm này dưới sự điều khiển của tiêu huyền nhanh chóng lao nhanh về phía đặng văn uyên ở phía dưới đặng văn uyên cũng dùng toàn lực chống đỡ ông ta thầm nghĩ kiếm khí vạn thiên sao chiêu này còn có thể dùng được trên kiếm thật sao kiếm của hắn vốn dĩ đã uy lực bất phàm ít nhất cũng phải là địa giới tuyệt phẩm cả ngàn thanh địa giới tuyệt phẩm cùng lên cái này còn được gọi là kiếm kỹ sao giữa một rừng nhiễu chỉ nhu đang lao đến đặng văn uyên chống đỡ khá là vất vả ông ta thầm nhận định chiêu thức này nói là vô thượng thần thông cũng không quá đáng nhưng ta cứ chống đỡ như thế này thì thật sự không ổn xem ra chỉ có thể sử dụng nó trong chớp mắt này đặng văn uyên cấm thanh kiếm của mình xuống đất một nguồn linh lực khủng bố từ từ thanh kiếm phóng thẳng lên trời lúc này hộ tông đại trận được khởi động đặng văn uyên điều khiển một luồng kiếm ý khủng bố từ trên trời lao xuống vị trí của tiêu huyền đánh tan toàn bộ các thanh nhiễu chỉ nhu được tiêu huyền huyễn hóa ra Vừa thi triển chiêu thức ông ta vừa nói, "Lạc Vân Tông ta tuyệt đối không phải là chỗ mà tiểu tử nhà ngươi có thể động vào." Kiếm khí khủng bố đánh xuống nhưng Tiêu Huyền cũng may mắn thoát được. Tiêu Huyền lại một lần nữa huyễn hóa ra một thanh kiếm khổng lồ ở phía sau lưng mình, toàn thân thanh kiếm có kim quang bao phủ, lan tỏa ra một nguồn sức mạnh gấp trăm lần thanh kiếm trước đó, làm cho đám người của Lạc Vân Tông cũng bất ngờ. Tiêu Huyền dõng dạc nói, "Những người nào trong các ngươi tham gia vào việc tàn sát Trần gia đều phải đền tội, ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi tự chặt đứt cánh tay của mình sau đó rời đi." Nếu không tới lúc ta động thủ, thì tất cả người trên Lạc Vân Tông đều phải chết." Tiêu Huyền đứng giữa không trung nhìn về đám người nói, "Ta nghe nói hộ sơn đại trận của Lạc Vân Tông là do trưởng môn đầu tiên của Lạc Vân Tông có tu vi phân thần đỉnh phong để lại, đã trải qua hơn 100 năm mà uy lực vẫn không hề giảm bớt." Tuy ngoài miệng thì cứng cỏi nhưng trong lòng Tiêu Huyền cũng vô cùng lo lắng, vừa rồi chỉ cần một đòn thì toàn bộ hư ảnh của nhiều chỉ nhu đã bị quét sạch, nhất định phải cẩn thận hơn. Nhưng lúc này một ánh sáng màu hồng từ trong phòng của Đặng Văn Uyên bắn thẳng lên trời thấy cảnh này tiêu huyền cười vô cùng đắc ý bởi vì chỉ nô đã thu phục được thanh kiếm kia hệ thống bắt đầu liên tục hiện lên phần thưởng ký chủ đã giúp cho đồ đệ khởi động tiên thiên kiếm thể địa giới phần thưởng nhận được gấp 10 lần nhận được thiên phú tiên thiên kiếm thể tiên giới những luồng ánh sáng màu vàng của hệ thống liên tục rót vào cơ thể tiêu huyền làm hắn có cảm giác mỗi một sợi kiếm khí trong thiên địa đều giúp hắn có thêm một tia giác ngộ giờ khác này vô số kiếm khí màu vàng bay lượng xung quanh tiêu huyền cảnh tượng vô cùng hoa mỹ đặng văn uyên lo lắng trong lòng chết tiệt tên này vậy mà lại đột phá trong lúc này tận dụng cơ hội tiêu huyền mới đột phá tu vi chưa ổn định đặng văn uyên thi triển thuật pháp hợp nhất các trận pháp thành một muốn dùng một đoàn này chém tiêu huyền thành trăm mảnh ông ta tin chắc với chiêu thức này tiêu huyền có đột phá cũng phải chết nhưng trong lúc ông ta thi triển chiêu thức thì trận pháp phía sau ông ta từ từ biến mất hộ sơn đại trận khi này không còn nghe theo điều khiển của ông ta tiêu huyền đắc ý nói xem ra ngôi vị trưởng môn ngươi không thể làm nữa rồi khi này kiếm ý màu vàng không ngừng bốn phương tám hướng liên tục bay đến thanh kiếm mà tiêu huyền đã huyễn hóa ra trong lúc thanh kiếm đang hình thành tiêu huyền nhìn về đặng văn uyên mỹ mai rõ ràng trong hộ sơn đại trận của lạc vân tông của các ngươi còn cất giấu một thanh lạc vân kiếm đích thực ngươi lại đi cướp kiếm phổ chưa hoàn thành của lâm gia lúc này tiêu huyền cũng huyễn hóa ra một bàn tay khổng lồ cầm lấy thanh kiếm tiêu huyền lại tiếp tục mỉa mai ngươi lại ngu ngốc lãng phí tinh huyết để nuôi dưỡng kiếm phổ đúng là nực cười tiêu huyền hô một chữ rút thanh kiếm đã được bàn tay khổng lồ kia kéo lên sau đó lơ lửng sau lưng tiêu huyền nếu ngươi đã là một trưởng môn vô năng như vậy thì thanh lạc vân kiếm này ta sẽ giữ lấy. còn về ngươi, đền mạng cho những người của lâm gia đã chết năm đó. vừa nói tiêu huyền vừa điều khiển thanh kiếm khổng lồ chém về đặng văn uyên. một kiếm này như quét ngang thiên địa, vô số kiến trúc của lạc vân tông biến thành một đống đổ nát, mặt đất để lại một khe nước vô cùng khủng bố. đám thủ hạ của đặng văn uyên còn lại thì sợ hãi kêu la, đây là hắn muốn cắt bỏ đỉnh núi lạc vân tông sao? tiêu huyền vẫn câu nói cũ, những kẻ nào tham gia vào vụ tấn công lâm gia, toàn bộ tự giác cắt đi một cánh tay, rồi cút đi. một khi ta ra tay trên dưới lạc vân tông đều chết đám người nghe thế thì sợ hãi thì thào con trai ta còn ở trong lạc vân tông nó không làm gì sai cả lỗi là do ta xin ngươi tha cho con trai ta ta tình nguyện trả mọi giá nói xong người này cũng chủ động chặt đứt cánh tay đám người còn lại cũng chủ động hạ thủ ta cũng có người thân trong tông môn xin ngươi tha cho bọn họ nhìn đám người tàn phế rời đi tiêu huyền cảm thán khi kề giao lên người mình thì vô cùng khốn khổ còn lúc tàn sát người khác sao lại không chừa một con đường lui cho mình một lúc sau chỉ nô cũng vui vẻ chạy ra Sư tôn xem này, con đã thành công thu phục được thanh kiếm rồi, con quyết định đặt tên nó là thế kiếm. Hơn nữa sau khi thu phục được con cảm thấy tu luyện nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, lúc trước còn chưa quen thuộc với kiếm khí vạn thiên, bây giờ đã ngộ ra rồi. Tiêu huyền tiến tới khen ngợi chỉ nô làm rất tốt, tiêu huyền tin chắc là do hiệu quả của việc thức tỉnh thành công tiên thiên kiếm thể. Khi này chỉ nô mới chú ý đến cảnh vật xung quanh, sư phụ, vừa rồi xảy ra đại chiến sao, tiêu huyền bình thản đáp. Đúng là như vậy, trưởng môn Lạc Vân Tông bị ta tiêu diệt rồi, con nghĩ sao về việc chúng ta tiếp quản nơi này?" Nghe lời này chỉ nô giật mình nói, "Tiếp quản Lạc Vân Tông, sư phụ, người không muốn làm trưởng lão Hồng Môn Tông nữa sao?" Tiêu Huyền đưa tay làm động tác im lặng nói, "Suỵt, nhỏ tiếng một chút, ta sẽ gọi người của Tô gia đến tiếp quản, ta chỉ đứng một bên thu tiền thôi, chúng ta trở về thôi, ta phải lập một kế hoạch kinh doanh thật lớn." Nói xong hai người ngự kiếm bay về Tô gia. Sau khi Tiêu Huyền về Lạc Vân Thành, hắn đã dẫn người của Tô gia tiếp quản Lạc Vân Thành, Uông ra mặc dù bất mãn nhưng toàn bộ tài sản điều đã thua cho tiêu huyền đồng thời gia chủ của uông gia cũng đã chết nên bọn họ không hề dám phản kháng có sự giúp đỡ của tài sản của lạc vân tông tô ra một lần nữa đi lên đỉnh cao nhân sinh từ từ ổn định được lạc vân thành sau đó phát triển hàng loạt dịch vụ mới làm cho kinh tế lạc vân thành ngày càng đi lên sau khi bế quan tiêu huyền cũng đã tiến hành truyền công cho lâm trĩ và tô mộc hàm giúp hai người bọn họ đạt đến cảnh giới trúc cơ lâm trĩ là trúc cơ nhị trọng còn tô mộc hàm hiện tại là nhất trọng tiêu huyền cũng nhận được những phần thưởng xứng đáng từ hệ thống Tiêu Huyền đang tận hưởng những ngày tháng không cần làm việc mà tiền vẫn chảy vào túi. Gần đó Mộc Hàm cũng trình bày tình hình kinh doanh hiện tại. Kim Đan sau khi mở bán đã nhận được sự truy lùn của rất nhiều tu sĩ. Bây giờ mỗi ngày chỉ vừa mở bán đã hết, dự tính tương lai sẽ ổn định tiêu thụ. Theo ước tính chỉ riêng tiệm đan dược thì đã có thu nhập đạt tới 100 vạn linh thạch mỗi ngày, còn chưa tính đến những nguồn thu nhập khác thông qua kết hợp kinh doanh với Kim Đan. Nghe báo cáo thu nhập mà Tiêu Huyền đã ngất ngây con gà tây rồi, trong lòng hắn bây giờ chỉ có hai chữ phát tài, có thể đập gãy hai chân mà nằm chơi hưởng thụ rồi đang nằm chơi thì từ xa có tiếng nói vọng đến tiêu trưởng lão nhìn theo âm thanh thì mọi người thấy diệp thần đang ngự không bay đến thấy người đến tiêu huyền vui vẻ nói diệp sư điệt sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây thế sư phụ của ngươi gần đây vẫn khỏe chứ mau tới đây ăn trái cây đi diệp thần vừa đáp xuống thì vội nói không cần đâu tiêu trưởng lão trưởng môn nhờ ta đến đây nói với người mấy câu sau đó diệp thần ho nhẹ lấy hơi bắt đầu thuật lại những gì trưởng môn đã nói nghe nói tiêu trưởng lão gần đây đã nắm được lạc vân tông xin hỏi người có ý định gì khác không nghe lời này tiêu huyền có chút bất ngờ tiêu huyền cười ái ngại nói không ngờ tin tức của trưởng môn sư huynh lại nhanh như vậy ngươi về nói với huynh ấy ta luôn trung thành với hồng mông tông lạc vân tông chỉ đơn thuần nằm yên thu tiền mà thôi diệp thần nghe xong thì ôm quyền kính cẩn diệp thần đã rõ ngoài ra ba ngày sau là đại hội thi đấu giữa các phong trưởng môn bảo ta gửi lời cho người nếu như người muốn ở lại hồng môn tông thì phải nhớ tới đúng giờ tiêu huyền nghe thế thì cũng tươi cười khẳng định mình sẽ về đúng giờ sau khi diệp thần rời đi Tiêu Huyền cũng hạ lệnh cho hai đệ tử thu xếp chuẩn bị trở về tông môn. Khi này Lâm Chỉ nhớ về chuyện ở tông môn nên có chút lo lắng nhắc nhở Mộc Hàm, sư muội, sau khi muội trở về tông môn, có vài người muội cần phải cẩn thận nếu như gặp phải. Nghe thế Lâm Mộc Hàm không hiểu hỏi là ai. Lâm Chỉ ánh mắt hiện lên sự câm phần giải thích, bọn chúng vốn là đệ tử của sư phụ, nhưng sau đó đã phản bội lại sư phụ, còn có âm mưu sát hại người, lát nữa trên đường đi ta sẽ nói cho muội rõ. Cảnh chuyển đến Lục Phong Hồng Mông Tông, trên đại điện có ba người đang bàn chuyện Ngồi trên đài cao Lục Phong chủ nghiêm nghị nói: "Ta nghe được tin tên Tiêu Huyền đó sắp quay về rồi, hai người các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ở phía dưới chính là hai tên đệ tử phản bội của Tiêu Huyền." Khi này Vương Phong nói: "Sư phụ thứ lỗi cho con, con cảm thấy mấy bài công pháp mà sư phụ dạy cho chúng con cần phải phối hợp với tinh huyết linh thú để tu luyện, sao con có cảm giác công pháp này có chút giống với ma công." Nghe đến đây thì Lục Phong chủ đã tung ra một trường kình khí đánh bay Vương Phong ra xa. Ông ta tức giận nói: "Tuổi trẻ vô tri, ngươi thì biết cái gì?" ở trong hồng mông tông thì biết được bao nhiêu công pháp lại dám nghi ngờ công pháp mà ta chuyển cho người vương phong tuy không bị thương nhưng cũng khá đau vì đoàn đánh vừa rồi hắn bỏ dậy cúi đầu nhận sai nhưng trong lòng khó chịu nghỉ cái thứ tà môn đó ta mới không thèm luyện khi này thu hàn ở bên cạnh lên tiếng con đã làm theo lời sư phụ con đã luyện đến tầng thứ ba của công pháp đó bây giờ tu vi của con đã đạt tới trúc cơ ngũ trọng nghe thế thì lục phong chủ cười đắc ý khen ngợi được được làm tốt lắm đã tu luyện đến tầng thứ ba thì việc lấy được vị trí đầu tiên trong đám trẻ ở hồng mông tông là không thành vấn đề khi này ông ta nghiêm nghị dặn dò trong cuộc thi ở hồng môn tông mọi chuyện đều không quan trọng điều quan trọng là phải lấy được giải thưởng hồng mông tử khí cái đó chính là một bảo vật vô thượng tương truyền hồng mông tông đời tổ tông từng sinh ra một nhân tiên hồng mông tử khí này là đại khí vận mà sau khi nhân tiên đó tọa hóa đã lưu lại cứ mỗi năm năm hồng mông tông đều sẽ tổ chức một cuộc thi mỗi một sơn phong thắng cuộc đều sẽ nhận được một phần hồng mông tử khí nhất định lục phong chủ vẫn khí vỗ lên bàn hai người các người nhớ kỹ mỗi người thông qua trong một trận đấu đều sẽ được hồng mông từ khí người chiến thắng cuối cùng sẽ có được từ khí tinh thuần hàng đầu vì thế các người nhất định không được thua nếu như ai thua kết cục sẽ như cái bản này lời nói kết thúc thì cái bản cũng vỡ nát ở phía dưới hai tên đệ tử vội vã cuối đầu dạ vâng vương phong trong lòng oán trách nếu sớm biết lục phong này tà môn như thế còn chẳng thà ở lại thất phong hưởng thụ cuộc sống tiêu giao vui vẻ thật sự thất sách rồi hù dọa xong thì lục phong chủ ra lệnh cho hai người lui xuống ở trong một góc khuất có một người bận đồ đen lên tiếng với hắn tới thủ hạ của ngươi cũng đã bắt đầu hoài nghi rồi xem ra ngươi phải nhanh tay nhanh chân lên lục phong chủ liếc hắn ta nói ta đã phí công tốn sức mở được hộ sơn đại pháp để ngươi vào hồng mông tông chứ không phải để ngươi châm chọc khiêu khích người ta muốn chuẩn bị thế nào rồi yên tâm ta bảo đảm muốn khiến cả hồng mông tông biết cái gì gọi là khủng bố nói đến đây khuôn mặt hắn ta trở nên vặn vẹo đáng sợ hồng mông tông quảng trường nhập sơn hiện tại nơi đây vô cùng náo nhiệt với tiếng nói cười chào hỏi dô vương lão đầu Ông cũng tới xem náo nhiệt ở Hồng Mông Tông sao? Ezo, đây không phải là cháu ta năm nay cũng đã kiểm tra được có linh căn, đem nó đi xem thế giới. Quảng trường nhập sơn này cũng không tồi, cũng không thua kém gì thiên kiếm môn ta. Ia, yeah, đó chính là trúc tuyên thiên nữ của Hồng Mông Tông nhỉ, đẹp hơn những năm trước đây nhiều rồi. Cuộc thi đấu năm năm một lần cuối cùng cũng bắt đầu rồi, năm nay dường như người xem tới từ những môn phái khác cũng không ít, cũng không biết lần này phong nào sẽ giành chiến thắng. Chắc chắn là đệ nhất phong a, mấy năm trước lần nào cũng là họ mà trưởng lão tề phong của đệ nhất phong đó chính là trưởng lão cấp cao của hồng mông tông nguyên lão đó mọi người nhìn về các trưởng lão của các phong bàn tán người đó là đệ nhất phong trưởng lão tề phong hôm nay đã là kim đan tứ trọng những người khác đều là thiên tài đệ tử trúc cơ thành công thực lực rất mạnh mẽ gì ngươi không phải đã quên trúc tuyên thiên nữ của đệ nhị phong sao đệ nhị phong trưởng lão trúc tuyên cách đây không lâu cũng đột phá đến kim đan tứ trọng những người khác càng là những đệ tử siêu việt có thanh tử song kiếm thực lực không thể xem thường đừng nói tới trưởng môn trương hạc của chủ phong nữa nói ra thì mấy trưởng lão hôm nay tới có phải chỉ có vài người này tiêu huyền của đệ thất phong đầu chắc là sợ mất mặt nên không dám tới đám đệ tử trong tay hắn tu luyện toàn là do hắn truyền công một đám phế vật dưới sân đấu đệ tử gõ trên thu hút sự chú ý của mọi người bắt đầu tuyên bố nguyện tắc vòng đầu tiên của cuộc thi cuộc thi sẽ diễn ra dưới hình thức trận chiến theo vòng bánh xe mỗi trận sẽ bốc thăm hai phong đối đầu nhau người thua sẽ bị loại và ghi nhận một lần thành tích bốc thăm hai phong người thua sẽ trở về hàng ngũ chờ lần sau lên đầu người thắng tiếp tục đấu vòng tiếp theo người thắng sẽ tiếp tục ở lại trên sàn đấu để đấu trận tiếp theo tích lũy phần thắng 3 trận sẽ nâng cấp nếu như tích lũy thất bại 3 trận thì sẽ bị loại những tài nguyên tu luyện sau đó sẽ được căn cứ theo danh sách xếp hạng qua các trận đấu để phân chia hơn nữa người thắng còn có thể nhận được địa giới cực phẩm pháp khí một thanh như ý thanh phong kiếm vòng thi đầu tiên đệ lục phong đầu với đệ thất phong vương tranh vừa bước lên đài thì đã có tiếng bàn tán ta nhớ hắn là đệ tử của đệ thất phong mà sao lại đại diện đệ lục phong ra trận ngươi còn chưa biết sao vương tranh sớm đã phản bội sư môn rồi bây giờ gia nhập đệ lục phong đây không phải là có kịch hay để xem sao lúc này phong chủ nôn nóng hỏi diệp thần tiêu huyền còn chưa tới sao diệp thần vội nói hồi sư tôn tạm thời chưa thấy hạ trương hạt phút dâu lẩm bẩn tên tiêu huyền ánh mắt như trời đợi một cái gì đó đám khán giả thấy tiêu huyền chưa đến thì cười nói đệ thất phong không có người vậy không phải là trực tiếp nhận thua sao có người thì làm sao chứ có ai có thể lên sàn đấu với vương tranh đây tự hắn lên sao Ha ha ha, khi này đệ tử dưới đài tuyên bố, đệ thất phong không có người nghênh chiến, trận này, hắn nói đến đây thì có tiếng của Tiêu Huyền vọng đến, "Chờ chút, thật xin lỗi a, à. sáng nay ngủ quên, tới muộn rồi, để các vị chờ lâu rồi." Khi này Tiêu Huyền cùng hai đệ tử của mình cũng đã ngự không bay đến. Ba người đáp xuống võ đài thì Vương Tranh đã khinh thường nói, "Lão già này lại còn chưa đuổi phế vật Lâm trĩ ra khỏi sư môn, còn thu nhận thêm một nữ đệ tử xinh đẹp như vậy." Trong lòng hắn đắc ý, "Cực phẩm a, lát nữa trước mặt lão già này phải đạp sư muội xinh đẹp đó dưới chân, sắc mặt của hắn nhất định sẽ hay ho lắm. Phía đối diện Tiêu Huyền bình thản nói: "Mộc Hàm con lên đi, vừa hay để con luyện tay chút." Mộc Hàm ngoan ngoãn nghe theo. Trước khi thi đấu Lâm Chỉ kéo cô lại nói nhỏ: "Sư muội, tên nhóc đó muội còn chưa quen biết, chính là hắn đã phản bội sư phụ, thiếu chút nữa hại sư phụ liệt người, lát nữa đừng thủ hạ lưu tình với hắn." Mộc Hàm đưa ánh mắt bất thiện nhìn về Vương Tranh, khi trước từ chỗ của sư tỷ ta đã nghe thấy những chuyện liên quan tới sư phụ không ngờ rằng vừa quay lại tông môn đã gặp chúng tên phản đồ phản bội sư phụ này nếu đã như thế tô mộc hàm mình phải biểu hiện cho tốt không thể để sư phụ mất mặt được ở trên đài cao vương hạt nhìn mộc hàm đánh giá tuổi như vậy thế nào đã trúc cơ nhất trọng có vẻ tiêu trưởng lão lần này ra ngoài lại thu được một đồ đệ tốt rồi vương tranh nhìn mộc hàm mỉa mai sư muội ngươi ở môn hạ tiêu huyền trưởng lão thiết nghỉ cũng không học được thứ gì sư huynh thương hoa tiếc ngọc liền nhường muội ra tay trước mộc hàm hừ lạnh môn hạ sư phụ ta trước giờ không chứa phản đồ ngươi là thứ chó gì khi sư diệt tổ cũng xứng làm sư huynh ta bị sĩ vã vương tranh luôn miệng nói tốt 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 ánh mắt thì hiện lên sự sắt lạnh nếu ngươi đã không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách ta không thủ hạ lưu tình vừa nói hắn vừa vung kiếm về phía mộc hàm sư muội phải cẩn thận đó sân vũ kiếm pháp này của ta coi như là tiêu huyền cũng từng khen qua một tiếng không tồi nhưng khoe mẽ đến đây thì ánh mắt hắn đã trở nên kích động bởi vì mộc hàm chỉ dùng hai ngón tay là có thể giữ chặt thanh kiếm của hắn mộc hàm tay vận lực mỹ mai kiếm pháp quả thực không tồi chỉ là dùng kiếm quả thật không ra làm sao ngay cả linh khí hộ thể của ta cũng không phá được tính là cái gì kiếm tu chứ lời nói kết thúc thì thanh kiếm của vương tranh đã vỡ nát thấy mình không phải là đối thủ của mộc hàm vương tranh ôm ngực giã vừa bị thương nói ta à, ta nhận thua hắn chưa đi được mấy bước thì mộc hàm đã lên tiếng đợi đã tông môn đại bỉ yêu cầu đánh đến cùng không thể bây giờ giết ngươi coi như ngươi gặp mày tiếp ta một trưởng rồi cút mộc hàm một trưởng lực khủng bố đánh đến vương tranh không có cách nào trốn tránh hắn đành phải dùng hết sức tung trưởng đỡ lấy ngươi đừng có được đằng chân lên đằng đầu hai bên va chạm một vụ nổ lớn xảy ra vương tranh bị đánh bay ra xa xương cánh tay cũng bị vỡ nát vương tranh hoang mang nói ngươi ngươi là tu vi trúc cơ sao có thể hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mộc hàm ngươi có tu vi này hà tất bái tiêu huyền làm sư mộc hàm cười mỉm nói cho hắn một bí mật nửa tháng trước tu vi ta mới là luyện khí nhất trọng ngày nay đã là trúc cơ nhất trọng nhờ có sư phụ tiêu huyền truyền thụ công pháp tẩy tủy hoán cốt việc thành gấp đôi chỉ tốn nửa sức chuyện như này có một vài phản đầu ngưỡng mộ không kịp vương tranh trong lòng chửi rủa lão cầu tiêu huyền đó thật sự quán đỉnh truyền công cho đệ tử còn tẩy tủy hoán cốt đáng chết đệ tử điều khiển trận đấu khi này tuyên bố trận thứ nhất đệ thất phong thắng vương tranh chưa rời khỏi võ đài thì đã có một bóng người vội vã lao xuống trước mặt chỉ nô đợi đã ta muốn khiêu chiến đệ thất phong đám khán giả xôn xao trời ạ à, diệp thu hàn chủ động khiêu chiến hình như là có quy định như này nếu như có người chủ động khiêu chiến bên bị khiêu chiến không thể từ chối nhưng các trưởng phong trưởng lão có thể tự do quyết định đệ tử xuất chiến đệ thất phong có người có thể ứng chiến sao không có đâu diệp thu hàn ban đầu ở trong tông môn được gọi là tiểu tiêu huyền bây giờ đã chúc cơ ngũ trọng tu vi này đã có thể làm trưởng lão một phong rồi diệp thu hàn dứng lạnh lùng trên võ đài nói tiêu trưởng lão phái ra đệ tử của ông đi tiêu huyền thông thả nói tiểu chỉ nhi con lên đi lát nữa cẩn thận chút chỉ nô nhận lệnh lập tức nhảy lên võ đài nghênh chiến thấy chí nô lên sàn đấu diệp thu hàn cảm thấy bị khinh thường nên tức giận Người hầu trước đây của đệ thất phong cũng có tư cách đứng trên lôi đài của tông môn đại bỉ sao, ngài quả thực nên cẩn thận chút. Tiêu huyền âm trầm nói, ta khuyên ngươi cẩn thận chút, lúc này Thu Hàn mới chú ý tới chỉ nô đang tấn công mình với tốc độ cực cao. Nhưng Thu Hàn rất nhanh phản ứng kịp, tránh sang một bên, nhưng trên mặt cũng để lại vết kiếm. Ở phía dưới tiêu huyền hò hét, tiểu chỉ nhi, đánh vỡ miệng hắn cho ta, chỉ nô cũng vội đáp, đồ nhi tuân mệnh. Ngươi thật là không biết sống chết, diệp Thu Hàn tức giận rút kiếm, linh khí bạo phát hóa thành hình một con chim ưng tung cánh đầy khí thế mấy vị phong chủ bàn luận diệp thu hàn bây giờ đang dùng phi yến kiếm pháp vẫn là lúc đầu tiêu huyền dựa vào thói quen dùng kiếm của hắn đặc biệt thiết kế ra đúng vậy dùng kiếm pháp hắn dạy đánh bại đệ tử của hắn lát nữa sắc mặt của tiêu huyền nhất định rất đặc sắc ở dưới võ đài chỉ nô cười mỉm sau đó lao đến tung kiếm về phía thu hàn đường kiếm thô bạo chém xuống diệp thu hàn ung dung đưa kiếm của mình lên đỡ kèm theo lời nói đúng là có dũng khí đáng khai ngợi nhưng hắn nói đến đây thì bắt đầu lấp bấp cái cái gì đây sao có thể bởi vì thanh kiếm trên tay hắn đã bị chị nô chém làm hai nữa chị nô ở phía đối diện lạnh lùng nói chẳng phải chỉ là phi yến kiếm pháp sao rất khó sao ngược lại là ngươi theo sư tôn học tập gần 5 năm rồi nhỉ mới học đến loại trình độ này ta thật thấy xấu hổ thay ngươi dựa theo quy củ kiếm của ngươi gãy rồi thắng bại đã phân nên để ngươi xuống sân rồi nhưng ta thực sự nhìn không quen dáng vẻ cao cao tự đại này của ngươi lại đi vừa nói chị nô vừa lấy ra một thanh kiếm từ túi chữ vật ném cho diệp thu hàn Diệp Thu Hàn sừng sốt một chút sau đó cầm lấy thanh kiếm, toàn thân bao phủ bởi linh khí màu đỏ, ánh mắt tức giận đến tột cùng, thật là nực cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai, vậy mà dám nói với ta lời như vậy, vừa nói hắn vừa bất chấp lao đến vung kiếm về Chỉ Nô, nhưng Chỉ Nô cũng dễ dàng né tránh. Dục tốc thì bóc dục, Chỉ Nô thừa cơ hội hắn lơ là đã sinh nhẹ gân tay của Thu Hàn làm cho hắn tàn phế. Thu Hàn đau đớn ôm lấy canh tay, cánh tay của ta, Chỉ Nô lạnh lùng mở miệng, ngươi hỏi ta là loại người gì, bây giờ biết rồi chứ ta là người mà loại phế vật như ngươi luyện 100 năm dùng một vạn kiếm cũng không động tới được bị sĩ nhục diệp thu hàn giống lên dám chó nhưng sự tức giận của hắn bị trĩ nô cắt ngang cô liên tục lấy kiếm từ trong túi chữ vật ném về phía thu hàn ngươi có thể thử nhìn xem trận hôm nay nếu như ngươi có thể đụng tới ta coi như ta thua đám khán giả chú ý đến những thanh kiếm thản thốt đây đây đều là pháp khí địa giai trời ạ à, phong chúng ta chỉ có đại sư tỷ có một thanh pháp khí nhân giai thượng phẩm phong bọn ta cũng vậy nghe nói trong tay trưởng môn cũng không quá năm sáu thanh pháp bảo địa dài, trương hạc tông chủ trong lòng thở dài, tiêu huyền đúng là gia cảnh hùng hậu. tiêu huyền nghe mọi người bàn tán thì đắc ý, mũi cũng dài hơn mà cảm thán, cuộc sống của người có tiền chính là như vậy ư, thật tẻ nhạt. trên đài diệp thu hàn cười to, ha 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 ha. nghe nói tiêu huyền quán đỉnh truyền công cho ngươi, trước đây ta không tin, có vẻ là thật rồi. những pháp khí này của ngươi cũng là hắn đưa. kèm theo lời nói thì từ trong người thu hàn phát ra một nguồn sức mạnh kỳ lạ làm cho mọi người chú ý, ánh mắt tiêu huyền cũng đăm chiêu nhìn đến hắn diệp thu hàn đây là linh lực hỗn loạn sắp tẩu hỏa nhập ma ư thu hàn thu lấy một thanh kiếm lạnh lùng nói hắn cưỡng ép đẩy một phế vật như ngươi lên thành thiên tài hắn cũng thật nỡ bỏ ra tất cả lẽ nào hắn cho rằng ta chỉ biết bộ phi yến kiếm pháp hắn dạy chứ lúc này thu hàn đã bạo phát một nguồn ma khí kỳ lạ lại huyễn hóa ra hình một con huyết long hắn tức giận vung kiếm kèm theo những lời câm phẫn kiếm pháp này là thiên giai hạ phẩm là vương trưởng lão của đệ lục phong chuyên tìm cho ta ngươi và tiêu huyền có lẽ chưa từng gặp kiếm pháp địa giai trở lên nhỉ nghe mấy lời này chỉ nô cười lạnh mỉa mai đừng nói thiên giai kiếm pháp coi như là thiên giai bảo kiếm ta cũng có vốn dĩ còn cảm thấy đối phó con hàng như ngươi không dùng tới bảo kiếm nhưng nếu ngươi đã đáng thương như vậy lấy được một bộ thiên giai kiếm pháp liền đắc ý ta sẽ cho ngươi thêm một chút kiến thức vừa nói chỉ nô vừa vun kiếm một chiêu đánh bại thu hàn cô lường thu hàn một cái còn về bộ thiên giai kiếm pháp của ngươi ta thấy cũng chỉ như vậy cho ngươi dùng chẳng đi đâu tới đâu càng huống hổ có những người bản thân là phế vật thì đừng trách lên người kiếm pháp khi nãy chị nô lại sử dụng bộ kiếm phi yến kiếm pháp đánh bại hắn diệp thu hàn quỳ trên mặt đất thất thần a à, ta lại bị lâm trĩ bị con hầu rửa chân đánh bại nữa cùng là đồng môn đừng trách ta không nhắc nhở ngươi bây giờ nhận thua ngươi còn kịp xuống dưới điều tức nếu không tẩu hỏa nhập ma rồi ta sẽ vì tông môn trừ hại diệp thu hàn lại cười to ha 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 ta lại thua rồi tiêu huyền vậy mà ngay cả thiên giai bảo kiếm cũng lấy ra hại ta thua một con hầu rửa chân đây không thể nào sao ta có thể thua diệp thu hàn điên cuồng gào thét khi này hắn đã tẩu hỏa nhập ma, dùng linh khí từ từ điều khiển những thanh kiếm trên mặt đất hướng về phía chị nô. trưởng môn trương hạt nhìn cảnh tượng này thì thầm nghĩ cảnh tượng này giống hệt người năm đó tẩu hỏa nhập ma. ông ta nghiêm nghị nói diệp thu hàn đây là sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, lập tức tạm dừng đại bỉ. tên đệ tử cũng vội vàng khua chiên đại bỉ tạm dừng đệ tử hai bên tức tốc xuống sân. chị nô quay đi coi như người may mắn phế vật, nhưng diệp thu hàn không chịu buôn bỏ, hắn vương tay về phía chị nô muốn đi sao ta không cho phép hắn phát động linh lực điều khiển những thanh kiếm lao nhanh về phía chị nô thấy cảnh này chị nô lại cười lạnh ngược lại vừa hợp ý ta ta muốn để ngươi xem thử không chỉ là phi yến kiếm pháp hoặc là bất cứ kiếm pháp nào khác cho dù là ngự kiếm thuật ta được sư tôn chỉ dạy cũng không phải một phế vật như ngươi có thể đạt được chị nô dùng ngư kiếm thuật huyễn hóa ra vô số thanh linh kiếm đánh về phía diệp thu hàn cảnh tượng khá là khủng bố thu hàn chỉ có thể chờ lên bản điểm số lúc này vương hạt vội vã lên tiếng lâm chỉ sư chất tiêu huyền cũng chậm rãi nói tiêu chí nhi đừng quá nóng này chị nô mỉm cười sư tôn yên tâm con tự có phân phó lúc này hàn loạt kiếm ý cắt lên người diệp thu hàn tao cho hắn một kiểu tóc vô cùng độc đáo thu hàn sờ soạn thân thể ta à, ta chưa chết trên khán đài khán giả cố gắng kiềm nén tạo hình này của diệp sư huynh thật là không được không thể cười phụt nhịn không nổi ha 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 ta cười trước diệp thu hàn không hề biết hình thù hiện tại của mình hắn nhìn lên trên tức giận quát các ngươi đang cười cái gì có gì đang cười ta sao có gì đang cười ta sao chị nô thông thả đem một chiếc gương đến trước mặt thu hàn không để ngươi thưởng thức kiệt tác của ta ta vẫn có chút không can tâm nè ngươi xem đi thu hàn nhìn đầu tóc mình thì chửi rủa khi này chị nô đắc ý nói nhân tiện trên kiếm vẫn còn lưu lại linh lực của ta trước khi ngươi đánh bại ta tóc của ngươi và vết thương trên mặt đều sẽ không hồi phục ban đầu ngươi tốt nhất cầu nguyện chút cả đời này có cơ hội vượt qua ta ta hy vọng sau này lúc ngươi cầm kiếm đều có thể nhớ ngày hôm nay đừng quá tự cho mình là nhất diệp thu hàn ngươi căn bản cái gì cũng không phải diệp thu hàn đau khổ khụy trên mặt đất khán giả lại bàn luận sôi nổi thực lực của đệ thất phong thật là khủng bố thiên giai pháp khí đó là thật sao tô mộc hàm cũng tán thưởng sư tỷ cũng thật là giết người chu tâm tiêu huyền so cảm cảm khái không hổ là tiểu trĩ nhi của ta thật là chân truyền của vi sư tông chủ vương hạt nhìn về diệp thần nói thần nhi con còn nhớ nhiều năm trước vi sư từng tận tay trục xuất một phản đồ ra khỏi sư môn không diệp tần âm trầm bẩm nhớ không nhầm đó là ca ca của vương an trưởng lão đệ lục phong Nghe nói sau khi hắn phản sư môn đã dựa vào nhật nguyệt quỷ môn, sự tôn lẽ nào là đang hoài nghi đệ lục phong và ma đạo cấu kết với nhau. Vương hạt lết nhìn đệ tử, hy vọng tất cả đều là ta đa nghi, con đi điều tra vương an một chút. Ở phía dưới người diều khiển đại hội lại khua trên thông báo, trận tiếp theo rút thăm đối quyết, đệ thất phong đối chiến chủ phong. Nghe đến lượt mình cử người ra thi đấu, vương tông chủ có chút bất ngờ, khi này diệp thần cũng chưa kịp đi điều tra. Vương phong chủ cũng lên tiếng, con đi ứng chiến đi. Lâm Chỉ ngày nay trên phương diện kiếm đạo sợ là có thể so sánh với không ít trưởng lão trong tông môn. Con với cô ta đánh một trận cũng có chỗ tốt với con. Diệp Thần nhận lệnh xuống võ đài, người điều khiển lập tức tuyên bố thi đấu bắt đầu. Chỉ nô nhìn Diệp Thần nói, không ngờ vòng thứ nhất liền gặp Diệp sư huynh. Diệp Thần cũng rút kiếm ra nói, có bao nhiêu bản lĩnh, sư muội cứ việc dùng là được. Chỉ nô cười nham hiểm, vậy sao? Hi hi, cảm ơn sư huynh chiếu cố, vậy thì ta không khách khí nữa. Chỉ nô lập tức lấy từ trong túi chữ vật vô số pháp khí bao quanh nhìn thấy cảnh này không chỉ diệp thần hốt hoảng mà những người quan sát cũng như vậy nhiều nhiều pháp khí như vậy cái này là đi ăn cướp sao chuẩn bị đã xong chỉ nô cưỡi trên pháo lớn toàn thân bao quanh bởi mùi tiền vô cùng đắc ý đến đi sư huynh chúng ta bắt đầu đánh diệp thần cảm thấy bị tổn thương sâu sắc toàn bộ gia tài của hắn chỉ có một cây nhân giai hạ phẩm sư phụ tặng lúc bái sư mấy chục kiện pháp khí nay còn đánh cái rắm diệp thần quan kiếm đầy tức giận sau đó hắn chỉ về sư phụ mình hỏi sư tôn ngài còn quản hay không nay cũng quá phạm quy rồi vương hạt cũng bất lực nói trong tông môn trước giờ không cấm sử dụng pháp khí trong thi đấu dù sao kiếm tu tỷ thí thế nào cũng cần mang theo kiếm như lâm sư chất cái này cũng khó tránh nhiều quá chỉ nô thở dài thu hồi bí bảo thế thì chỉ có thể dùng một kiện vậy cũng được đến đi đến đi tranh thủ đánh xong ăn cơm thật sao diệp thần nghe thế thì vui mừng vậy thì sư huynh không khách khí nữa diệp thần cầm kiếm lao về phía chỉ nô hắn thầm ỉ nếu như chỉ có một thanh bảo kiếm coi như là thiên giai pháp khí mình cũng không sợ đánh xong sớm chút còn có nhiệm vụ sư tôn giao cho cần hoàn thành. Như nào có dễ ăn như vậy, chỉ nô mỉm cười lấy ra một bí bảo phòng ngự, lá chắn này có thể chống lại một kích toàn lực của tiên thiên thập trọng, có lẽ vừa hay phù hợp với sư huynh. Sư huynh cứ việc dùng toàn bộ bản lĩnh ra đi, Diệp Thần liên tục vung kiếm nhưng không thể vượt qua được lớp phòng ngự. Chỉ nô càng đắc ý hơn, sư huynh có được không vậy, sao lá trắng của tiên thiên thập trọng cũng phá không được, huynh tiếp tục như này, có lẽ ngay cả đụng cũng không đụng được tới ta chứ. Diệp Thần tức giận phúc du, nam nhân không thể nói là không được chẳng phải chỉ là một kích toàn lực của tiên thiên thập trọng sao bây giờ phá cho ngươi xem ha ha sư muội cẩn thận đó một kiếm toàn lực của diệp thần chém xuống tạo ra một vụ nổ lớn nhưng sau khi vụ nổ tan đi thì sau tấm khiên vẫn còn một tấm khiên khác nguyên vẹn không tì vết diệp thần không cẩn thận lao cả đầu vào tấm khiên diệp thần lùi lại phía sau tức giận nói vậy mà lại còn có một cái nữa đáng ghét chẳng phải chỉ là hai kích toàn lực diệp thần lại lao đến chém chỉ có điều sau khi chém vỡ một cái thì lại có một cái khác xuất hiện một lúc sau diệp thần mệt dã rời đứng trước mấy lớp khiên phòng ngự chỉ nô thì đang thong thả hưởng thụ cuối cùng diệp thần kiệt sức té trên mặt đất người diều khiển cũng lên tiếng ta tuyên bố vòng này tư cách thăng cấp đầu tiên thuộc về đệ thất phòng chỉ nô trên đài liên tục cảm ơn khán giả thì lo lắng nói đại sư huynh vậy mà bị pháp khí phòng ngự của đối phương tiêu hao đến chết ngất mấy chục cái pháp khí phòng ngự đại sư huynh đã rất cố gắng rồi tiểu chỉ nhi âm hiểm giáo hoạt quỷ kế đa đoan vi sư thích tiêu huyền cười đầy đắc ý mọi người nhìn thấy cũng cảm thán thì ra còn có loại phương thức chiến đấu này nội tình của đệ thất phong thật là đáng sợ chỉ là hơi có chút ồn ào tiêu huyền lại nói nhưng ngươi chẳng phải sớm đã nhìn không thuận mắt diệp thần nói muốn chính diện đánh bại hắn sao chị nô thờ ơ nói trước đây là hắn tu vi cao hơn con miễn cưỡng có thể làm đối thủ của con hôm nay hắn mới tiên thiên thập trọng con đã chúc cơ nhị trọng con dùng bản lĩnh thật sự đối phó hắn vậy chẳng phải ức hiếp người sao mộc hàm nhanh nhấu nói nhưng bây giờ mọi người cũng đang nói sư tỷ ức hiếp người rồi chị nô mặc kệ miệng đời nói Tóm lại, bây giờ ta cũng không phải lâm trí trước đây, có sự chỉ bảo của sư tôn, mục tiêu của ta bây giờ là khiêu chiến thiên kiêu kiếm đạo chân chính. Tiêu Huyên nghe thế thì đắc ý khen ngợi, có chi khí, không hổ là đại đệ tử thân truyền của vi sư, đi thôi, quay về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn có vòng thứ hai. Trưởng Lao Lục Phong nhìn Tiêu Huyền cảm thán, không ngờ, Lâm Chỉ này bây giờ vậy mà có thực lực này, thật đáng chết. Danh Tinh Nguyệt cũng lên tiếng, đây đúng là trận đấu đặc sắc. Ngụy Cửu ở bên cạnh cũng hưởng ứng, trong Hồng Môn Tông nhỏ bé này, quả thực coi là nội tình bất phàm, nhưng với cả đại tần mà nói cũng chỉ là nhỏ bé mà thôi. Nghe thế thì Tinh Nguyệt nghiêm túc nói, "Ngụy lão có điều không biết, ta đã phái mật thám điều tra." Thiếu nữ vừa rồi là đại đệ tử của trưởng lão Tiêu Huyền của Hồng Mông Tông, mấy tháng trước vẫn là một người bình thường không có tu vi. Nghe nói, cách đây không lâu, Tiêu Huyền này đã đại náo tại phủ chủ thành Lạc Vân, sau đó lên núi khiêu chiến Lạc Vân Tông, bây giờ hai đại bá một phương đã trở thành vật trong tay của hắn. Xem tình hình vừa rồi, người này trong Hồng Mông Tông cũng khá có uy tín có thể dựa vào sức một người lôi kéo nhiều thế lực giang hồ, người như này không phải chúng ta đang tìm sao?" Nghe Thế Ngụy cửu tò mò hỏi ý kiếm, "Vậy ngài dự tính chiêu mộ người này?" Nữ nhân gật đầu, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về Tiêu Huyền, "Nếu như hắn có thể lấy được hạng nhất hồng mông tử khí hôm nay." Trước sơn môn đệ thất phong, Tiêu Huyền vừa đi vừa nói, "Phần thưởng lần này là hồng mông tử khí." Hồng mông tử khí này là một đặc sắc lớn của Hồng Mông Tông, được phân bố theo bảng xếp hạng của cuộc thi hàng năm. Nghe người tu hành lâu dài trong hồng mông tử khí, nghe nói còn có thể được khí vận gia trì nếu như năm nay lấy được hạng nhất, nghe nói còn có thể lấy được hồng mông tử khí hàng đầu. Đợi tử khí giáng xuống, cả sơn phong đều sẽ có biến hóa kinh người, không ngờ, hồng mông tông tuy không quá nổi tiếng, vậy mà lại có trí bảo đáng kinh ngạc như vậy. Tiêu Huyền cười to, đúng vậy, lúc ta vừa mới biết cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nói không chừng hồng mông tông trước đây là tông môn lớn nào đó. Chỉ nô nhìn sơn môn cảm thán, linh khí trong không khí nồng đậm hơn nhiều rồi, sau này tu luyện thích nghĩ làm ít hưởng nhiều. Mộc Hàm nhìn cái cây trước mặt thản thốt, đây chẳng phải là nguyên liệu cần thiết để luyện chế ra vô số kim đan số lượng vô hạn sao sao nhiều thế hồng mông tử khí năm nay hình như nồng đậm hơn rồi đi vài bước hai nữ giật mình phát hiện một hồ dung tâm hỏa liên chị nô phấn khởi nói có những thứ này chúng ta chẳng phải có thể rèn linh kiếm giống như sư tôn sao tiêu huyền cũng vui vẻ nói các ngươi có thể thử bước đến cổng sơn môn chị nô cũng giật mình vì sao nay cả nhà cũng được tự động cải tạo khi này tiêu huyền giải thích nghe nói các kiến trúc của hồng môn tông đều là những ngọn núi nơi này tự huyễn hóa mà thành hôm nay được gặp xem ra là thật được rồi hôm nay mỗi người về phòng tự điều tức đi chuẩn bị ngày mai nghiên đón thi đấu hai nữ vui vẻ làm theo ở sân thi đấu vẫn đang đánh nhau khi này lâm phong đã bị một nữ đệ tử đánh bại cô ta nhìn lâm phong nói ta nhớ người trước đây từng tới xin sư phụ nói muốn bái nhập đệ nhị phong đáng tiếc bị sư phụ từ chối ta thấy người căn bản không có lòng tu kiếm thích nghĩ không phải là vì trình độ kiếm đạo của sư phụ ta mà đến bái sư vậy thì chính là cảm thấy nữ đệ tử của đệ nhị phong nhiều đáng tiếc nữ đệ tử của đệ nhị phong dù nhiều cũng sẽ không để ý một phế vật đào hoa bên ngoài. khi này lâm phong vô cùng cay cú, như nhân lại tiếp tục sĩ nhục. sớm nghe nói tiêu trưởng lão sẽ vì đệ tử muôn hạ luyện chế kiếm pháp, ta còn rất mong chờ có thể thử chút. bây giờ có vẻ dù kiếm pháp có tốt người không được thì kiếm pháp cũng thế, thật đáng tiếc. nếu như trận này là lâm sư muội thì tốt rồi. lúc này người điều khiển lại khô chiên đệ lục phong thua ba trận, mất đi tư cách tấn cấp. lục trưởng lão tức giận mắn chửi một đám phế vật. ông ta nhìn về đệ tử ra lệnh ngươi đi tìm vương trường phong sư huynh nói với hắn để lục phong tấn cấp vô vọng chuẩn bị tốt kết quả thi đấu một khi đưa ra liền tấn công núi cướp đoạt hồng mông tử khí ngày thứ hai lâm chỉ bước lên lôi đài nam tử phía đối diện thủ thế lên tiếng ta thật lòng muốn lĩnh giáo kiếm pháp của sư muội sư muội sẽ không dùng pháp khí đập chết ta chứ lâm chỉ cười khẩy này không dễ nói vậy thì cho ta thấy bản lĩnh thật sự đi nam đệ tử hùng hổ lao đến chỉ nô chỉ nô rút kiếm ra thầm nghỉ kể từ khi lấy được tất kiếm cảm ngộ đối với kiếm đạo đã hoàn toàn khác cảm thấy có thể tùy ý nhìn thấy những điểm đối thủ, chỉ nô một kiếm vun ra đã đánh bại đối phương. Nam đệ tử khi này ôm quyền cung kính nói: "Sư muội kiếm đạo tuyệt đại, ta cam bái hạ phòng." Người điều khiển trận đấu cũng tuyên bố: "Đệ nhị phong thua, người chiến thắng cuối cùng, đệ thất phong." Mấy nữ đệ tử ở phía trên cảm thán: "Thật không ngờ, Tiêu trưởng lão im lặng mấy năm, hôm nay vậy mà lại quật khởi rồi, cũng không biết là người thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Tiêu trưởng lão." Khi này phong chủ của đệ nhị phong, Trúc Tuyên cũng đi đến trước mặt Tiêu Huyền chào hỏi, lâu lắm không gặp gần đây nhìn khí sắc tốt hơn trước nhiều rồi. Tiêu Huyền vui vẻ nói, sư tỷ khí sắc cũng không tồi, khí tức cũng mạnh hơn nhiều, có vẻ khoảng thời gian này Vân Du bên ngoài thu hoạch không nhỏ. Quay lại hoàn cảnh tao ngộ giữa Tiêu Huyền và Trúc Tuyên, lúc đầu mình và Trúc Tuyên sư tỷ trước sau bái nhập Hồng Mông Tông. Ban đầu tu vi mình tịnh tiến cực nhanh, sư tỷ luôn cạnh tranh với mình, lúc đó còn cảm thấy phiền não. Không ngờ, sau này tu vi của mình đình trệ, trong đồng môn cũng chỉ có sư tỷ đối xử với mình như trước, còn hay la mắng, người bây giờ giống dáng vẻ gì, không muốn bị chê cười thì theo ta tu luyện quay trở lại hiện tại tiêu huyền nhìn trúc tuyên nói cảm ơn sư tỷ đã chiếu cố gần đây thu hai đồ đệ tốt mọi người hỉ sự tinh thần vui vẻ sư tỷ lần này tính ở lan trong tông bao lâu trúc tuyên cũng vui vẻ nói lần này tính ở lại vài ngày lần trước hai đồ đệ của ta đều được người cứu nên ta mang bọn họ đến đây để cảm ơn người ha ha sư tỷ đây coi ta là người ngoài sao bỏ qua chuyện đó trúc tuyên nói tiếp năm nay sư đệ đã giành được vị trí thứ nhất với hồng mông tử khí nhất phẩm này người nhất định có thể đề cao tu vi của mình lên một tầng cao hơn. Trong lúc đám người đang vui vẻ nói chuyện thì Lục trưởng lão dùng ánh mắt phức tạp nhìn về mọi người. Xung quanh ông ta khi này có vô số cao thủ tay cầm vũ khí, vẽ mặt của những tên hùng thần ác sát. Lục trưởng lão ra lệnh, thời gian sắp tới rồi, diệt hồng mông, cướp tử khí, lời kết thúc đám người xung quanh ông ta lập tức lao đi. Đồng thời khắp nơi trong tông, vô số người đã xong vào gây náo loạn với khẩu hiệu diệt hồng mông, cướp tử khí. Trên không trung quảng trường trên núi, bầu trời đen nghịch bóng người ngự kiếm sát khí bao trùm, người dẫn đầu là vương trường phong người dẫn đầu là vương trường phong trưởng lão nhật nguyệt quỷ môn lão tặc trương hạc hy vọng ngươi vẫn khỏe trương tông chủ thấy địch không sợ lên tiếng vương trường phong quả nhiên là ngươi ngươi cũng thật là tặc tâm không chết nương tựa vào nhật nguyệt quỷ môn bây giờ vậy mà còn dám quay về làm loạn vương trường phong đắc ý hôm nay ta đã tấn thăng nguyên anh lão tặc ngươi vẫn là kim đan đỉnh phong đúng chứ bây giờ quỳ xuống xin ta tha cho sau đó bắt chúc tuyên lại tặng cho ta ta sẽ tha cho hồng mông tông thế nào Trương Hạt tức giận đưa tay về phía trước phát động linh lực, Hồng Mông tông nào phải nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, Hộ Sơn đại trận sớm đã chuẩn bị tốt vì các ngươi. Hộ Sơn đại trận khởi động, vô số tu sĩ của Nhật Nguyệt môn không kịp tránh né bị đại trận cắt thành nhiều mảnh. Vương Trường Phong trên mặt để lộ ý cười, nghe nói Hồng Mông tông tổ thượng từng xuất hiện nhân tiên, Hộ Sơn đại trận uy lực kinh người, hôm nay được gặp, danh bất hư truyền, nhưng cũng chỉ đến vậy. Lời nói hắn kết thúc thì thì Hộ Sơn đại trận từ từ bị giải trừ trong sự khó hiểu của Trương Hạt và chúng đệ tử lúc này ánh mắt trương hạt nhìn về phương xa kích động ma khí xâm nhập đệ nhất phong trận nhãn của hộ sơn đại trận nằm ở đệ nhất phong bây giờ chỉ sợ đã bị ma khí xâm thực nhật nguyệt quỷ môn sớm có chuẩn bị nghỉ đến đây ông ta lập tức cưỡi hạt bay đi các vị trưởng lão ta đi đệ nhất phong trước thanh trừ ma đạo mở lại hộ sơn đại trận ở đây giao cho mọi người trấn thủ lúc này tiêu huyền cùng sư tỷ của mình đang bị ma môn bao vây chút tuyên có chút phấn khởi nói lần trước cùng sư đệ kề vai tác chiến hình như đã là chuyện 10 năm trước 10 năm trước sư tỷ nói chẳng lẽ là lần tỷ muốn xuống núi xem kịch sau đó kéo ta cùng nhốt trưởng môn vào phòng cuối cùng bị linh kiếm của trưởng môn truy đuổi khắp núi đúng không trúc tuyên khẩy cười công phu miệng lưỡi của sư đệ vẫn tốt như ngày nào ta lên trước dứt lời chút tuyên vun kiếm trong chớp mắt mấy tu sĩ ma môn liền bị chém chết Tao gan mạo phạm hồng mông tông có lẽ đã chuẩn bị tâm lý chịu chết rồi đúng không lời dứt trưởng lực tung ra vô số tu sĩ bị đánh bay tiêu huyền bên này thi triển ngự kiếm quyết triệu hồi vô số kiếm ý xem dáng vẻ thanh tử song kiếm của sư tỷ đã đại thành vậy thì ta cũng không thể lạc hậu mới được dứt lời tiêu huyền xuất kiếm tiếng kêu la thảm thiết của đám ma môn vang vọng lúc này mấy đệ tử còn lại cũng nhanh chóng ra tay giết địch với thực lực của bọn họ thì đám tu sĩ cấp thấp này chỉ là mũi khi này chỉ nô cùng mộc hàm cũng lần lượt lên tiếng thì ra đệ nhị phong tu là song kiếm tử thanh song kiếm cùng nhau xuất động mới là toàn lực có cơ hội nhất định sẽ cùng hai vị cùng nhau đấu một trận sư tỷ yên tâm lên đi ta thay tỷ mở đường được giao cho sư muội hai nữ cùng nhau song pha tu sĩ ma môn chết như dạ dưới tuyệt chiêu vạn tiễn sát phạt của mộc hàm và kiếm kỹ của chị nô khi này mộc hàm nốt thêm một viên đan dược để tăng cường linh khí giúp bản thân cô có thể khống chế nhiều pháp khí hơn thấy cảnh này bạch lạc nhật và lý thanh tuyền hai mắt trợn to đầy ngưỡng mộ nhiều nhiều pháp khí như vậy toàn bộ là địa giai trở lên xem dáng vẻ này lúc thi đấu đệ thất phong vẫn chưa dùng toàn lực thừa lúc trúc tuyên không chú ý lục trưởng lão từ phía sau lao đến tấn công cô trong lòng ông ta tức giận hồng mông thiên nữ còn không phải là dựa vào thiên vị của trưởng môn sao phát giác chuyện này tiêu huyền hét lớn sư tỷ cẩn thận đồng thời cũng điều khiển kiếm khí đánh lui lục trưởng lão bị phá hỏng kế hoạch ông ta tức giận lườm tiêu huyền nhưng một giây sau trúc tuyên đã dùng tử thanh song kiếm lao đến tấn công ông ta ông ta sợ hãi hét lên huynh trưởng cứu ta nhìn thấy em mình bị đánh bại vương trường phong chỉ lạnh nhạt nói đồ thứ vô dụng xem ra phải dựa vào bản thân ta hắn ta bắt đầu niệm chú lập tức một cái hắc kỳ xuất hiện chiêu hồn phiêu xuất vô số âm binh to lớn thân mặc giáp tay cầm vũ khí xuất hiện dưới sự điều khiển của hắn ta bọn âm binh này lập tức xong đến tấn công đám người của tiêu huyền trúc tuyên tức giận nói vương trường phong sau khi phản bội tông môn vậy mà biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này nghe người ta mắn nhưng vương trường phong lại đắc ý cười lớn ha 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 người không ra người quỷ không ra quỷ hay cho một câu nói năm đó ta cái gì cũng nguyện ý làm vì ngươi nhưng ngươi lại đối xử với ta không có gì hại ta chịu cảnh đồng môn chế diễu nếu không phải vì để có được sự chấp nhận của cô sao ta lại mạo hiểm cưỡng ép đột phá cuối cùng linh lực tán loạn tu vi mất hết cuối cùng chỉ có thể tu hành ma đạo nếu không phải là cô sao ta lại trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này nói xong hắn ta triệu hồi ra đám cốt binh có thực lực kim đan đỉnh phong lao đến tấn công trúc tuyên trúc tuyên vung kiếm chống đỡ cô nhìn về tiêu huyền nói sư đệ những quỷ tướng này tên nào cũng có thực lực tiếp cận kim đan đỉnh phong đệ nếu như vô địch thì ở gần đó tinh nguyệt cùng lão ngụy cũng bị đám cốt binh tấn công Tinh Nguyệt nói: "Ngụy lão, ngài xem tình hình của Hồng Mông Tông hôm nay, có phải cần ra tay tương trợ không?" Ngụy Cửu có chút khinh thường nói: "Mấy trưởng lão của Hồng Mông Tông đều là kẻ bất tài, chiêu hồn phiên đó vừa xuất ra, cơ bản đều bị dọa ngốc, cũng chỉ có hai thanh niên một nam một nữ còn nhìn tạm được, nhưng hai tên đó vẫn chưa đột phá kim đan, đối phó Vương Trường Phong đã khó, càng đừng nói là trưởng môn nguyên anh của Nhật Nguyệt Quỷ môn, lão ma giết người. Ta thấy Hồng Mông Tông hôm nay khó qua kiếp này." Khi này Tiêu Huyền đã triệu hồi ra thanh kiếm khổng lồ của mình, anh và trúc tuyên đang bị đám cốt ninh bao vây từ phía tinh nguyệt vừa đánh vừa nghỉ nếu như hồng mong tông tới trận này cũng không qua nổi vậy sợ rằng không thể giúp ích được gì cho ta rồi nhưng mà tiêu huyền và trúc tuyên hai người này thiên tư bất phàm nếu như có thể thu nhận về làm thủ hạ nhất định là một lựa chọn không tồi nghĩ đến đây cô lên tiếng ngụy lão chúng ta tạm thời quan sát xem chuyện gì sẽ xảy ra lát nữa nếu như tiêu huyền và trúc tuyên có khó khăn hãy ra tay tương trợ ngụy cửu tuân mệnh trúc tuyên niệm chú sau đó nói kiếm xuất một đạo kiếm ý từ tay cô huyễn hóa ra sau đó lan rộng nhanh chóng đánh tan mấy đạo cốt bình ngụy cửu thấy thế thì nói nghe nói hồng mông tông có một loại kiếm pháp song kiếm thiên giới hạ phẩm đan tu nhất kiếm uy danh bất phàm nữ song kiếm đại thành rồi chỉ sợ những người dưới cấp nguyên anh đã không còn ai có thể đối đầu với cô ta đột nhiên từ mặt đất xuất hiện một cánh tay cốt binh nắm chát lấy chân trúc tuyên không hay rồi bộ hài cốt này có độc không chạm vào được trong lúc cô không thể di chuyển lập tức năm sáu tên cốt binh dùng dây xích trói cô lại khi này trúc tuyên đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa hiện tại cô đứng giữa vòng vây của hai tên cốt binh khổng lồ bọn chúng vương tay muốn đè bẹp cô vương trường phong đắc ý hồng mông thiên nữ của chúng ta những năm nay quả thực tiến bộ không ít a à, đáng tiếc cũng chỉ có vậy mà thôi tinh nguyệt thấy thế thì ra lệnh ngụy lão tới lúc ra tay rồi ngụy lão lập tức vận lực nhưng ông ta chưa ra tay thì một đạo kiếm ý đã rơi xuống chém con cốt binh khổng lồ thành nhiều mảnh làm cho mọi người bất ngờ người ra tay chính là tiêu huyền anh lạnh lùng nói thả sư tỷ ra không phải chỉ là nguyên anh thôi sao ta đã giết qua không ít nguyên anh rồi trong lòng tiêu huyền thầm nghỉ có sự bổ trợ của tiên thiên kiếm thể cũng có cảm ngộ mới về chiêu thiên biến vạn hóa này rồi khi trước muốn ngưng tụ linh lực của kẻ mạnh để khiến uy lực của kiếm trở nên mạnh hơn bây giờ chỉ cần ngưng luyện trúc văn bổ trợ là được vương trường phong hét lên tiểu tử này thật ngông cuồng a à, hôm nay ta phải trị khỏi cái bệnh mỏ hỗn cho nhà ngươi rồi hắn điều khiển cốt binh đồng loạt xong về tiêu huyền tiêu huyền triệu hồi ra vô số kiếm ý lời nói băng lãnh chỉ dựa vào ngươi ngươi không xứng lời kết thúc vô số kiếm ý lao về đám cốt binh chém phá trong chớp mắt đám cốt binh diều bị đánh cho tan tác uy lực khủng bố lan tràn xung quanh huynh muội lạc nhật và thanh tuyền cũng phải gồng mình tạo lá chắn chống đỡ chỉ nô cùng mộc hàm cũng đồng dạng như vậy cách đó không xa ngụy lão cũng tung hết sức tạo ra lá chắn bảo vệ tinh nguyệt cô sợ hãi nói gần trăm quỷ vật kim đan thế mà lại bị hắn dùng một chiêu diệt sạch kim đan lại có thể có sức mạnh như thế này nếu có thể thu phục được người này vạn đạo thanh hội nhất định sẽ rất dễ dàng Tiêu Huyền đáp xuống mặt đất cầm kiếm lạnh lùng, trận thế của ngươi khi nãy lớn như thế, thì ra cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi à, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Thả sư tỷ ra, Vương Trường Phong ghen tị nói, mở miệng là nhắc tới sư tỷ, gọi cũng thật thân mật quá, năm đó cô ta không phải vì tiểu tử nhà ngươi mới từ chối ta sao? Trúc Tuyên, hôm nay ta cho ngươi nhìn cho rõ, thảm cảnh của việc chọn sai người, vừa nói hắn vừa điều khiển những sợi xích chói Trúc Tuyên ngày càng siết chặt, muốn giết chết cô ngay lập tức. Tiêu Huyền hét lên dừng tay, đồng thời đã lao đến thật nhanh để chém tan những sợi dây xích đó. Những sợi xích bị phá hủy Vương Trường Phong vô cùng bất ngờ, còn Trúc Tuyên triệu hồi song kiếm nhưng không được. Khi này Tiêu Huyền đã lao đến bế lấy Trúc Tuyên ân cần hỏi thăm, cảnh tượng vô cùng đẹp, làm cho khuôn mặt lạnh lùng của Trúc Tuyên đỏ ửng. Cô lấp bắp ta không sao. Hai đệ tử của cô thì hồ hởi nói, oa, Tiêu trưởng lão lần này được quá a, à, he he he, ta thấy mặt sư phụ đỏ rồi. Lâm Chỉ thấy sư phụ ôm nữ nhân khác thì trái tim tan vỡ, Mộc Hàm thì ngưỡng mộ, đẹp trai quá. Tiêu Huyền ôm lấy người đẹp nhìn về Vương Trường Phong nói, "Ngươi đi chết đi." Anh di chuyển với tốc độ cực cao, một kiếm chém ngang, Vương Trường Phong đăng xuất. Trúc Tuyên khi này nhỏ nhẹ nói, "Sư đệ, đệ." Tiêu Huyền trong lòng đắc ý, "Ha ha, sư tỷ nhất định đã bị vẻ đẹp trai khi này của mình làm cho ngây ngốc rồi. Có phải nên thả ta xuống rồi không?" Lời này làm cho Tiêu Huyền tỉnh mộng, "Ồ ồ cũng đúng." Trúc Tuyên bước xuống nói, "Chiêu khi nãy cũng không tồi, chờ lúc nào rảnh, nhất định sẽ thử luyện với ngươi." Tiêu Huyền vui vẻ nói, đây là độc môn tất sát kỹ mà ta mới luyện thành đừng nói tới loại người vừa mới bước vào nguyên anh như vương trường phong cho dù là gặp phải phân thần tu sĩ cũng dễ dàng đánh lại được cũng có thể đánh lại phân thần tu sĩ tinh nguyệt nghe thế thì giật mình cô vừa đánh đám cốt binh vừa hỏi ngụy lão ngươi cảm thấy lời của hắn có bao nhiêu phần đáng tin bị hỏi khí ngụy lão trầm ngâm một chút lại nói chiêu hắn dùng khi nãy chắc là vạn thiên hóa nhất mà các kiếm tu thường luyện nhưng từ cách mà hắn vẫn phát linh lực tới thanh kiếm đó ta đều không nhìn thấu được tới ngụy lão người cũng không nhìn thấu sao lão phu hôm nay là nguyên anh đỉnh phong nhưng nếu như đấu với chiêu này nói thật thì không biết được câu trả lời này làm cho tinh nguyệt vô cùng ngưỡng mộ tiêu huyền trong đại tần ta còn giấu một thiên kiêu như vậy sao đám thuộc hạ ma môn thấy vương trường phong chết rồi thì hốt hoảng vương trưởng lão lại bị hạ gục nhanh chóng như thế vậy chúng ta phải làm sao còn tiếp tục đánh nữa không ta thấy chúng ta mau chạy thôi tiêu huyền khi này với bộ dạng gian ác xuất hiện muốn chạy các ngươi cho rằng hồng mông tông là nơi các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? thấy cảnh này bọn chúng sợ hãi quỳ xuống, xin người tha cho bọn ta. bọn ta cũng chỉ là làm việc cho trưởng lão mà thôi. đúng như vậy a, à, ta từ trước tới nay chưa từng hại ai. ta là người bị lừa vào nhật nguyệt quỷ môn nó. xin người tha cho bọn ta một mạng. khi này hướng nhất phong xảy ra tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của mọi người. trúc tuyên lo lắng nói, đó là đệ nhất phong, trưởng môn gặp nguy hiểm rồi ta phải đi xem thử. tiêu huyền vội nói, chờ một lát, sư tỷ, không cần chúng ta qua đó, đối phương đã tới đây rồi khi này từ đệ nhất phong tiếng cười vang vọng hai bóng người từ hướng đó đang lao nhanh về phía quảng trường sau đó thô bạo đáp xuống mặt đất người đến là trưởng môn của nhật nguyệt môn trong tay ông ta đang xách theo trương hạt hắn ta đắc ý nói đừng cố gắng phản kháng nữa ngoan ngoãn làm tù binh của nguyệt nhật nguyệt quỷ môn ta đi như thế còn bớt chút thương tổn ha 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 nếu không sẽ giống như trưởng môn của các người làm vong hồn dưới đao của ta đi ha 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 nói xong hắn chém trương hạt một cái sau đó ném ông xuống mặt đất mọi người ở đó thấy cảnh này thì sửng sốt đám ma môn ở đó thì hô hào trưởng môn tới rồi được cứu rồi trưởng môn tới rồi lão ma nhìn về đám đệ tử hỏi vương trưởng phong đâu một tên thuộc hạ vội nói vương trưởng lão hắn hắn đã bị tên tặc nhân của hồng mông tông giết rồi vừa nghe thì lão ma không để ý nhưng sau đó hắn giật mình nói cái gì vương trưởng phong bị giết rồi tên thuộc hạ lo lắng nói ta tận mắt nhìn thấy lão ma lại cười lớn ha 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 vương trưởng phong lại bị người của hồng mông tông giết rồi là kẻ nào sao ta lại không biết trong hồng mông tông lại còn có cao thủ nguyên anh tên thuộc hạ lập tức chỉ về tiêu huyền nói chính là hắn tiêu huyền cũng bình thản nói là ta thì làm sao lão ma nhìn về tiêu huyền khinh bỉ một tên sâu bọ kim đan thất trọng cũng dám không biết sống chết như thế nếu ngươi thật sự có bản lĩnh giết được vương trưởng phong ta sẽ quỳ xuống liếm chân ngươi thế sao tiêu huyền cười lạnh lão ma lại tiếp tục nói nói đi ngươi đã dùng thủ đoạn gì vừa dứt câu tiêu huyền đã dùng tốc độ cực cao lao đến đánh bay lão ma trong sự sợ hãi của đám người ma môn tiêu huyền đưa chân về phía lão ma nói ta sợ ngươi không giữ lời hứa nên ta chủ động một chút cũng được lão ma nằm trên mặt đất liên tục nói được 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 tiểu tử nhà ngươi hôm nay sẽ lấy ngươi để tế đao chết đi ông ta triệu hồi ra thanh đao lao về phía tiêu huyền chém giết lão ma vun kiếm chém xuống tiêu huyền lập tức đưa kiếm ra đỡ va chạm tạo ra lực trùng kích lan rộng ra xung quanh đánh bay không ít tu sĩ thấy cảnh này trúc tuyên lập tức hét lên các ngươi trốn sau lưng ta sau đó cô thi triển thuật pháp bảo vệ bọn họ ở phía đối diện đám người ma môn lại không được diễm phúc như thế lực phản chấn là cho kẻ chết người bị thương vô số khi này lâm chỉ dùng kiếm tâm thông minh quan sát được trận chiến cảm giác này mình có thể nhìn rõ động tác của bọn họ lạc vân kiếm của sư tôn chính là thiên giới hạ phẩm linh kiếm kết hợp cùng với tung hoành vạn lý ngự kiếm quyết uy lực chắc chắn có thể đạt tới trình độ thiên giới trung phẩm bình thường mà thanh đao đó phẩm cấp khủng bố trong tầm thiên giới trung phẩm thậm chí có thể là cực phẩm lần này sư tôn nguy hiểm rồi lúc này tiêu huyền lập tức lùi về sau lập tức thi triển kiếm trận kèm theo lời nói sư tỷ mượn bội kiếm của tỷ dùng một lát trúc tuyên lập tức đánh ra song kiếm tiêu huyền cũng triệu hồi hai thanh nhiễu chỉ nhu của mình khi này tiêu huyền đang hình thành trận pháp thất tinh chu tiên kiếm trận anh lạnh lùng nói mặc kệ ngươi là thần tiên nơi nào hôm nay đều phải chết cho ta lâm trị hớn hỡ nói thất tinh chu kiếm trận là thiên giới thượng phẩm kiếm trận thất kiếm hợp thành uy lực ít nhất cũng gần tới tiên giới sư tôn muốn lấy được thất tinh chu tiên kiếm trận kiếm của con người cầm đi nói xong cô cũng đánh kiếm của mình về phía tiêu huyền đứng phía xa tinh nguyệt cũng lên tiếng thất tinh chu tiên kiếm trận kiếm trận này ta đã từng xem qua trong sách cổ không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy chân dung của nó ở đây công tử nếu muốn có được thất tinh chu tiên kiếm trận thì cũng tính thêm thanh địa giới tuyệt phẩm áp long đạo của ta đi cô vừa xuất kiếm vừa nghỉ có lẽ đây thật sự là cơ hội có thể lôi kéo được người này kiếm trận hình thành tiêu huyền nói hôm nay sẽ phải khiến nhật nguyệt quỷ muôn các người chết ở đây lão ma vẫn bày ra bộ dạng đầy tự tinh hắn liếm môi một cách tự mãn ngươi cho rằng dùng nhiều kiếm như thế ta lại không thể đấu được với ngươi sao nhìn những thanh kiếm của tiêu huyền lao đến ông ta tự tin vun kiếm chống đỡ nhưng sau khi va chạm lão ma phát hiện trận pháp này uy lực không hề nhỏ trong chớp mắt sáu thanh kiếm đã tạo lên những vết thương trên thân thể lão ma ông ta khi này đã nghiêm túc hơn đừng khoa trương quá sớm hôm nay cho dù ngươi có bản lĩnh trên trời thì cũng đừng nghĩ tới việc sống sót rời đi dưới thanh phục ma đạo của ta nói xong ông ta tung trưởng về đám thuộc hạ của mình ở phía sau một đám phế vật cũng tới lúc dùng chúng rồi bọn thuộc hạ bị giết chết trong lòng vẫn hỏi tại vì sao lão ma đưa thanh đao của mình lên cao bắt đầu ngưng tụ sức mạnh ha 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 tới đây đem huyết khí của các người đều dân tới đây đi tiêu huyền lao về phía lão ma câm phẫn nói tới người của bản thân cũng không tha giết ngươi chính là trừ hại cho dân kiếm trận của tiêu huyền cùng đao của lão ma va chạm tạo ra cảnh tượng vô cùng đặc sắc chỉ nô thấy cảnh này thì lo lắng vậy mà đỡ được rồi lão ma đắc ý gãy bảo đao này của ta là hấp thu huyết khí của người tiến hành toái luyện ngày nay đã là tiên giai hạ phẩm chỉ cần người nhân gian chưa giết tận, ta vẫn có thể trở nên càng mạnh." Tiêu Huyền chỉ cười khẩy, khi này từ trong kiếm trận huyễn hóa ra một cái đầu rồng vô cùng uy mãnh, sau đó nó thô bạo lao ra khỏi kiếm trận, cắn nốt về phía lão ma. Lão ma kinh hãi la lên: "Sao có thể? Thất Tinh Chu Tiên kiếm trận sao có thể mạnh như thế?" Tiêu Huyền thầm giải thích: "Nếu như là Thất Tinh Chu Tiên kiếm trận bình thường, quả thực rất khó giành chiến thắng dưới hình thức áp đảo như vậy, nhưng kiếm trận trải qua Tiên Thiên kiếm thể ra chỉ không giống, không chỉ có thể tăng cường sức mạnh bản thân thanh kiếm." còn có thể khuyết đại vô hạn một số đặc tính đặc biệt của kiếm. Thanh tử song kiếm của sư tỷ trải qua hồng mông tử khí tế luyện, có tác dụng áp chế đối với sắc khí trên ma đạo. Nhưng mình ngược lại không ngờ tới, thanh áp long đao vừa rồi sau trải qua kiếm trận xúc tác, vậy mà sinh ra long khí cường đại, đối phó với sắc khí quả thực dễ như trở bàn tay. Tinh Nguyệt thấy cảnh này thì trong lòng đắc ý, xem ra người này không phải người bình thường. Tiêu Huyền điều khiển cuồng long cắn nuốt lão ma, hắn ta sợ hãi uy hiếp, sư, sư phụ ta là trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần giáo của Long Viêm Thượng Quốc, nếu như ngươi giết ta sư phụ ta nhất định không tha cho ngươi vậy thì thế nào tiêu huyền không hề quan tâm thẳng tay dùng cuồng long giết chết lão mà thấy cảnh này lục trưởng lão núp ở phía xa hốt hoảng la lên sau đó ông ta rung rẩy nói tiêu huyền vậy mà thực sự giết chết lão mà rồi nhật nguyệt thần giáo đó là tông môn có phân thần kỳ tọa chấn ở long viêm thượng quốc có thể coi là bá chủ một phương coi như là tập hợp sức mạnh tất cả tông môn của cả vương triều đại tần cũng không chống lại được một ngón tay của người ta xong rồi xong rồi tiếp theo tiêu huyền chết chắc rồi Hồng Mông Tông chết chắc rồi, mình cũng chết chắc rồi." Tiêu Huyền khi này đã bước đến sau lưng ông ta nói, "Vậy sao? Tương lai của ta và Hồng Mông Tông thế nào, không nói chắc được, nhưng hơi, hôm nay phải chết không nghi ngờ." Nói xong Tiêu Huyền cũng ra tay thanh lý môn hộ. Nhìn xung quanh Tiêu Huyền cảm thán, coi như kết thúc rồi, trận này tổn thất không nhỏ. Trưởng môn tình hình thế nào?" Mộc Hàm lên tiếng, ngài ấy bị thương đến tâm mạch, tính mạng có thể giữ, nhưng sau này cần tĩnh dưỡng hàng năm, sợ là. Mọi người đều hiểu ý trưởng môn sau này không cách nào chiếu cố mọi người trong tông môn được nữa trúc tuyên buồn bã nói tình hình hôm nay hồng mông tông không thể quần long mất đầu chúng ta phải mau chóng chọn ra môn chủ đại diện ở phía xa tinh nguyệt nhiều chuyện lên tiếng ta đề cử tiêu trưởng lão dám hỏi vị đạo hữu này là trúc tuyên hỏi tinh nguyệt cũng mau mắn giới thiệu tại hạ danh tinh nguyệt gặp qua các vị hồng môn tông vị này là hộ vệ của ta ngụy cửu ngụy lão danh tinh nguyệt đó chẳng phải là mộc hàm lập bắp lúc này tiêu huyền cung kính hành lễ bái kiến tam công chúa điện hạ tinh nguyệt tò mò hỏi tiêu trưởng lão hình như sớm đã biết thân phận của ta tiêu huyền vẫn cung kính giải thích tại hạ cũng chỉ là dựa vào long khí trên thanh đao của người mà phán đoán một chút nghe được người gọi là danh tinh nguyệt mới xác định thân phận của ngài tiêu trưởng lão quả nhiên là người thông minh nếu đã như vậy vậy ta nói thẳng lần này ta tới là đến mời hồng mông tông các ngươi tham dự thịnh hội vạn đạo cử hành ở quốc đô nửa năm sau vạn đạo thịnh hội vạn đạo thịnh hội do hoàng thất của vương triều đại tần chủ trì thịnh hội triệu tập giữa các thế lực mạnh nhất trong biên cương tiến hành tỷ thí chọn ra phái mạnh nhất lần này khác với những lần trước người tham dự không chỉ giới hạn ở thế lực tu tiên giang hồ còn bao gồm cả các thế gia đại tộc của nước đại tần là lần thịnh hội lớn nhất từ lúc triều ta kiến lập nếu như là hồng mông tông đồng ý tham dự vạn đạo thịnh hội tiêu trưởng lão nguyện ý dẫn đội tiến về ta sẽ đưa ra một khoáng mạch linh thạch chưa từng khai thác cũng như có đủ pháp khí và tài nguyên tu luyện quy định thịnh hội lần này người thắng có thể lấy được danh hiệu quốc tông làm việc cho bệ hạ ngoài ra tài nguyên của cả đại tần vương triều nghiêng về đó nếu như là hồng mông tông có thể thắng những thứ này đều là của các người nghe được danh hiệu quốc tông mọi người đều sửng sốt tiêu huyền trầm ngâm nói ngay cả thế gia đại tộc cũng tham dự trong đó nhân tiện lúc biết thành chủ lạc vân thành là trường lão của lạc vân tông ta liền cảm thấy kỳ lạ quan viên thế tục vậy mà có liên hệ sâu sắc với thế lực tu tiên như vậy nghe thế tinh nguyệt đắc ý xem ra tiêu trưởng lão đã hiểu trọng điểm của thịnh hội lần này cứ nói đừng ngại tiêu huyền khi này đi vào trọng tâm tiêu mẫu kiến giải vụng về bệ hạ tổ chức lần này là muốn giáng đòn vào thế gia đại tộc sao lời này làm mọi người càng sửng sốt hơn tiêu huyền lại nói lúc đại tần vương triều thành lập là dựa vào sự ủng hộ và bảo vệ của các thế gia đại tộc mới có thể miễn cưỡng duy trì cai trị bây giờ hàng trăm nghìn năm trôi đi đã khiến khuôn mẫu này hình thành thông lệ việc xử lý và ra quyết định của triều đình đối với nhiều công việc quan trọng đều phụ thuộc vào sự ủng hộ của những thế gia đại tộc này ngày nay quyền lực và lòng tham của các thế gia đại tộc đã khiến hoàng thất cảm thấy bị đe dọa phải không lần này thiết lập quốc tông trực thuộc đế hoàng chính là muốn chia cắt tài nguyên của thế gia suy yếu sức mạnh của thế gia đồng chứ ánh mắt tinh nguyệt có chút trầm xuống tiêu trưởng lão quả thực là một nhân tài chính trị vừa rồi được nhìn tiêu trưởng lão một mình giết hai đại cao thủ nguyên anh tinh nguyệt bội phục sát đất vẫn mong tiêu trưởng lão có thể ra mặt tham dự vạn đạo thịnh hội lần này vừa nói tinh nguyệt lại vừa hành lễ với tiêu huyền chỉ nô thầm nghỉ tam công chúa của nước đại tần vậy mà cung kính với sư phụ như vậy khi này tiêu huyền lại trở về dáng vẽ thiếu nghiêm túc công chúa nói thẳng như vậy không sợ có tông môn nào lén lút bắt cầu với thế gia tiết lộ tin tức sao tinh nguyệt khẩy cười chuyện này coi là bí mật gì chứ sau khi ta nói chuyện này với phụ hoàng được phụ hoàng đồng ý đã sai người truyền tin thế gia đại tộc thiết nghĩ đã nghe được chuyện này rồi nhưng bọn họ cũng không có ngăn cản có lẽ bọn chúng cũng muốn mượn cơ hội lần này chỉ để áp chế hoàng tộc để uy thế của thế gia đại tộc càng lên một bậc tiêu huyền thầm nghĩ thủ đoạn này chơi thật 666, tam công chúa của nước đại tần ngược lại là một nhân tài có thể đảm nhận việc lớn tiêu huyền khi này ra giá nếu như muốn tiêu mỗ dẫn đội những thủ lao này vẫn không đủ nghe thế ngụy lão có chút nóng giận tiểu tử ngươi đừng có mà lòng tham không đáy tinh nguyệt vội lên tiếng ngụy lão ở đây giao cho ta đi tiêu trưởng lão có yêu cầu gì cứ nói đừng ngại yêu cầu của ta sao cô phải bái ta làm sư tiêu huyền bình thản nói khi này anh cũng nhìn thấy bản trạng thái của tinh nguyệt tên danh tinh nguyệt thân phận tam công chúa nước đại tần ngộ tính 100, căn cốt ss thiên phủ bá đạo trí tôn thể chưa kích hoạt điều kiện kích hoạt đãng lâm để vị hấp thu quốc vận long khí anh thầm tính toán bá đạo trí tôn thể hình như từng đọc được trong cổ tịch người thành công có thể dẫn động khí vận thiên hạ vào một thể không chỉ làm ít ăn nhiều còn tự mang long khí bảo hộ có thể khiến công pháp phát huy ra hiệu quả đặc thù người hỗn xược ngụy lão tức giận định tung trưởng về phía tiêu huyền lúc này tinh nguyệt đưa tay ngăn cản sau đó cô chấp tay nói xin cho văn bối hỏi nhiều một câu tiền bối duyên cớ gì muốn thu ta làm đồ đệ đương nhiên là thấy cô cốt cách tinh kỳ có tuệ căn chắc chắn có thiên phú. Xem trọng thiên phú của ta, nghe diều này tinh nguyệt bất ngờ. Cô bắt đầu nhớ lại, từ nhỏ, mình mặc dù là có ngộ tính cao nhất với các công pháp trong mấy vị huynh đệ tỉ muội, thơ ca, thư pháp, lễ nghi cũng là tốt nhất. Nhưng ở trên việc tu hành, lại không bằng các huynh đệ tỉ muội khác, cũng vì vậy không được phụ hoàng coi trọng. Đây cũng là lần đầu có người nói, xem trọng thiên phú của mình. Thấy công chúa suy nghĩ thì tiêu huyền lập tức thúc giục, tam công chúa do dự cái gì, có cần nghe phúc lợi của đệ thất phong ta chúng ta không? Tiểu chỉ nhi, có đồ nhi giới thiệu một chút cho tam công chúa phúc lợi của đệ thất phong chí nô lập tức hồ hởi giới thiệu gia nhập đệ thất phong bọn ta không chỉ có chỉ dẫn tu luyện của từng người còn có sư muội luyện đan sư tam gia lúc nào cũng có thể cung cấp đan dược dược phương dưới tên cô ấy mỗi ngày kiếm rất nhiều nguồn vốn hùng mạnh quan trọng nhất là còn có đãi ngộ được sư tôn đích thân quán đỉnh truyền công bất kể thiên phú thế nào gia nhập đệ thất phong bảo đảm cô tiền đồ vô lương tinh nguyệt lấp bấp bất kể thiên phú thế nào đều được chí nô vui vẻ gật đầu. Đương nhiên, trước khi ta bái nhập đệ thất phong, chỉ là nô bộc, tất cả mọi người đều nói ta căn bản không có thiên phú tu luyện. Nhưng bây giờ, bái nhập đệ thất phong không tới nửa năm, ta đã trúc cơ nhị trọng rồi. Đệ tử mấy phong khác cũng góp lời, quả thực là như vậy, trước đây chưa từng nghe qua người tên Lâm Trí. Thi đấu hôm nay được gặp, vậy mà thực lực áp đảo tất cả thiên kiểu nội môn, ta trước đây còn xem thường cô ấy. Bây giờ, ai? Cô ấy trước đây chỉ là nô dịch của đệ thất phong sao? Tinh Nguyệt vô cùng bất ngờ. Cô lại nhìn về tiêu huyền hỏi, dám hỏi tiêu trưởng lão, nếu vị cô nương này trước đây chỉ là tạp dịch của đệ thất phong vậy lúc đầu tiêu trưởng lão thu cô ấy làm đồ đệ là xem trọng cái gì khi này chị nô cũng nhìn về tiêu huyền thắc mắc lúc đầu đệ tử bên cạnh sư tôn đều rời đi hết chỉ có ta ở bên cạnh sư tôn thiết nghĩ sư tôn cũng là không có lựa chọn khác nhưng sư tôn nhất định sẽ không nói như vậy ngài ấy sẽ nói là xem trọng nhân phẩm của ta tiêu huyền đặt tay lên vai chị nô nói đương nhiên là xem trọng thiên phú thu đồ đệ không nhìn thiên phú thì nhìn gì Lẽ nào hôm nay ở đây không có ai nhận ra thiên phú kiếm đạo của đồ nhi ta sao? Tam công chúa, ta đã nói là xem trọng thiên phú của cô, ta có tự tin khiến cô trở thành người đứng đầu đạo này. Nếu đã như vậy, sư phụ trên cao, xin nhận đồ nhi một lại. Tiêu huyền đạt được mục đích thì cười khoái chí tiến đến đỡ tinh nguyệt, đồ nhi tốt, mau đứng lên. Bản hệ thống lập tức hiện ra, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công. Khen thường phản hồi 10 lần, nhận được âm dương ngũ hành luyện thể quyết, địa giai tuyệt phẩm và một hậu thiên linh binh. Hậu thiên linh binh, gắn vào ngón tay ta bây giờ một trong những nhu kiếm quấn quanh ngón tay dường như có thể tương thông với tâm trí mình nghe nói pháp khí nếu toái luyện ngàn năm có thể đản sinh kiếm linh có thể tự chủ tấn công tu luyện không ngờ hệ thống này còn có năng lực trực tiếp cho mình một kiện này cũng quá vô địch rồi ngụy lão khi này lên tiếng cái này công chúa người hồ đồ rồi sao người bái loại người này làm thầy à ông ta nói đến đây thì tinh nguyệt đã ngăn lại ngụy lão chuyện này ta tự có quyết định ông không cần nhiều lời ngụy lão thở dài lần này quay về giải thích sao với bệ hạ đây quay lại chủ đề trước đã bây giờ ta lấy thân phận đệ tử hồng mông tông thành tâm tiến cử tiêu trường lão làm môn chủ đại diện trúc tuyên cũng nói ta cũng cho rằng tiêu trường lão là đề cử thích hợp nhất hoàng thất đại tần ta sẽ ủng hộ tiêu trường lão trương hạt ho nhẹ cụ khụ nếu đã như vậy tiêu trưởng lão hồng mông tông nhờ ngươi rồi cụ khụ nếu đã là mục đích chung mọi người cùng thống nhất vậy khi này tiêu huyền đưa tay phát biểu ngại quá ta có đề nghị nghe tiêu huyền có ý kiến Trương Hạt vội nói, lão phu sắp không xong rồi. Hồng Mông Tông cũng đến lúc giao lại cho đám tiểu bối các ngươi rồi, cũng đừng chọn môn chủ tạm thời làm gì cả, chọn một trưởng môn mới đi. Tiêu Huyền nói, ta thích nay đây mai đó vu hoạn các nơi, lúc nào cũng kết thêm kẻ thù, bây giờ còn nhận tam công chúa làm đồ đệ. Thân phận càng phức tạp hơn, cho dù là môn chủ tạm thời hay là trưởng môn đều không thể nào phù hợp. Tiêu Huyền bước đến vỗ lấy bả vai chút tuyên, cho nên ta cho rằng thiên nữ Trúc Tuyên nên giữ chức trưởng môn này thì thích hợp hơn nghe lời này mọi người có chút bất ngờ nhìn đến tiêu huyền khi này trưởng lão tề phong lên tuyến ủng hộ những gì mọi người nói ban nãy ta đều nghe thấy hết rồi ta đồng ý với ý kiến của tiêu trưởng lão sư phụ tam công chúa đại tần danh tiếng này rất dễ gây ra tranh cãi về thân phận đúng là không thích hợp chút tuyên sư muội năm 12 tuổi muội đã vào thạch thất đọc thiên thư hồng môn tông biết một phần tương lai có lẽ chính là ý trời dựa theo tổ huấn thì chỉ có trưởng môn mới có thể đọc thiên thư hồng hoang tiêu huyền ở bên cạnh cũng bất ngờ khi nghe đến thiên thư hồng hoang Chúc tuyên khẽ nói lời tề trưởng lão vừa nói làm ta nhớ lại trong thiên thư hồng hoang có viết về tương lai của hồng mong tông nếu hôm nay mọi người trần trừ do dự ai sẽ tiếp quản thay hạt sư huynh thì chi bằng quyết định bằng thiên thư hồng hoang đi dứt lời cô quay về phía tiêu huyền nói sư đệ mời đi theo ta lúc này tam công chúa lên tiếng sư phụ con và ngụy lão còn phải đi thăm các tiên môn khác con xin phép cáo từ trước trước khi cô rời đi tiêu huyền gọi cô lại nói chờ đã ngươi vừa mới bái sư vi sư còn chưa kịp chuẩn bị quà bái sư cho ngươi cây nhiều chỉ nhu này ngươi cầm lấy để phòng thân đi vừa nói tiêu huyền vừa thi triển thuật pháp đánh cây nhiễu chỉ nhu vào trong tay công chúa tiêu huyền nói tiếp kiếm này có linh hồn không cần chế ngự bằng kiếm quyết nó có thể tự chiến đấu nói xong tiêu huyền rời đi công chúa nói vọng theo uy lực của thanh kiếm này thế nào ạ à? tiêu huyền chỉ vẩy tay nói thanh kiếm này uy lực không mạnh lúc này ngụy lão ở bên cạnh thở dài nói công chúa có lão phu bảo vệ cần thanh kiếm này sao khi này lời nói tiếp theo của tiêu huyền làm cho lão ngụy sửng sốt tiêu huyền nói hết câu là thanh kiếm này không mạnh lắm cũng có thể giết được nguyên anh không lâu sau tiêu huyền và chút tuyên đã đến trước cửa thạch động tiêu huyền tò mò hỏi sư tỷ tỷ dẫn ta đến đây để xem thiên thư hồng hoang sao thứ đấy rút cuộc là cái gì chút tuyên vừa thi triển thuật pháp vừa nói sư đệ một tháng trước đệ bị trọng thương suýt mất mạng sau lần đó lại đột phá trở lại bình thường không chỉ đột phá lên kim đan còn nhận thêm hai đồ đệ có thiên phú xuất sắc rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì đối diện với câu hỏi này tiêu huyền chỉ cười nói xảy ra chuyện gì được chứ chẳng qua là ngày trước đệ vô tình có được một viên vô lượng kim đan dựa vào viên đang dược đó nên mới qua ải diêm vương còn thuận lợi đột phá kim đan trong lòng tiêu huyền thầm nghĩ sư tỷ đang thăm dò mình vì nghi ngờ mình đã bị người khác đoạt xá sao khi này cửa thạch động cũng mở ra hai người chậm rãi đi vào trong ở phía trong thiên thư được bao quanh bởi một trận hình kỳ dị lúc này trúc tuyên cũng giới thiệu đây chính là thiên thư vật này do trưởng môn đầu tiên của hồng mông tông truyền lại chỉ người nào phù hợp làm trưởng môn kế nhiệm mới có thể đánh thức nó sau khi đánh thức nó sẽ nhìn thấy được phần số phận trăm năm tới của hồng mông tông tiêu huyền chậm rãi đặt tay lên trận pháp vậy mà còn có chuyện hiếm gặp như này sao trúc tuyên ở bên cạnh cũng làm động tác tương tự nói chỉ cần truyền linh lực vào nó thiên thư hồng hoan sẽ tự mình đưa ra quyết định nếu như đệ có tư cách thống lĩnh hồng mông tông thì thiên thư hồng hoang sẽ đáp lại đệ dứt lời thì thiên thư hồng hoang đã bay về phía cánh tay của tiêu huyền trúc tuyên cũng hiện lên ánh mắt hài lòng quả nhiên đệ mới là người thích hợp kế nhiệm vị trí tông chủ nhưng trúc tuyên vừa suy nghĩ đến đây thì hồng mông thiên thư lập tức rơi xuống khi này tiêu huyền cười nói thấy chưa ta đã nói là công việc này không phù hợp với ta mà vẫn là hồng hoang thiên thư hiểu ta khi này trúc tuyên đặt tay lên trận pháp trong lòng thầm nghĩ theo những gì ta biết nếu thật sự không có tư cách thống lĩnh hồng mông tông thì hồng hoang thiên thư sẽ không thèm động đậy chút nào chẳng lẽ hồng hoang thiên thư cũng sẽ suy nghĩ đến ý kiến của người đó sao khi này hồng hoang thiên thư lập tức rời khỏi trận pháp lao ra ngoài nhìn thấy cảnh này trúc tuyên kinh ngạc hồng hoang thiên thư đây là đã nhận ta làm chủ ta chỉ muốn xem tương lai của hồng môn tông mà thôi dứt lời hồng hoang thiên thư đã rơi xuống trước mặt trúc tuyên cô đành đưa tay ra nhận lấy ở bên cạnh tiêu huyền nhanh nhẩu nói chúc mừng sư tỷ nhận được công nhận của hồng hoang thiên thư trong lòng chúc tuyên bây giờ vô cùng khó nghĩ lần đó còn nhỏ hồng hoang thiên thư chỉ thể hiện một phần trong tương lai không phá lớp lá chắn bây giờ là phải làm gì mới được đây được hồng hoang thiên thư thì phải làm trưởng môn cô thở dài thôi bỏ đi nếu đã như vậy thì cứ xem trong hồng hoang thiên thư ghi chép cái gì trước đã cô phải tay một cái lập tức một bức tường thuật pháp được mở ra trên hồng hoang thiên thư lúc này xuất hiện mấy dòng chữ ta quan sát thiên tượng vào đêm suy đoán vận mệnh hậu thế cuối cùng tính được khi hồng mông tông nhận được địa vị quốc tông của đại tần vương triều sẽ là ngày hồng mông tông bật dậy đến lúc đó khí vận sẽ chuyển hết lên mình tông môn rực rỡ tiêu huyền xoa cảm thầm nghĩ đến chuyện quốc tông cũng tính toán ra được xem ra hồng hoang thiên thư này quả thật có chút bản lĩnh khi này dòng chữ trên bức tường thuật pháp lại tiếp tục thay đổi tiêu huyền năm 1165 lịch đại tần gia nhập vào hồng môn tông ta bái nhập nhập nhị phong người này có thiên phú chắc tuyệt là đệ tử thiên tài ưu tú nhất trong lịch sử của hồng mông tông từ xưa đến nay đến 19 tuổi đột phá cảnh giới trúc cơ trở thành lực trưởng lão của thất phong năm 20 tuổi dừng lại ở trúc cơ thập trọng không thể đột phá năm 25 tuổi ra ngoài rèn luyện bị kẻ địch tấn công thân bị trọng thương trở về tông môn làm lại từ đầu tiêu huyền nhìn những dòng chữ bắt đầu suy nghĩ đây thực sự là ghi chép nửa đời đầu của ta rất rõ ràng nhưng ghi chép đến làm lại từ đầu thì không có sao đó nữa chẳng lẽ bởi vì ta đã thức tỉnh hệ thống đúng là thế giới rộng lớn không chuyển lạ gì là không có chẳng trách trưởng môn lại thân thiết với ta như vậy xem ra hồng mông tông này không có đơn giản như vẽ về ngoài Chút tuyên nhìn Tiêu Huyền suy nghĩ, Hồng Hoang Thiên Thư không nhận hắn làm chủ nhưng lại ghi chép vận mệnh của hắn rất rõ ràng. Nghĩ đến đây ánh mắt cô trợ kích động, chẳng lẽ khí vận trong tương lai của hắn vượt xa Hồng Môn Tông, chắc chắn là không chỉ dừng lại ở Hồng Môn Tông. Thấy Chúc Tuyên cứ nhìn mình chằm chằm Tiêu Huyền nói, "Sư tỷ người nghi ngờ ta bị người khác đoạt xá chứ gì? Sư tỷ, ta vẫn còn nhớ, có một lần sư tỷ đã dẫn ta lén chạy xuống núi xem kịch, rồi bị sư phụ phát hiện. Sư tỷ đã đẩy hết mọi trách nhiệm lên người ta, ta còn bị phạt quỳ ở từ đường mấy ngày liền." chưa đợi trúc tuyên phản ứng tiêu huyền lại kể tiếp còn có một lần sư tỷ làm nổ lò luyện đan của sư phụ rồi chạy đến phòng của ta trốn lúc đó ta đang tắm người còn nhìn hết của ta rồi còn có tiêu huyền vừa định nói tiếp thì trúc tuyên vội vàng ngăn lại được rồi được rồi biết chính là ngươi rồi đừng nói nữa tiêu huyền đắc ý nói tiếp thực ra ta đã biết sư tỷ đang chọc ta chơi từ lâu rồi ta cũng chỉ muốn đùa với ngươi một chút mà thôi không có ý gì khác trúc tuyên ho nhẹ lấy lại bình tĩnh khu khụ chắc sư đệ vẫn chưa biết hồng mông tông là khí vận bạo phát sẽ phân chia tử khí hồng mông dựa theo địa vị của cá nhân trong tông môn hiện tại nếu hồng mông thiên thư đã chọn ta làm trưởng môn rồi thì ngươi hãy giúp đỡ ta trên danh nghĩa phó trưởng môn đi nghe lời này trong lòng tiêu huyền cảm kích sư tỷ vẫn luôn như vậy chuyện gì cũng suy nghĩ cho ta trước ta cũng nên làm gì đó mới đúng nghĩ đến đây tiêu huyền lên tiếng đúng rồi có phải sư tỷ có một đôi ngọc bội âm dương song ngư phải không trúc tuyên gật đầu đúng vậy công pháp ta tu luyện là song kiếm hợp bích cần âm dương ngũ hành chi khí hỗ trợ ngọc bội âm dương song ngư này chính là cái mà ta dùng để hỗ trợ tu luyện vừa nói trúc tuyên cũng lấy ngọc bội ra ngoài cô nhìn tiêu huyền nói nhưng lúc tìm được vật này thì đã khuyết thiếu rồi nên tác dụng cũng không được cao tiêu huyền khi này lên tiếng có thể tặng cho đệ dùng một chút không để đảm bảo tương lai có thể trả lại cho tỷ một bộ hoàn chỉnh chút tuyên không do dự nói đệ cầm đi bây giờ để là phó trưởng môn của hồng mông tông công pháp song kiếm hợp bích đệ vốn là được quyền cầm đi khi này trong lòng tiêu huyền đắc ý lần này lại có thể mượn hệ thống để tấn thăng rồi quay trở về động phủ của tiêu huyền thì lúc này hệ thống của tiêu huyền liên tục hiện lên thông báo ký chủ ban cho đệ tử công pháp song kiếm hợp bích thiên giai hạ phẩm phần thưởng đáp lại gấp một nghìn lần nhận được công pháp dung hợp một lần thời gian một ngày ký chủ ban cho đệ tử ngọc bội âm dương song ngư tàn khuyết phần thưởng nhận lại gấp hai mươi lần nhận được ngọc bội âm dương song ngư hoàn chỉnh lúc này tiêu huyền đang đưa công pháp cho lâm trĩ và bảo nàng ta đi tu luyện lúc này tiêu huyền nhìn bảng thông báo tự hỏi công pháp dung hợp là chức năng gì lúc này bản thông báo lại hiện ra công pháp dung hợp có thể dung hợp công pháp có tính tương đồng mà ký chủ tu luyện thành một sau khi dung hợp công pháp mới sẽ có tất cả các đặc tính mà công pháp dung hợp phẩm cấp và uy lực cũng tăng mạnh nghe thấy điều này tiêu huyền cười khẩy thì ra là như vậy đúng là rất thú vị hắn đưa tay sử dụng công pháp dung hợp lúc này bản thông báo hiện ra kiểm tra được công pháp kiếm đạo của khí chủ tu luyện tổng cộng có 57 môn bao gồm 32 môn nhân sai 20 môn huyền dai 3 môn điện dai một môn thiên dai ngoài ra còn có công pháp thần hồn địa giai thần niệm cũ đoạn có thể dung hợp. Nghe đến cái tên thần niệm cửu đoạn tiêu huyền có chút suy nghĩ, sau đó hắn nhớ ra là công pháp này hắn đã có được sau khi chỉ điểm Lâm Trí ở Lạc Vân Thành. Lúc này hệ thống thông báo công pháp dung hợp thành công, đang truyền tải, dường như có một nguồn năng lượng cực mạnh rót vào thân thể tiêu huyền, làm hắn kêu la đau đớn. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi, và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.